sụp đổ thần giáo Sơn Môn, Hoàng Vũ đến tình cảnh gần như hư vô, không có bất kỳ cái gì linh khí hoặc tà khí tồn tại, thế nhưng tòa tháp nhọn, lại hội tụ cực kỳ khủng bố sụp đổ khí, mà lại là quanh quẩn không tiêu tan. Cái kia cỗ sụp đổ tức giận năng lượng, bàng bạc đến so sụp đổ thể còn muốn mãnh liệt, Diệp Thần liếc mắt nhìn, liền cảm thấy tòa này tháp nhọn, không thể chấp trưởng, chỉ có thể ngước nhìn. Càng là vĩ đại kỳ quan. Minh Khiếu Thiên nói, đó là sụp đổ tháp, là năm đó sụp đổ thiên chủ lão tổ tông lưu lại vĩ đại kỳ quan, lão tổ tông đạo pháp truyền thừa, chủ yếu có, một trưởng ba đao năm kỳ quan, cái này sụp đổ tháp, chính là một trong ngũ đại kỳ quan. Diệp Thần âm thầm gật đầu, hắn cũng nghe sụp đổ chi chủ nói qua, hắn truyền thừa phân một trưởng ba đao năm kỳ quan, bây giờ gặp được tòa này sụp đổ tháp, hắn lần thứ nhất cảm nhận được sụp đổ chi chủ sáng tạo kỳ quan to lớn. Tòa này sụp đổ tháp năng lượng, toàn bộ bộc phát ra đi, đủ để trong nháy mắt hủ diệt ức vạn vũ trụ, để cho thiên đế biến thành bột mịn, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Diệp Thần cũng không dám tưởng tượng sẽ có khủng bố như vậy sụp đổ kỳ quan, thuần túy chính là sụp đổ năng lượng cấu tạo mà thành, thân tháp bên trong không biết núp nóng bao nhiêu đầu viễn cổ ma thần thi cốt cùng máu tươi. Minh Khiếu Thiên thở dài, ngoại trừ sụp đổ tháp, lão tổ tông còn có bốn cái vĩ đại kỳ quan, chính là băng phôi đế quốc, tâm ma phi kiếm, vô thượng phá toái đại thiên môn, toái niết quan tài đồng, băng phôi đế quốc đã phá diệt, hóa thành phế tích, chính là chúng ta dưới chân mảnh này sụp đổ di tích cổ. Tâm ma phi kiếm là ta sụp đổ thần giáo quyền hành tượng trưng, trước mắt còn không có người cầm kiếm sinh ra, lão tổ tông nói qua, nếu ai năng chấp trưởng tâm ma của hắn phi kiếm, người đó liền có thể kế thừa y bát của hắn. Đến nỗi toái niết quan tài đồng, đó là một kiện đáng sợ đại sát khí, đem địch nhân phong ấn đến trong quan tài. Địch nhân sẽ bản thân chịu băng liệt phá toái mà chết, hết sức thống khổ. Còn có cái kia vô thượng phá toái đại thiên môn, ai, trước kia lão tổ tông rơi xuống, lơ lửng tại đế quốc bầu trời thiên môn cũng muốn đi theo vẫn lạc, ta không đành lòng nhìn thấy lão tổ tông kỳ quan phá diệt, liền đem cái kia phá toái thiên môn phòng ấn đến nữ nhi của ta trái tim bên trong. Nữ nhi của ta trái tim, liền thành phá toái thiên môn vật chứa, tâm huyết của nàng, quanh năm tháng dài tư dưỡng thiên môn. Nàng đã cùng thiên môn hòa làm một thể, nhưng thiên môn mang sụp đổ khí, lại phản phệ trái tim của nàng, nàng sắp toái tâm mà chết, nhiều nhất chỉ còn dư mấy năm mệnh. Ai, ta cũng là đau đầu vô cùng, trời có mắt rồi, thiên nữ thần sứ buông xuống, luân hồi chi chủ, người lại tới, tiểu nữ liền được cứu rồi. Lão tổ tông kỳ quan, cũng có thể bảo tồn. Mặc kệ là nữ nhi của mình tính mệnh, vẫn là cái kia phá toái thiên môn kỳ quan, Minh Khiếu Thiên đều vô cùng xem trọng. Cũng không muốn mất đi, bây giờ Diệp Thần cùng thiên nữ đến, để cho hắn thấy được hy vọng. Thì ra là thế. Diệp Thần hiểu được, thì ra, Minh Khiếu Thiên nữ nhi, là phá toái thiên môn vật chứa, chịu sụp đổ phá toái chi khí ăn mòn, trái tim có vỡ nát nguy hiểm, nếu không cứu chữa mà nói, không còn sống lâu nữa. Minh Khiếu Thiên muốn làm, chính là cứu vớt nữ nhi. Thiên nữ cười nói, đúng, Diệp Thần, người tới nơi này lại là làm cái gì? Cuối cùng sẽ không sớm nhận được tin tức, đặc biệt tới cứu người A. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, Minh giáo chủ Thiên Kim mang bệnh, ta cũng là lúc này mới biết, ân, ta lần này đến đây, kỳ thực là muốn khiêu chiến toái niết thí luyện. Toái niết thí luyện, Minh Khiếu Thiên lập tức cả kinh, hỏi, luân hồi chi chủ, là lão tổ tông gọi ngươi tới sao? Cái này toái niết thí luyện, là sụp đổ thần giáo bí mật, chưa có ngoại nhân biết được. Diệp Thần gật đầu nói, ân, đúng vậy. Sụp đổ chi chủ tiền bối nói, nếu ta có thể thông qua toái niết thí luyện, liền có thể tại sụp đổ thần giáo chung sinh tồn, thậm chí chấp trưởng đại quyền. Nói thật, Minh giáo chủ, ta muốn cứu ta vũ tổ sư tôn, nếu các ngươi sụp đổ thần giáo có thể trợ lực, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Minh Khiếu Thiên thân thể đại chấn, nói, luân hồi chi chủ, ngươi muốn chấp trưởng sụp đổ quyền hành, ta thần giáo trên dưới, nghe lời răm rắp, tuyệt không hài lòng. Cái này... Toái niết thí luyện cũng không muốn rồi a, cái kia thí luyện, quá mức nguy hiểm. Một khi xảy ra điều gì sai lầm, sợ rằng phải thân sụp đổ hồn toái a. Diệp Thần nghe Minh Khiếu Thiên nói đến nghiêm trọng, liền hỏi, cái này toái niết thí luyện, nội dung đến cùng là cái gì? Minh Khiếu Thiên trần chờ một chút, thở dài nói, cái gọi là toái niết thí luyện, chính là ngày xưa băng phôi đế quốc cao nhất khiêu chiến, người tham dự muốn tại toái niết trong quan tài đồng trải qua 7 ngày, có thể trải qua 7 ngày người. Nhưng phải sụp đổ thiên chủ bệ hạ lão nhân ra ông ta chúc phúc, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể an ổn trải qua 7 ngày, nhiều nhất 2-3 thiên chính là cực hạn. Cưỡng ép đáng độ mà nói, cái kia chỉ có thân sụp đổ hồn toái hạ tràng.
Năm đó ta, ở đó toái niết trong quan tài đồng vượt qua 3 ngày, đã là có 102 đế quốc thiên tài, bị bệ hạ lão nhân gia ông ta ký thác kỳ vọng, thu làm đồ tôn. Hồi tưởng ngày xưa thí luyện, kia thật là hung hiểm vô cùng, tưởng nhớ chi tâm có sợ hãi. Diệp thần nói, toái niết quan tài đồng, đó là sụp đổ chi chủ tiền bối một trong ngũ đại kỳ quan A. Minh Khiếu Thiên gật đầu nói, chính là, toái niết thí luyện, chính là muốn ở đó trong quan tài đồng, trải qua 7 ngày. Cái kia toái niết quan tài đồng, mang theo cực kỳ mãnh liệt sụp đổ nát bấy pháp tắc, chuyên môn dùng để nát bấy người nhục thân cùng linh hồn, cùng địch nhân lúc đối chiến, nếu có thể đem địch nhân phong ấn đến trong quan tài đồng, địch nhân mạnh đi nữa, cũng chỉ có hóa thành nước mủ hạ tràng. Sụp đổ chi chủ là sụp đổ pháp tắc kẻ thu thập, sụp đổ chi đạo, hạch tâm tại sụp đổ hai chữ, cụ thể thiên về điểm lại có khác nhau, có nhằm vào nhật nguyệt tinh trống không sụp đổ, có nhằm vào người nhục thân linh hồn sụp đổ, có nhằm vào địch nhân binh khí pháp bảo sụp đổ, có nhằm vào người đạo tâm sụp đổ. Cái kia toái niết quan tài đồng, chính là đặc biệt nhằm vào người nhục thân cùng linh hồn, một khi thân vào quan tài, thân hồn liền sẽ chịu đến cực kỳ mãnh liệt sụp đổ xung kích, cả người muốn nứt mở, tiếp đó phá toái, hóa thành nước mủ. Diệp thần không hiểu cảm thấy dùng mình, phảng phất thấy được chính mình một cái tương lai, chính là thân kẹt ở toái niết trong quan tài đồng, huyết nhục xương cốt linh hồn bị ăn mòn trở thành nước mủ. Bất quá, cái này tương lai, phát sinh khả năng rất thấp. Diệp thần trấn tĩnh lại, cẩn thận tính toán, nghĩ thầm dựa vào chính mình đạo pháp nội tình, đủ loại thủ đoạn, muốn thông qua toái niết thí luyện, không khó lắm. Nếu như có thể thông qua thí luyện, liền chứng minh hắn có chấp trưởng sụp đổ thần giáo quyền to tư cách. Nếu như ngay cả điểm ấy thí luyện đều không thông qua, vậy hắn cũng không cần thiết sẽ ở đây lưu lại nữa. Minh giáo chủ, cái này toái niết thí luyện, đích xác nguy hiểm, nhưng, ta vẫn muốn thử xem. Diệp thần nắm quyền một cái, nhìn xem Minh Khiếu Thiên cười nói, trong giọng nói rất có tự tin. Minh Khiếu Thiên trừng to mắt, nhìn xem Diệp thần bộ dáng tự tin, trong lúc nhất thời ngơ ngác nói không ra lời, sau một hồi lâu, vừa mới run giọng nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi thật muốn thí sao? Diệp thần nói, ân, thử xem liền thử xem a, dù sao tới đều tới rồi. Minh Khiếu Thiên vẫn là vô cùng cẩn thận bộ dáng, nói, không bằng, ta vẫn trước tiên dẫn ngươi đi tổ sư tử đường, ngươi xem trước một chút cái kia toái niết quan tài đồng sau, mới quyết định. Diệp thần nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Thiên nữ đột nhiên nói, Minh giáo chủ, kêu lên Vũ Vi a, ta nghĩ tới chị nàng biện pháp. Minh Khiếu Thiên khẽ giật mình, nói, không biết thiên nữ thần sứ, phải dùng biện pháp gì trị liệu. Thiên nữ thần bí cười cười nói, thiên cơ bất khả lộ, người gọi bên trên Vũ Vi cô nương, cùng đi tổ sư tử đường A. Hai khắc đồng hồ sau. Sụp đổ thần giáo, tổ sư tử đường. Trong đường thờ phụng một tòa tà thần pho tượng, đó chính là sụp đổ chi chủ phó tuyệt thiên pho tượng, dung mạo lạnh lùng, ngũ quan như đao búa phòng tai đục một dạng rõ ràng. Pho tượng phía trước trưng bày một ngụm quan tài đồng thao cổ. Phía trên điêu khắc rất nhiều dữ tợn hung ác hình dáng trang sức, là ma thần đau đớn gào thét, làm xé rách hình dáng phủ điêu, quan tài thân so phổ thông quan tài muốn lớn 2 lần, tràn ngập vô cùng cổ lão huyền ảo pháp tắc khí tức, phía trên hiện đầy pha tạp tang thương vết máu, không biết là viễn cổ ma thần lưu lại, vẫn là tham gia toái niết thí luyện kẻ thất bại lưu lại. Cái này quan tài đồng thao cổ, chính là sụp đổ chi chủ ngũ đại kỳ quan bên trong toái niết quan tài đồng, từ cái này quan tài đồng phía trên. Có thể bắt được ngày xưa sụp đổ chi chủ mãnh liệt sát phạt ý niệm, hắn lại muốn chôn thiên ngoại trụ thần, đem cường đại trụ thần, đều phong ấn đến hắn trong quan tài đi, trực tiếp ăn mòn thành huyết thủy. Loại này ý nghĩ đáng sợ, cơ hồ không có khả năng thực hiện, cho nên hắn cái này toái niết quan tài đồng, mới gọi vĩ đại kỳ quan. Tư tưởng nghịch thiên, là vì vĩ đại. Khó mà thực hiện, là vì kỳ quan. Bây giờ, có 4 bóng người, đứng tại quan tài đồng phía trước, là Diệp Thần. Minh Khiếu Thiên, thiên nữ 3 người, còn có một cái mi thanh mục tú, da thịt trắng nõn, khí chất điềm tĩnh thanh tao lịch sự nữ tử, chính là Minh Khiếu Thiên nữ nhi, Phó Vũ Vi. Minh Khiếu Thiên đối với sụp đổ chi chủ 10 phần thành kính, cho nên nữ nhi của mình, đều cùng sụp đổ chi chủ một cái dòng họ. Phó Vũ Vi có chút đứng bất an, đối với nàng mà nói, mặc kệ là Diệp Thần, vẫn là Nhậm thiên nữ, cũng là không được đại nhân vật. Đây chính là toái niết quan tài đồng, luân hồi chi chủ. Minh Khiếu Thiên chỉ vào trước mắt quan tài, hướng Diệp Thần đạo. Diệp Thần thần sắc ngưng túc, đi ra phía trước, tại trên quan tài đồng sờ lên, nhắm mắt lại cảm thụ một chút, liền có thể cảm thấy năm đó sụp đổ chi chủ,
hùng tâm có bao nhiêu mãnh liệt, lại muốn phong ấn trụ thần. Quan tài đồng phía trên, có mãnh liệt phong ấn năng lượng, lại có rất nhiều kinh khủng sụp đổ đại trận, người một khi bị phong ấn đến trong quan tài, chỉ có bị sụp đổ tan rã, nhục thân phá toái, linh hồn chôn vùi hạ tràng. Từ trong quan tài đồng, Diệp Thần lại cảm nhận được rất nhiều viễn cổ ma thần gào thét, vì chế tạo bộ dạng này quan tài, trước kia sụp đổ chi chủ, hiển nhiên là săn giết không thiếu ma thần. Tại viễn cổ thời đại, chế tạo vĩ đại kỳ quan, muốn so bây giờ đơn giản rất nhiều. Bởi vì, viễn cổ thời đại, tài nguyên đầy đủ, khắp nơi tàn phá bừa bãi ma thần, bản thân liền là đỉnh cấp tài nguyên, một bộ ma thần thi hài, sánh được rất nhiều thiên tài địa bảo. Diệp Thần lại đem nắp quan tài mở ra, liền thấy trong quan tài đồng, càng là minh khắc rất nhiều phức tạp trận pháp, người nếu là nằm tiến vào, không biết phải thừa nhận bao nhiêu đau đớn. Như thế nào? Minh Khiếu Thiên ngắm nhìn Diệp Thần, có chút khẩn trương mà hỏi. Diệp Thần suy nghĩ một hồi, khẽ gật đầu nói, bộ dạng này toái niết quan tài đồng, đích thật là đỉnh cấp vĩ đại kỳ quan, người nếu là nằm tiến vào, chỉ sợ cũng muốn bị đủ loại sụp đổ đại trận, nát bấy nghiền thành huyết thủy. Toái niết thí luyện, muốn tại bộ dạng này trong quan tài trải qua 7 ngày, đích xác không quá dễ dàng, nhưng ta vẫn nghĩ mạo hiểm thử một lần. Diệp Thần đoán chừng dựa vào chính mình thần giáp mệnh tinh sức mạnh, còn có bản thân hắn sụp đổ pháp sức mạnh, muốn tại toái niết trong quan tài đồng trải qua 7 ngày, tuy có điểm mạo hiểm, nhưng hẳn là cũng có thể thông qua. Minh Khiếu Thiên thân thể chấn động, chỉ sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nói, xác định sao? Diệp Thần con mắt híp lại, nói, xác định. Minh Khiếu Thiên nói, tốt a, luân hồi chi chủ, đã ngươi tâm ý đã quyết, vậy ta thông cáo giáo chúng, ngươi muốn tham gia toái niết thí luyện, nếu ngươi có thể tại trong quan tài đồng trải qua 7 ngày, 7 ngày sau đó, giáo chủ của ta chi vị, sẽ là của ngươi. Về sau ta sụp đổ thần giáo trên dưới, mặc cho ngươi phân công. Diệp Thần cười nói, ngược lại cũng không cần vội vã như vậy, chờ ta thông qua thí luyện rồi lại nói. Minh Khiếu Thiên nói, hảo. Diệp Thần nói, ân, còn có, Minh giáo chủ, ta muốn đi áo nghĩa giới, không biết ngươi có thể hay không hỗ trợ sắp xếp một chút. Nhưng, không cần bại lộ thân phận của ta. Diệp Thần là vũ tổ đệ tử, áo nghĩa giới từng muốn mưu hại vũ tổ, kết quả bị vũ tổ phản sát, song phương thù hận không nhỏ. Nếu để cho áo nghĩa giới biết Diệp Thần thân phận, bọn hắn rất có thể muốn trả thù. Minh Khiếu Thiên nói, kể từ áo nghĩa giới giới chủ tử cực thần tôn, mưu hại vũ tổ thất bại, bị vũ tổ diệt sát sau, áo nghĩa giới liền bế quan khóa giới, rất ít cùng ngoại nhân lui tới, nghe nói gần nhất áo nghĩa giới thiếu chủ Phương Huyền Đức xuất quan, có mở lại áo nghĩa giới chi ý, nhưng không biết thực hư, luân hồi chi chủ, người đi chỗ kia làm cái gì? Rất nguy hiểm a. Diệp Thần nói thẳng, ta muốn đi áo nghĩa giới tìm kiếm một vật, nhưng không có đường tắt đi vào. Diệp Thần cần tỉnh Vũ Ngọc Lộ, thứ này tại áo nghĩa giới võ trong biển, nếu là có thể tìm được tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, hắn có thể thay Diệt Không Thiên Đế mở ra phong ấn, khôi phục tu vi. Đến lúc đó, không pháp cốc sức mạnh, cũng thuộc về hắn, hắn muốn đối kháng cổ tinh môn, cứu vớt phú tổ, vậy thì đơn giản nhiều. Minh Khiếu Thiên nói, phải không? Ngô, vậy ta nghĩ một chút biện pháp, ngươi không cần lo lắng, mấy ngày nay liền chuyên tâm thông qua toái niết thí luyện. Diệp Thần nói, vậy thì làm phiền. Minh Khiếu Thiên lại nghi hoặc nhìn về phía thiên nữ, hỏi, thiên nữ thần sứ, không biết ngươi có biện pháp nào, có thể cứu vớt tiểu nữ. Tiểu nữ trong tim, phong ấn phá toái thiên môn, mà cổng trời sụp đổ chi khí, đã sắp đem nàng trái tim nghiền nát, tình thế vạn phần nguy cấp, không biết ngươi muốn như thế nào cứu chữa. Một bên Phó Vũ Vi, cũng là có chút điểm co quắp, gương mặt ửng đỏ nói, nếu là thiên nữ tiểu thư, có thể cứu ta thoát ly khổ hải, ngươi kêu ta làm cái gì cũng có thể. Thiên nữ mỉm cười, hướng Minh Khiếu Thiên nói, Minh giáo chủ, có ta cùng luân hồi chi chủ ở đây, lệnh thiên kim tất có thể khỏi hẳn, ngươi cứ yên tâm đi. Đến nỗi cứu trị chi pháp, ta còn không liền nói tỉ mỉ, tóm lại bảo quản hữu hiệu, ngươi đi ra ngoài trước a, đóng lại từ đường đại môn, 7 ngày sau lại mở môn, ta bao ngươi hài lòng. Minh Khiếu Thiên kinh nghi bất định, hỏi, thiên nữ thần sứ, luân hồi chi chủ lập tức sẽ bắt đầu toái niết thí luyện, ngươi cùng tiểu nữ phải ở lại chỗ này. Các ngươi lưu lại làm gì? Diệp Thần cũng là 10 phần hồ nghi nhìn xem thiên nữ, không biết nàng trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Thiên nữ cười nói, dùng người thì không nghi ngờ người, nếu Minh giáo chủ tin được ta, liền ra ngoài đóng cửa lại, 7 ngày sau lại mở môn chính là. Minh Khiếu Thiên nhíu mày, cảm thấy suy nghĩ lấy, nếu như chỉ có thiên nữ một người,
hắn chắc chắn không tin được, nhưng bây giờ Diệp Thần cũng ở nơi đây, hắn liền rất yên tâm, nhưng không biết nữ nhi ý nghĩ. Phó Vũ Vi có chút đỏ mặt nói, cha, ta tin tưởng thiên nữ tiểu thư, nàng nhất định có thể trị hết ta. Minh Khiếu Thiên suy nghĩ cân nhắc một phen, quyết định cuối cùng nói, tốt ha. Thiên nữ thần sứ, luân hồi chi chủ, ta liền đem tiểu nữ giao cho các ngươi. Hắn lại căn dặn Diệp Thần đạo, luân hồi chi chủ, ngươi tiến vào toái niết quan tài đồng sau, nếu là nhịn không được, liền lập tức gõ vang quan tài, giữ ở ngoài cửa trưởng lão hội thay ngươi mở quan tài. Bộ dạng này quan tài đồng, một khi nằm tiến vào, ở bên trong là không có cách nào đem quan tài mở ra. Ngươi nếu có thể trèo chống 7 ngày, liền coi như hoàn mỹ thông qua, ta sụp đổ thần giáo về sau, nhất định phụng ngươi vi tôn. Diệp Thần biết rõ, gật đầu nói, hảo, ta đều biết. Minh Khiếu Thiên nói, cái kia, ta liền đi trước, các ngươi hết thảy cẩn thận. Nói đi, Minh Khiếu Thiên có chút không thôi liếc nữ nhi một cái, liền quay người rời đi tổ sư tử đường, đồng thời phịch một tiếng đóng lại đại môn. Theo cửa chính đóng lại, trong tử đường tia sáng, cũng là trở nên tối xuống, bộ kia toái niết quan tài đồng, lộ ra cổ lão lộng lẫy, để cho người ta có điểm tâm sợ. Thiên nữ tiểu thư. Tại Minh Khiếu Thiên sau khi đi, trong đường lại chỉ có Phó Vũ Vi, Thiên nữ, Diệp Thần hai nàng này một nam, Phó Vũ Vi có chút khẩn trương nhẹ nhàng kêu Thiên nữ một tiếng. Thiên nữ một bộ thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng, cười nói, Vũ Vi tiểu thư, còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói sao? Phó Vũ Vi gương mặt ửng đỏ nói, nhớ kỹ, ngươi. Ngươi nói, ta trái tim sắp phá toái, chỉ có nhất pháp có thể giải, chính là thiết lập một tòa hải đăng, lòng có nhớ nhung, đạo tâm cũng sẽ không tan vỡ. Thiên nữ nói, đúng vậy a, ngươi thiếu một tòa hải đăng. Phó Vũ Vi hít sâu một hơi, dường như là lấy dũng khí, nói, thiên nữ tiểu thư, ta đã nghĩ kỹ, liền để ngươi tới làm ta hải đăng a. Chỉ cần trong lòng ta có ngươi, đạo tâm của ta liền có thể vững chắc xuống, từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, ta liền. A, thiên nữ lập tức có chút kinh ngạc, rõ ràng không ngờ tới, Phó Vũ Vi thế mà muốn cầm nàng làm hải đăng, nàng lắc đầu liên tục nói. Không được, không được, ta sao có thể làm ngươi hải đăng? Mấy ngày nay ta còn đau đầu lấy đi nơi nào cho ngươi tìm một tòa hải đăng, ha ha, bây giờ luân hồi chi chủ tới, có sẵn hải đăng liền có. Diệp Thần nói, uy, nhậm thiên nữ, ta nói ngươi là không phải sai lầm cái gì. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, thiên nữ cái gọi là cứu trị chi pháp, chính là gọi hắn đi làm Phó Vũ Vi hải đăng. Hắn cùng Phó Vũ Vi mới vừa quen, muốn thiết lập hải đăng quan hệ thân mật như vậy, cái kia chỉ sợ cũng phải. Dạng này, vạn vạn không được, Diệp Thần không muốn làm bẩn người khác trong sạch, càng không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Thiên nữ cười nói, như thế nào, người không muốn cứu người. Diệp Thần nói, không có, chỉ là, trong lúc vội vàng, muốn ta trở thành nàng hải đăng, chỉ có thể. Không được, không được. Phó Vũ Vi cũng là gương mặt đỏ bừng, nói, không được, thiên nữ tiểu thư, nam nữ thụ thụ bất thân, vẫn là ngươi cho ta hải đăng a. Thiên nữ nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng luân hồi chi chủ thiên phú cùng khí vật, hơn xa tại ta, Vũ Vi tiểu thư, so với ta, hắn càng thích hợp làm ngươi hải đăng. Các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ, muốn thiết lập hải đăng liên lạc, không phải cần phải muốn tiếp xúc da thịt, chỉ cần cùng trải qua hoạn nạn, vận mệnh sợi tơ cũng có thể đan vào một chỗ. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, trong lúc vội vàng, như thế nào cộng kinh hoạn nạn. Thiên nữ cười chỉ toái niết quan tài đồng, nói, cùng một chỗ tham gia cái này toái niết thí luyện là được rồi. Phó Vũ Vi giật nảy cả mình, nói, thiên nữ tiểu thư, ngươi nói cái gì, ngươi phải gọi ta cũng cùng một chỗ tham gia toái niết thí luyện. Thiên nữ nói, đúng vậy, đừng lo lắng Vũ Vi tiểu thư, ta cũng biết tham gia, luân hồi chi chủ bảo mệnh năng lực, tăng thêm ta kế thừa nguyên thần pháp. Thần sắc đẹp pháp, đầy đủ cam đoan chúng ta thông qua thí luyện. Ha ha, cái này toái niết thí luyện, kỳ thực ta cũng nghĩ khiêu chiến, có lẽ có thể giúp ta tu vi đột phá. Phó Vũ Vi hoàn toàn choáng váng, nàng không nghĩ tới, thiên nữ sẽ gọi nàng tham gia toái niết thí luyện. Cùng một chỗ tham gia toái niết thí luyện, đích xác có thể cộng kinh hoạn nạn, thiết lập quan hệ chặt chẽ, dạng này nàng và Diệp Thần, vận mệnh sợi tơ có xen lẫn, thiết lập hải đăng liền dễ dàng nhiều. Nhưng toái niết thí luyện nguy hiểm, không cho phép hoài nghi, Phó Vũ Vi cũng không dám lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Thiên nữ nhìn xem Phó Vũ Vi khẩn trương bộ dáng, trấn an nàng nói, đừng hoảng hốt. Có ta cùng luân hồi chi chủ tại, muốn bảo vệ một mình ngươi,
cũng không phải là việc khó. Ách, Phó Vũ Phi vẫn có chút chần chờ bộ dáng, nhìn về phía Diệp Thần, ngập ngừng nói, chính là không biết, luân hồi chi chủ, ý như thế nào. Diệp Thần suy nghĩ một chút, nghĩ thầm có thiên nữ hỗ trợ, muốn bảo vệ Phó Vũ Phi, hẳn không phải là quá gian nan sự tình, liền gật đầu nói, có thể, vậy chúng ta ba người, cùng một chỗ tham gia cái này toái niết thí luyện chính là. Phó Vũ Phi nói, tốt ha. Diệp Thần mở ra nắp quan tài, nhìn xem trong quan tài đồng bộ không gian, hơi cau mày nói, chính là không biết bộ dạng này quan tài, có đủ hay không ba người chúng ta nằm xuống. Bộ dạng này toái niết quan tài đồng, so với bình thường quan tài lớn hơn một chút, dung nạp hai người có thừa, nhưng muốn dung nạp ba người, nhưng lại hơi có vẻ bất đắc dĩ. Thiên nữ nói, chen một chút a, miễn cưỡng hẳn là nằm phía dưới. Diệp Thần ừ một tiếng, gật gật đầu, liền trước tiên nằm đến trong quan tài đi. Thiên nữ mỉm cười, cũng tiến vào trong quan tài đồng, nằm ở bên cạnh Diệp Thần, hướng Phó Vũ Phi vẫy tay. Phó Vũ Phi gương mặt phiếm hồng, bứt rứt bất an, cuối cùng cũng là có chút điểm thẹn thùng chen vào. Phịch một tiếng, Diệp Thần đem nắp quan tài khép lại. Nắp quan tài khép lại sau, trong quan tài đồng, liền tựa như ngăn cách, ngoại giới thiên cơ không thể nghe thấy. Quan tài thân nội bộ điêu khắc trận pháp, hơi hơi phát ra huỳnh quang, cho nên quan tài nội bộ không hề tăm tối, vẫn có chút ánh sáng. Diệp Thần vốn là tâm vô bàng vụ, chỉ muốn thông qua toái niết thí luyện, nhưng thiên nữ cùng Phó Vũ Phi, nằm ở hắn hai bên trái phải, từng trận xử nữ u hương rõ ràng có thể nghe, hai cỗ mềm mại vừa nóng bừng bừng thân thể liên tiếp, trong lòng của hắn lập tức liền có chút cảm giác khác thường. Bộ dạng này quan tài, ba người nằm chung một chỗ, vẫn là quá chật chội a. Vũ Phi cô nương, ủy khuất ngươi. Diệp Thần nói, Phó Vũ Phi trung quy là đại gia khuê nữ. Như vậy chặt chẽ cùng Diệp Thần cái này nam tử xa lạ nằm chung một chỗ, truyền đi cuối cùng vẫn là có chút không dễ nghe. Cho nên, thiên nữ mới không có cùng Minh Khiếu Thiên nói rõ tình hình thực tế, là vì tránh phiền toái không cần thiết. Phó Vũ Vi đỏ mặt nói, không việc gì. Thiên nữ có chút trêu chọc nói, như thế nào, nói xin lỗi nàng, không cùng ta xin lỗi sao? Diệp Thần cười nói, ha ha, hai chúng ta, cũng không cần phải nói loại lời này đi. Nhớ ngày đó, hắn cùng thiên nữ đã từng có một đoạn thân mật thời gian, hai người ngoại trừ một bước cuối cùng không có làm, cái gì khác đều đã làm, bây giờ nằm chung một chỗ, da thịt kề sát, cũng là tiểu nhi khoa. Thiên nữ bấm một cái Diệp Thần trên cánh tay thịt, nói, lúc này không giống ngày xưa. Diệp Thần bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thần sắc sau đó trở nên có chút ngưng trọng, nói, tốt, đừng làm rộn, cái này quan tài đồng, tựa hồ bắt đầu hiển uy. Diệp Thần liền thấy trong quan tài đồng bích trận văn, lóe lên từng trận tia sáng, phía trên nạm một chút đặc thù linh thạch, cũng bắt đầu phát sáng, không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, sau đó chuyển biến thành nguyên thủy sụp đổ khí tức, tạo ra từng sợi u tối sương mù, rất nhanh liền tràn ngập đầy cả bộ quan tài. Bộ dạng này toái niết quan tài đồng, rõ ràng mang theo đặc biệt linh tính, chỉ cần kiểm tra đã có vật sống tại quan tài thân bên trong, đủ loại toái niết sụp đổ đại trận, liền sẽ điên cuồng khởi động. Bàng bạc sụp đổ khí bắt đầu bộc phát, muốn đem hết thảy vật sống đều ăn mòn hòa tan thành huyết thủy. Diệp Thần, thiên nữ, Phó Vũ Phi ba người, chen tại trong quan tài, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể bị động hút vào cái kia từng sợi sụp đổ xương mù xám. Đang hút vào sụp đổ xương mù xám sau, Diệp Thần thân thể chấn động, nhất thời cảm thấy giống như có ngàn vạn khỏa băng lãnh sắt thép hạt tròn, tiến vào trong thân thể của mình, đồng thời bắt đầu lôi kéo khắp nơi một dạng tán loạn loạn xạ. Muốn đem hắn kinh mạch xương cốt toàn bộ xuyên qua đánh nát đồng dạng. Đây là nguyên thủy nhất năng lượng sụp đổ, có thể từ thân thể người nội bộ, đem thân người tất cả trật tự cùng pháp tắc, toàn bộ phá hủy. Nhân hoàng lục quyết, nhật nguyệt thần quang. Diệp Thần phản ứng cấp tốc, lập tức thi triển chín thương cổ hoàng tuyệt học nhân hoàng lục quyết, trên thân tràn ngập ra từng sợi nhật nguyệt tia sáng, tách ra thể nội sụp đổ khí, đồng thời tại thân thể mặt ngoài tạo thành phòng ngự. Có thể chống cự sụp đổ, chỉ có trật tự. Nhân hoàng lục quyết, liền đại biểu cho chín thương cổ hoàng nhân hoàng trật tự. Cỗ này nhân hoàng trật tự, đối với sụp đổ chi đạo, có không tệ hiệu quả phòng ngự, Diệp Thần vừa thi triển ra, lập tức liền cảm thấy cơ thể buông lỏng không thiếu. Hắn nhìn hai bên một chút thiên nữ cùng Phó Vũ Vi, liền thấy tại sụp đổ xương mù xám hiện ra trong nháy mắt, thiên nữ trên thân nổi lên một cỗ thiên đường giống như thần thánh bạch quang, cỗ này bạch quang chặn sụp đổ ăn mòn. Đây là thiên đường thánh đạo hào quang. Thiên đường thánh đạo, là nguyên thiên đế đạo pháp một trong, thiên nữ bái sư nguyên thiên đế sau,
rõ ràng cũng là lấy được không thiếu chân truyền, bình thường sụp đổ ăn mòn không được nàng. Nhưng, Phó Vũ Vi liền không có Diệp Thần cùng thiên nữ thủ đoạn, nàng hút một cái vào sụp đổ sương mù, lập tức gương mặt trắng bệch, hai mắt thẳng tắp trừng lớn, cả người trong nháy mắt liền cứng lại, hô hấp thở dốc đều không kịp thở. Diệp Thần vội vàng nắm lấy tay của nàng, phân ra nhật nguyệt thần quang, che chở nổi nàng. Tại Diệp Thần che chở cho, Phó Vũ Vi gò má tái nhợt, rất nhanh liền khôi phục hồng nhuận. Vũ Vi cô nương, không có sao chứ? Diệp Thần hỏi. Phó Vũ Vi khôi phục lại, nhìn thấy Diệp Thần nắm lấy tay của mình, gương mặt ửng đỏ, nói, không có việc gì. Diệp Thần nói, xin lỗi, ta không có ý định mạo phạm, chỉ là... Phó Vũ Vi nói, ta biết, luân hồi chi chủ, ngươi là đang bảo vệ ta. Diệp Thần gật gật đầu, gặp Phó Vũ Vi tính tình ôn hòa điềm tĩnh, cảm thấy đối với nàng cũng là nhiều hơn điểm hảo cảm, lập tức tiếp tục nắm lấy tay của nàng, bảo hộ lấy nàng. Thuận lợi như vậy vượt qua một ngày, tới ngày thứ hai, thí luyện cường độ bắt đầu đề thăng, nói đúng ra, chính là trong quan tài đồng, mỗi một đạo trận văn, đều trở nên vô cùng đỏ bừng, từng trận kinh khủng như nham tương một dạng nhiệt độ cao phát tán ra, cả bộ quan tài trở thành một cái cực lớn lò nướng, hỏa lò. Diệp Thần, Nhậm Thiên Nữ, Phó Vũ Vi ba người, chỉ cảm thấy có ngàn vạn đầu thiêu đến đỏ bừng kim nhọn, dọc theo cơ thể mỗi một cái lỗ chân lông toàn đâm đi vào, hô hấp không khí tốt giống như là liệt hỏa, ngũ tạng lục phủ tất cả đều là dung nham, trong mạch máu lưu động phảng phất đã không phải là huyết dịch, mà là nham tương. Cái này ngày thứ hai thí luyện cường độ, cùng ngày đầu tiên so sánh, đơn giản không thể so sánh nổi, Diệp Thần đoán chừng liền xem như thiên đế cấp bậc tồn tại. Đối mặt như vậy mãnh liệt sụp đổ, chỉ sợ đều phải cẩn thận đối đãi. Mà nếu như không có đủ mạnh hoành đạo tâm, cũng căn bản không có khả năng tiếp nhận sụp đổ xung kích mang tới đau đớn. Cũng chính vì như thế, cho nên tại viễn cổ thời đại, rất nhiều tham gia toái niết thí luyện người, thường thường đều sống không qua ngày thứ hai liền bại lui, không phải là bởi vì thân thể bọn họ không được, là đạo tâm cường độ không đủ. Chỉ có đạo tâm cứng rắn nhất, tối cường ngạnh người, mới có thể thông qua toái niết thí luyện. Ta, thật nóng. Phó Vũ Vi có chút không chịu nổi mãnh liệt như vậy nhiệt độ cao, thở dốc liên tục, toàn thân đổ mồ hôi tràn trề. Vũ Vi cô nương, nhìn con mắt ta. Diệp Thần nghiêng đầu nhìn xem nàng, đạo. Phó Vũ Vi ngẩn ngơ, liền nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Phàm có chỗ cùng nhau, đều là hư ảo, hết thảy hữu vi pháp, đều là bọt nước, thân thể ngươi cũng không bỏng. Diệp Thần tựa như nói mê nhẹ nhàng ngâm sướng. Âm thanh mang theo điểm thôi miên ý vị, con mắt tại thời khắc này đã biến thành kính vạn hoa huyết nhãn, mãnh liệt huyễn thuật thả ra. Diệp Thần đây là tại thôi miên, lợi dụng kính vạn hoa huyết nhãn huyễn thuật, đối với Phó Vũ Vi thôi miên. Phó Vũ Vi ngây ngẩn cả người tâm thần, phảng phất đều lâm vào Diệp Thần thâm thúy như biển máu trong hai con ngươi, rất nhanh liền cảm thấy cơ thể không nóng, chung quanh nhiệt độ cao phảng phất không tồn tại, cả người nàng như ngâm trong suối nước nóng. Toàn thân nhẹ nhàng hết sức thoải mái, cuối cùng ôm Diệp Thần cánh tay, lại nghiêng đầu ngủ thiếp đi. Diệp Thần âm thầm thở dài một hơi, may mắn hắn kính vạn hoa huyết nhãn hữu hiệu, nếu không, hắn có thể liền muốn vận dụng thần giáp mệnh tinh năng lượng, đến đối kháng hôm nay tan vỡ. Thời gian dài thôi động thần giáp mệnh tinh, đối với Diệp Thần tới nói, cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng, toái niết thí luyện muốn tiến hành 7 ngày, bây giờ mới là ngày thứ 2, hắn nhất thiết phải giữ lại thể lực. Thiên nữ, ngươi như thế nào? Diệp Thần lại xoay đầu lại, nhìn về phía thiên nữ. Thiên nữ lúc này cũng là giống như cười mà không phải cười nhìn qua Diệp Thần, hai người thân thể gần sát phía dưới, bờ môi cơ hồ áp vào cùng một chỗ, thiên nữ liền hướng về phía trước dựa vào một chút, hai mảnh cánh môi hôn một cái Diệp Thần. Diệp Thần biết nàng tính tình ngay thẳng, cho nên bị nàng hôn một cái, cũng không lấy làm lạ. Thiên nữ cười nói, ngươi lừa gạt tiểu nha đầu thủ đoạn, ngược lại là rất lợi hại. Diệp Thần nói, chỉ là một điểm thôi miên tiểu thủ đoạn thôi, nếu như không làm như vậy mà nói, nàng sống không qua hôm nay. Người đây, cần ta giúp người thôi miên. Thiên nữ nói, không cần, hôm nay cỗ này sụp đổ xung kích, đủ mạnh liệt, có thể để ta rèn luyện thân thể, đây là tuyệt hảo cơ hội tu luyện, ta cũng không thể bỏ lỡ. Nàng xê dịch thân thể, để cho chính mình nằm thoải mái một chút, hít thở sâu một hơi, đối với chung quanh mãnh liệt nóng rực sụp đổ xung kích. Không những không làm bất luận cái gì phòng ngự, ngược lại trực tiếp đối mặt, muốn dựa vào sụp đổ lực trùng kích, rèn luyện tự thân. Ngươi ngược lại là lớn mật, ân, cũng được, ta cũng thử một chút. Diệp Thần cũng không làm phòng ngự, đối mặt sụp đổ, lợi dụng sụp đổ sức mạnh,
rèn luyện nhục thân của mình. Một chút xíu nóng rực sụp đổ khí, không ngừng nhập thể, mang cho Diệp Thần cực lớn giày vò, nhưng ở trong giày vò, nhục thể của hắn cũng đã nhận được cực lớn rèn luyện. Ngày thứ hai đi qua, ngày thứ ba sụp đổ, khí tức chuyển biến làm băng lãnh, ngày thứ tư là lôi điện, ngày thứ năm là phong nhận. Diệp Thần cùng thiên nữ, mạnh mẽ dùng nhục thân của mình đi ngăn cản, tại đang tan vỡ không ngừng rèn luyện bản thân. Đến nỗi Phó Vũ Vi, liền bị Diệp Thần thôi miên đi, ở vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Nhưng đến ngày thứ sáu, trong quan tài đồng sụp đổ, liền chuyển biến trở thành từng đạo vô hình kiếm khí. Cái này vô hình kiếm khí, sát phạt vô cùng sắc bén, tựa như có thể cắt chém chém vỡ hết thảy, từng cái kiếm khí vạch ở trên da, Diệp Thần cùng thiên nữ làn da, đều xuất hiện từng đạo vết máu, từng trận sắc bén kịch liệt đau nhức toàn tâm. Thật mãnh liệt kiếm khí. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, mấy ngày trước sụp đổ, hắn còn có thể dựa vào cường hãn nhục thân cùng tinh thần ý chí ngạnh kháng. Nhưng hôm nay, cái này từng đầu sụp đổ kiếm khí, lấy hắn cùng thiên nữ tu vi, coi như đạo tâm tinh thần năng ngăn cản, nhưng nhục thân cũng đỡ không nổi, muốn bị vô tận kiếm khí chém thành mảnh vỡ. A, đau quá. Phó Vũ Vi từ trong ngủ mê thức tỉnh, nàng cũng bị sụp đổ kiếm khí chạm cắt, thân thể vết máu từng cái, bộ dáng có chút thê thảm. Thần giáp mệnh tinh, bảo hộ. Diệp Thần thấy tình thế không ổn, không còn dám sơ suất, lập tức mở ra thần giáp mệnh tinh, một tầng cương khí màu vàng kim, đem chính mình cùng Phó Vũ Vi, còn có thiên nữ bảo vệ. Chanh chanh chanh, từng cái vô hình sụp đổ kiếm khí, chạm tại Diệp Thần mệnh tinh cương khí phía trên, lập tức phát ra kim thiết va chạm một dạng giao kích âm thanh, cả hai va chạm, chỗ tóe ra mãnh liệt xung kích, lại xuyên thấu qua cương khí chuyển xuống, giống như một cái chùy sắt lớn không ngừng đánh. Phó Vũ Vi đầu ong ong, tuy có Diệp Thần thần giáp mệnh tinh cương khí che chở, nhưng vẫn là một hồi hoa mắt chóng mặt, trong lòng làm muộn. Nhưng may mắn, Diệp Thần thủ hộ cương khí, đủ cường đại, bảo hộ lấy nàng không hề bị đến kiếm khí chém giết. Diệp Thần lại nhìn về phía thiên nữ, liền gặp được thiên nữ cũng thi triển ra thủ đoạn bảo mệnh, từng sợi quang huy màu trắng ngà từ trên người nàng bốc lên, không phải thiên đường như vậy huy hoàng thánh quang, mà là giống như thánh mẫu ôn nhu bình hòa tia sáng. Đó là thần sắc đẹp chi quang. Là nàng tu luyện thần sắc đẹp pháp, ngưng tụ ra hào quang. Trên người nàng thần sắc đẹp chi quang, dung nhập Diệp Thần cương khí bên trong đi, lập tức cương nhu hòa hợp, cương khí chỉnh thể phòng hộ hiệu quả, không biết tăng lên bao nhiêu, Phó Vũ Vi cũng tốt thụ rất nhiều. Thật đẹp. Diệp Thần nhìn xem thiên nữ, đột nhiên bật thốt lên. Tại thần sắc đẹp chi quang vờn quanh phía dưới, thiên nữ khí chất lập tức đều trở nên nhu mỹ rất nhiều. Ngũ quan tỷ lệ trong nháy mắt giống như trở nên vô cùng hoàn mỹ, vốn là khuynh thành tuyệt sắc nàng, càng là rực rỡ động lòng người. Cỗ này đẹp, là đả động lòng người đẹp, kinh tâm động phách. Nhưng, nghe Diệp Thần khích lệ, thiên nữ cũng không có biểu lộ ra cái gì vẻ vui thích, ngược lại có chút lạnh túc bộ dáng, hỏi, là ta dễ nhìn, vẫn là thần sắc đẹp dễ nhìn. Vấn đề này, quả thực là muốn mạng. Diệp Thần vừa nghe đến thiên nữ lời ấy, lập tức liền tỉnh táo lại. Cười ha hả cười nói, cũng đẹp, cũng đẹp. Thiên nữ khinh thường hừ một tiếng, không biết là ghen ghét hay là cái gì, nói, tại trong lòng ngươi, chỉ sợ bây giờ cũng chỉ có ngươi thần sắc đẹp tỷ tỷ a. Diệp Thần không muốn đắc tội với người, cười khổ không nói. Kỳ thực luận mỹ mạo mà nói, thiên nữ cùng thần sắc đẹp mỗi người mỗi vẻ, cũng là nhân gian tuyệt sắc. Thần sắc đẹp đẹp, là loại kia kinh tâm động phách đẹp, là xảo đoạt thiên công hoàn mỹ. So thiên địa tạo hóa đi ra ngoài sinh linh, còn hoàn mỹ hơn, đó là nguyên thiên đế hội tụ hết thảy mỹ hảo tạo vật. Thiên nữ đẹp, thắng ở linh động, cười duyên dáng, một cái nhăn mày một nụ cười, khinh sân bạc nộ, đều xúc động nhân tâm, so với trí cao vô thượng thần sắc đẹp, thiên nữ muốn chân thực một chút. Chanh chanh chanh, vô hình sụp đổ kiếm khí, còn đang không ngừng đánh thẳng vào Diệp Thần cương khí, may mắn có thiên nữ hỗ trợ, Diệp Thần đoán chừng chính mình cương khí thủ hộ. Có thể chống đỡ đến thí luyện kết thúc. Nhưng đến ngày thứ bảy, ngày cuối cùng đến, sụp đổ kiếm khí khí thế, chợt trở nên mạnh mẽ, không chỉ là muốn trảm phạt người nhục thân, còn muốn xuyên thấu linh hồn của con người, muốn đem linh hồn của con người, từ căn nguyên chém vỡ xé rách. Cho dù là Diệp Thần thần giáp mệnh tinh cương khí, hỗn hợp có thiên nữ thần sắc đẹp chi quang, hình thành phòng ngự, cũng không đủ hoàn toàn ngăn trở sụp đổ kiếm khí trảm kích. Từng sợi sụp đổ kiếm khí, xuyên thấu qua cương khí. Không ngừng chặt cây Diệp Thần, thiên nữ, Phó Vũ Vi ba người tinh thần linh hồn. Ta, đầu đau quá, phải chết.
Phó Vũ Vi che lấy đầu mình, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt, sâu trong linh hồn phảng phất có ngàn vạn đạo kiếm khí tại chém lung tung loạn giết, kịch liệt sắc bén đau đớn để cho nàng không cách nào chống đỡ tiếp, tại chỗ liền ngất đi. Vũ Vi cô nương. Diệp Thần âm thầm lo nghĩ, vội vàng đem thần giáp mệnh tinh đại bộ phận cương khí thủ hộ, toàn bộ chuyển rời đến trên thân Phó Vũ Vi, đem hết toàn lực che chở nàng. Thiên nữ cũng sợ Phó Vũ Vi xảy ra chuyện, cũng đem chính mình đủ loại thiên đường thánh đạo, thần sắc đẹp pháp che chở chi quang, ra chỉ đến trên thân Phó Vũ Vi. Nàng và Diệp Thần tận lực bảo hộ Phó Vũ Vi, nhưng hai người chính mình phòng hộ lại suy yếu, từng cái sụp đổ kiếm khí chém tới, phạt thể thấu xương xuyên hồn, đau đớn cực điểm, hai người đều cảm thấy chính mình sắp đã nứt ra. Thân thể đau đớn, còn có thể nhẫn nại, nhưng sâu trong linh hồn xé rách sụp đổ đau đớn, lại là vô luận như thế nào đều khó mà tiếp nhận. Ôm chặt ta. Thiên nữ khẽ cắn môi, đột nhiên xoay người úp sấp trên thân Diệp Thần, nàng xem thấy Diệp Thần gương mặt, thầm nghĩ cũng là Diệp Thần. Diệp Thần chính là nàng trong lòng hải đăng. Tại thời khắc này, nàng đem Diệp Thần coi là suốt đời duy nhất, cũng là trọng yếu nhất hải đăng, nội tâm cái kia cỗ tê liệt đau đớn, lúc này mới thoáng hòa dịu. Diệp Thần nhìn xem thiên nữ ánh mắt nóng bỏng, tâm thần lập tức rung động, bàn tay ôm eo thon của nàng, trong lòng một cách tự nhiên, cũng đem nàng coi là hải đăng. Ta là ngươi hải đăng sao? Thiên nữ hỏi. Là. Diệp Thần hồi đáp. Thiên nữ lại hỏi, ta dễ nhìn, vẫn là thần sắc đẹp dễ nhìn. Đến nơi này cái trước mắt, nàng đối với vấn đề này, lại còn nhớ mãi không quên. Diệp Thần hồi đáp, ngươi đẹp mắt. Thiên nữ mỉm cười, hết sức hài lòng, ôm chặt Diệp Thần, cúi đầu hôn hắn. Hai người tại trong quan tài không gian chật hẹp, thật chặt ôm hôn cùng một chỗ. Tương hỗ là hải đăng phía dưới, hai người đạo tâm, chặt chẽ tương liên, vạn kiếp bất diệt, mặc cho sụp đổ phi kiếm như thế nào chảm bổ, cũng không thể làm cho hai người đạo tâm, lại có chút nào tổn hại. Chỉ tiếc trong quan tài không gian, quá mức hẹp bức, hai người cũng chỉ có thể ôm hôn lấy, trong lòng rất nhiều nhiệt huyết cũng không có tử huy sái. Cuối cùng, ngày cuối cùng cũng đi qua, Diệp Thần cùng thiên nữ, tại trong quan tài đồng trải qua 7 ngày, trải qua đủ loại sụp đổ rèn luyện, cuối cùng lại tương hỗ là hải đăng, đều cảm giác tu vi tiến bộ cực lớn. Phịch một tiếng, Diệp Thần cùng thiên nữ hai người, vô cùng có ăn ý cùng nhau xuất trưởng, đem nắp quan tài đánh ra, từ trong quan tài phi thân mà ra. Cái này toái niết quan tài đồng, khó mà từ nội bộ mở ra, nhưng lúc này Diệp Thần cùng thiên nữ, chân thành sở trí, chặt chẽ kết hợp, tự giác thế gian bất luận cái gì gian nan hiểm trở, cũng có thể mở ra, hai người một liên thủ, liền nhẹ nhõm phá quan tài mà ra. Hoa lạp, hoa lạp, hoa lạp. Từng sợi kim quang, từ trên thân Diệp Thần chảy ra, tu vi của hắn khí tức, so sánh với 7 ngày phía trước, trực tiếp liền có đột phá, tấn thăng đến tình cảnh cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời sơ giai. Thậm chí, cường độ thân thể của hắn, tại rất nhiều sụp đổ rèn luyện phía dưới, cũng là có cực lớn thuế biến. Không tệ, không tệ, cái này toái niết thí luyện, không chỉ có không có đem ta hòa hợp huyết thủy, còn để cho ta luyện trở thành toái niết kim thân. Thu hoạch cực lớn. Diệp Thần tương đương hài lòng nắm quyền một cái, chỉ cảm thấy toàn thân sức mạnh tăng lên rất nhiều, tại toái niết kim thân gia trì, hắn luân hồi nguyên thể, cũng càng thêm cường đại. Thiên nữ trên thân cũng là thần quang chiếu rọi. Hào quang mênh mông, tu vi rõ ràng cũng tiến bộ không thiếu. Nàng thần sắc lại rất gấp gáp, vội vàng kéo lên chính mình ống tay áo, nhìn thấy trắng muốt như xương tuyết trên cổ tay, còn điểm xuyết lấy một khỏa hồng sa, đó là nàng điểm xuống thủ cung sa, nàng âm thầm thở dài một hơi, nói, may mắn, không có phá thân. Hồi tưởng lại mấy ngày nay tại trong quan tài đồng, cùng Diệp Thần từng màn, đến cuối cùng thậm chí có chút ý loạn tình mê, thiên nữ đều cho là mình đã phá thân. Nhưng thấy đến thủ cung xa còn tại, lúc này mới yên tâm. Như thế nào, không thích cùng ta cùng một chỗ? Diệp Thần nhíu mày hỏi. Thiên nữ nói, không phải, là ta muốn rèn đúc vĩ đại kỳ quan băng hoàng thánh điển, kỳ quan chưa thành, ta không thể phá thân, bằng không tiết nguyên âm, phí công nhọc sức. Ta cảm thấy, ta vẫn thích ngươi, mặc dù từng chặt đứt trước kia, nhưng trên thực tế đủ loại tiền duyên, lại há có thể chém hết. Nhưng ta kỳ quan chưa thành phía trước. Ta không thể phá thân. Nàng là thẳng thắn tính tình, dám yêu dám hận, cùng Diệp Thần trải qua rất nhiều khó khăn trắc trở sau, nàng phát hiện mình vẫn ưa thích Diệp Thần, cho nên trực tiếp thản nhiên thừa nhận. Nhưng so với chuyện nam nữ, nàng rõ ràng càng coi trọng tu luyện, trong lòng nàng, nàng vĩ đại kỳ quan trọng lượng, muốn so Diệp Thần trọng yếu một chút.
Diệp Thần nhún nhún vai, nói, tốt à. Hắn cũng biết, mình tại thiên nữ trong lòng địa vị, tối đa chỉ có thể xếp tại thứ hai. Thiên nữ trong lòng xếp số một, vĩnh viễn là chính nàng. Thiên nữ tiểu thư, luân hồi chi chủ. Lúc này, Phó Vũ Vi cũng tỉnh lại, từ trong quan tài bò ra, kinh ngạc nhìn hai người. May mắn có Diệp Thần cùng thiên nữ kiệt lực che chở, tại trong trận này toái niết thí luyện, nàng cũng không nhận được tổn thương bao lớn, ngược lại cùng Diệp Thần quen thuộc không ít. Dù sao nàng và Diệp Thần, ước chừng cùng một chỗ nằm 7 ngày. Mặc dù cái này 7 ngày thời gian bên trong, Diệp Thần trong lòng tất cả đều là thiên nữ, nhưng cùng Phó Vũ Vi ở giữa, vận mệnh cũng coi như có chút xen lẫn, đoán chừng có thể thiết lập hải đăng cấp bậc quan hệ. Vũ Vi cô nương, cơ thể không việc gì chứ? Diệp Thần hỏi. Phó Vũ Vi nói, ta không sao, nhưng, luân hồi chi chủ, người đã là thiên nữ tiểu thư hải đăng, còn có thể làm ta hải đăng sao? Nói như vậy, hải đăng cấp bậc quan hệ, là giữa người và người, đẳng cấp cao nhất ràng buộc, một người làm một người khác hải đăng, sẽ rất khó lại làm người thứ hai hải đăng, bởi vì nhân quả vận mệnh liên lụy, 10 phần trầm trọng, người bình thường chịu không được. Thiên nữ cười nói, không có việc gì, hắn nhưng là luân hồi chi chủ a. Có thể che chở ngươi. Diệp Thần khẽ gật đầu, nói, ân, Vũ Vi cô nương, mặc dù ngươi ta quen biết không lâu, nhưng ngươi là sụp đổ chi chủ con dân, ngươi gặp nạn, ta sẽ tận lực tương trợ. Nói xong liền vươn tay ra. Phó Vũ Vi đỏ mặt gật đầu, 10 phần cảm kích, nói, đa tạ ngươi, luân hồi chi chủ. Nàng liền đem tay của mình, giao đến Diệp Thần trong tay đi, ánh mắt ngắm nhìn Diệp Thần, trong lòng đem hắn coi là hải đăng. Diệp Thần công nhận phần này ràng buộc, cùng Phó Vũ Vi bàn tay chạm nhau, có thể cảm nhận được nàng tim nhảy lên. Thậm chí, Diệp Thần có thể nhìn đến, Phó Vũ Vi trái tim, cùng người bình thường khác biệt. Trái tim của nàng, thế mà giống như rạn nứt hiện đầy từng cái khe hở, giống như là tùy thời có thể phá toái. Tại trái tim của nàng chỗ sâu, Diệp Thần thấy được một cánh cửa màu vàng nhà, to lớn vô cùng, chính là vô thượng phá toái đại thiên môn. Cái này vô thượng phá toái đại thiên môn, là sụp đổ chi chủ ngũ đại kỳ quan bên trong, chuyên môn dùng để nhằm vào binh khí của địch nhân pháp bảo. Chỉ cần phá toái thiên môn vừa ra, cường hoành sụp đổ phá toái sóng xung kích bộc phát ra đi, địch nhân hết thảy binh khí pháp bảo, liền sẽ tại trong sụp đổ phá toái hủy diệt. Thậm chí bể tan tành binh khí pháp bảo xác, lại sẽ ngược lại bị phá toái thiên môn hấp thu, không ngừng mở rộng. Cái này phá toái thiên môn, tại viễn cổ thời đại, để cho không thiếu đỉnh cấp cường giả, cũng vì đó đau đầu. Truyền thuyết liền thiên đấu sát thần, thường ngày cũng không dám cùng sụp đổ chi chủ luận bàn, sợ binh khí của mình pháp bảo, lọt vào phá toái thiên môn xung kích mà hư hao. Diệp Thần từ Phó Vũ Vi trái tim bên trong, thấy được phá toái thiên môn, cũng là cảm thấy phiến môn hộ này kinh khủng, mang theo cùng tạo vật pháp tắc hoàn toàn tương phản pháp tắc, phảng phất có thể nghiền nát thế gian hết thảy vật phẩm. Chợt, cái kia phiến phá toái thiên môn lại giống như có linh tính, tựa hồ cảm giác được Diệp Thần nhìn trộm, truyền ra một cỗ mãnh liệt cộng minh. Sau đó, cả cánh cửa, thế mà hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, từ Phó Vũ Vi nơi tim chảy ra, dọc theo Diệp Thần cùng Phó Vũ Vi bàn tay tiếp xúc chỗ, lại chảy vào trong cơ thể của Diệp Thần. Ông! Kim sắc lưu quang tiến vào, lập tức làm cho Diệp Thần toàn thân thân thể, phảng phất muốn băng liệt đồng dạng, cơ thể truyền ra một cỗ mãnh liệt xé rách đau đớn. Cái kia kim sắc lưu quang như điện lẻn đến trái tim của hắn bên trong đi, trái tim của hắn như bị sét đánh, cả quả tim lập tức liền xuất hiện một chút xíu khe hở, phảng phất tùy thời muốn bạo toái. Tại thời khắc này, Phó Vũ Vi tâm bẩn bên trong phá toái thiên môn, thế mà lưu chuyển đến trong lòng Diệp Thần. Ầm ầm, Diệp Thần toàn thân kim quang bành trướng, phá toái thiên môn chợt lưu chuyển đến trong cơ thể hắn, bàng bạc bắn nổ năng lượng khí triều, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn no bạo đi. Phải biết, cái kia phá toái thiên môn, thế nhưng là sụp đổ chi chủ một trong ngũ đại kỳ quan, uy năng vô cùng cường hãn, Diệp Thần bên dưới không chút phòng bị nào, thiên môn đột nhiên tràn vào trái tim của hắn bên trong, hắn hoàn toàn không chịu nổi cái kia cỗ đột nhiên xuất hiện mãnh liệt xung kích, kêu lên một tiếng, thân thể như nhũn ra, thiếu chút nữa thì muốn té ngã. Chuyện gì xảy ra? Thiên nữ vô cùng kinh ngạc nhìn xem một màn này, liền thấy Diệp Thần trên đỉnh đầu, kim quang hội tụ. Hiện ra một phiến cự đại môn hộ hư ảnh, nguy nga hùng vĩ, hiển lộ rõ ràng ra vĩ đại kỳ quan mênh mông khí tức. Ôi! Phó Vũ Vi buông ra Diệp Thần tay, nhìn thấy Diệp Thần dị biến cảnh tượng, cũng là vạn phần kinh ngạc, đạo, trong cơ thể ta phá toái thiên môn, thế mà truyền đến luân hồi chi chủ trên thân. Đối với Phó Vũ Vi tới nói,
phá toái thiên môn, thì tương đương với một khỏa u ác tính, cho nàng trái tim mang đến gánh nặng nặng nề. Bây giờ thiên môn chuyển rời đến trên thân Diệp Thần, nàng ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Nhưng nhìn thấy Diệp Thần mặt mũi tràn đầy đau đớn, da thịt ẩn ẩn rạn nứt bộ dáng, Phó Vũ Vi chính là vô cùng lo nghĩ. Nỗi thống khổ của nàng đã chuyển rời đến Diệp Thần trên thân. Mộ chủ, xem ra ngươi cùng Tuyệt Thiên huynh phá toái thiên môn hữu duyên a. Luân hồi mộ địa bên trong, chín thương cổ hoàng thấy vậy kinh biến, cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, biểu lộ sau đó trở nên lãnh túc, cái này phá toái thiên môn, lấy ngươi bây giờ tu vi, chỉ sợ còn trưởng khống không được a. Sụp đổ bể tan tành pháp tắc xung kích phía dưới, người đạo tâm có bể tan tành nguy hiểm. Diệp Thần khẽ cắn môi, cũng là cảm thấy trái tim kịch liệt đau nhức, một trái tim phảng phất muốn vỡ vụn, hắn vội vàng điều động thần giáp mệnh tinh năng lượng, hóa thành cương khí, gắt gao bao lấy trái tim của mình, mới hóa giải cái kia cỗ tan nát cõi lòng nỗi khổ. Ong ong ong, phá toái thiên môn rộng rãi kim sắc hư ảnh, tại Diệp Thần trên đỉnh đầu không ngừng rung chuyển, Diệp Thần vừa mới đã đột phá tu vi, tại thời khắc này, càng là tiếp tục đột phá, tấn thăng đến tình cảnh cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời trung giai. Phá toái thiên môn dù sao cũng là vĩ đại kỳ quan, nếu như có thể chấp trưởng luyện hóa mà nói, Diệp Thần có thể được đến thiên đại tạo hóa chỗ tốt, nhưng vấn đề là, hắn có thể mất mạng sống đến lúc kia. Lấy tu vi của hắn, trưởng khống phá toái thiên môn, vẫn là quá miễn cưỡng. Ầm ầm, tổ sư từ đường đại môn bị đẩy ra. Sụp đổ thần giáo giáo chủ Minh Khiếu Thiên, còn có Hoàng Trầm Chu, Trần Hạc Niên, Ngô Huyền Cương ba vị thủ tọa, kinh hoàng vô cùng đi đến. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Thần toàn thân kim quang tràn ngập, đỉnh đầu lơ lửng phá toái thiên môn hư ảnh dị tượng, cũng là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Thiên cơ bắt giữ phía dưới, Minh Khiếu Thiên bọn người mơ hồ biết, Diệp Thần đã thông qua được toái niết thí luyện, thậm chí dùng một ít thủ đoạn, trở thành Phó Vũ Vi Hải Đăng, thành công vì nàng giải ách thoát khốn. Nhưng ngoài ý muốn lại xảy ra, trong cơ thể của Phó Vũ Vi phá toái thiên môn, thế mà chuyển tới trên thân Diệp Thần. Không tốt. Minh Khiếu Thiên mắt thấy Diệp Thần đau đớn bộ dáng, vội vàng nhanh chân đạp vào tiến đến, đánh ra từng đạo thiên đế pháp quyết, từng sợi linh quang bao phủ lại Diệp Thần. Diệp Thần nhận được Minh Khiếu Thiên thiên đế khí tẩm bổ, đau đớn thoáng hòa dịu, kêu một tiếng, Minh giáo chủ. Phó Vũ Vi hoảng hốt vội nói, cha, luân hồi chi chủ vì cứu ta, hắn đã. Minh Khiếu Thiên cực kỳ chấn động, nói, luân hồi chi chủ, đa tạ ngươi cứu được tiểu nữ, nhưng... ngươi lại thay nàng đã nhận lấy thống khổ như vậy, đây thật là. Diệp Thần cảm thụ một chút trái tim của mình, liền có thể cảm nhận được cái kia phiến phá toái thiên môn khí tức, hơn nữa cái kia phá toái thiên môn, tựa hồ đã nhận chủ, in vào hắn trong lòng không chịu đi, hắn không khỏi nhếch nhếch miệng, tiếp tục dùng thần giáp cương khí bao lấy trái tim, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn gì. Ta không sao, Minh giáo chủ, tạm thời còn chưa chết. Diệp Thần ôm ngực, đè xuống tim đau đớn. Lấy trước mắt hắn tu vi, muốn triệt để trưởng khống phá toái thiên môn, đích xác có chút khó khăn, nhưng có thể trước cho nạp đứng lên, về sau sẽ chậm chậm nghĩ biện pháp luyện hóa. Diệp Thần đoán chừng, lại cho hắn mấy ngày, hắn có thể thích ứng cỗ này tan nát cõi lòng muốn nứt cảm giác. Minh Khiếu Thiên kinh nghi bất định, hỏi, luân hồi chi chủ, có phải hay không cảm giác trái tim đau đớn đến kịch liệt? Diệp Thần nói, là có chút. Minh Khiếu Thiên do dự một chút, nói, ta biết là có một vật. Có thể tầm bổ đạo tâm. Diệp Thần nói, a. Minh Khiếu Thiên nói, đó chính là Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, là áo nghĩa giới Vũ Hải bên trong đặc sản, truyền thuyết là Vũ Tổ từng tại Vũ Hải cư trú, hắn đại khí vận cùng thiên địa linh khí dung hợp, liền diễn sinh ra được Tỉnh Vũ Ngọc Lộ cấp độ kia thần vật. Nghe nói phục dụng Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, đối đạo tâm bảo dưỡng rất có ích lợi, thậm chí có thể để cho người ta rèn luyện ra Vũ Tổ đạo tâm. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Minh Khiếu Thiên nói tới dưỡng tâm chi vật, lại chính là Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Thứ này, cũng chính là hắn muốn đi áo nghĩa giới tìm kiếm, có thể dùng đến thay Diệt Không Thiên Đế giải khai Trấn Vũ Thạch phong ấn. Chỉ là Diệp Thần không ngờ tới, Tỉnh Vũ Ngọc Lộ lại còn có dưỡng tâm hiệu quả. Hiện tại hắn trái tim, dung nạp lấy cả phiến phá toái thiên môn, tan nát cõi lòng muốn nứt, nếu là có đồ vật gì, có thể tầm bổ trái tim của hắn mà nói, vậy dĩ nhiên không thể tốt hơn nữa. Nếu là có thể để cho hắn trực tiếp trưởng khống phá toái thiên môn, càng là thiên đại tạo hóa. Nguyên lai là, Tỉnh Vũ Ngọc Lộ sao? Ha ha, ta phía trước nói qua, ta muốn đi áo nghĩa giới, kỳ thực chính là vì tìm kiếm thứ này. Diệp Thần nói thẳng. Minh Khiếu Thiên cả kinh nói, phải không? Chợt,
hắn lông mày lại là nhíu một cái, nói, chỉ là, Tỉnh Vũ Ngọc Lộ như thế thần vật, như sương mai sương mù, phù dung sớm nở tối tàn, rất khó tìm kiếm, muốn tìm được, cũng không có dễ dàng như vậy a. Diệp Thần gật đầu nói, ta biết, đích xác không quá dễ dàng. Minh Khiếu Thiên tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, luân hồi chi chủ, 7 ngày phía trước, ngươi nói muốn đi áo nghĩa giới, bảo ta nghĩ một chút biện pháp, ta đã tìm được phương pháp, chỉ là. Diệp Thần nói, chỉ là cái gì? Minh Khiếu Thiên nói, chỉ là không cách nào ẩn tàng thân phận của ngươi, ngươi là vũ tổ truyền nhân, áo nghĩa giới cùng vũ tổ có khắc cốt thù hận, trên người ngươi nhân quả, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Diệp Thần cau mày nói, phải không? Thân phận của hắn đặc thù, nếu là áo nghĩa giới biết hắn là vũ tổ đệ tử, tuyệt đối sẽ không hoan nghênh hắn, thậm chí có thể đao binh đối mặt. Minh Khiếu Thiên nói, mấy ngày nay thời gian, ta thu đến áo nghĩa giới giới chủ tử Cực Thần Tôn gửi tới thiếp mời, hắn bày xuống yến hội, một là để ăn mừng đồ đệ Phương Huyền Đức xuất quan, hai là muốn tổ chức quan bảo đại hội, có ý định tham gia quan bảo đại hội giả, có thể giao nạp 500 vạn nguyên ngọc đi vào. Ta có thể mang ngươi cùng đi. Nghe vậy, Diệp Thần có chút kỳ dị, liền hiếu kỳ hỏi, quan bảo đại hội là cái gì? Còn có, tử Cực Thần Tôn, không phải đã bị ta vũ tổ sư tôn giết chết sao? Trước kia vũ tổ từng ở tại áo nghĩa giới Vũ Hải, về sau tử Cực Thần Tôn muốn mưu hại hắn, lại bị vũ tổ phản sát. Minh Khiếu Thiên nói, tử Cực Thần Tôn chỉ là bỏ mình, linh hồn bất diệt, linh hồn của hắn, liền sống nhờ tại đồ đệ hắn Phương Huyền Đức bất khuất trên thánh kiếm. Nhiều năm qua, áo nghĩa giới rất ít cùng ngoại giới lui tới, lần này chốt mở, tổ chức quan bảo đại hội, bọn hắn là nghĩ hung ác kiếm bổn a. Ha ha, cái này cái gọi là quan bảo đại hội, chính là trước đó vài ngày, Vũ Hải võ giới trên đảo, đột nhiên kim quang cùng ma khí hội tụ, đản sinh ra một tôn Địa Tạng Bồ Tát thượng thần. Cái kia Địa Tạng Bồ Tát, chính là độ chi mảnh vụn linh khí ngưng kết mà thành, quan sát Bồ Tát thượng thần, liền có khả năng đẩy ngược thiên cơ, suy tính đến độ chi mảnh vụn tung tích. Ha ha, cái này độ chi mảnh vụn, tại trong sụp đổ di tích cổ, các phương thế lực cũng muốn cướp đoạt a, nếu ai cướp được, người đó liền có thể nghịch thiên cải mệnh, chấp trưởng vô thượng siêu độ vĩ lực, trấn áp quần hùng, dễ như trở bàn tay. Diệp Thần một hồi chấn động, nói, quan bảo đại hội, chính là quan sát cái kia Bồ Tát tượng thần. Minh Khiếu Thiên nói, không tệ. Diệp Thần nói, cái kia độ chi mảnh vụn, ngay tại trong áo nghĩa giới. Minh Khiếu Thiên lắc lắc đầu nói, không biết, độ chi mảnh vụn chôn sâu dưới mặt đất, cũng không người nào biết cụ thể ở nơi nào, trước đó vài ngày vốn là có nhanh xuất thổ dấu hiệu, nhưng tựa hồ bị cái gì lực lượng áp chế xuống, mảnh vụn chậm chạp không có đào được. Nhưng, độ chi mảnh vụn năng lượng, ở địa mạch bên trong sôi trào lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến áo nghĩa giới Vũ Hải võ giới trên đảo, tạo thành một tòa Bồ Tát thượng thần. Cũng không người nào biết, độ chi mảnh vụn lúc nào đào được, nhưng nếu như quan sát cái kia Bồ Tát thượng thần, nắm giữ được đầu mối gì mà nói, có thể cưỡng ép đào bảo, không cần chờ đợi mảnh vụn đào được. Diệp Thần có chút chấn động, nhớ tới như Tường Vi. Phía trước, nếu Tường Vi lấy được Hỗn Nguyên Kim Hộp, độ chi mảnh vụn chịu đến tác động, liền muốn đào được, là như Tường Vi áp chế một cách cưỡng ép nhân quả, chỉ hoãn xuất thổ thời gian. Nhưng, độ chi mảnh vụn chịu tác động phía dưới, năng lượng vẫn là xuất hiện kịch liệt sôi trào năng lượng linh khí, ở địa mạch bên trong lưu chuyển. Cuối cùng tại áo nghĩa giới Vũ Hải võ giới trên đảo, tạo thành một tòa Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Địa Tạng Bồ Tát là trong truyền thuyết trấn thủ địa ngục Đại Bồ Tát, đang chấp trưởng vô thượng siêu độ vĩ lực, Địa Tạng Bồ Tát có thể tính là độ chi mảnh vụn đồ đằng hiển hóa. Áo nghĩa giới thế mà hảo tâm như vậy, cam lòng cùng người chia sẻ độ chi mảnh vụn manh mối. Diệp Thần có chút kỳ quái, độ chi mảnh vụn giá trị, không cho phép hoài nghi, nếu ai lấy được, người đó liền có thể trấn áp quần hào, trở thành sụp đổ di tích cổ bên trong vùng thế giới này vô thượng chúa tể. Tôn kia Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, chính là đầu mối trọng yếu, có lẽ có thể đẩy ngược thiên cơ, bắt được độ chi mảnh vụn cụ thể chỗ. Chân quý như vậy manh mối, áo nghĩa giới lại nguyện ý cùng ngoại giới chia sẻ, rõ ràng không đơn giản. Minh Khiếu Thiên cười hắc hắc một chút, nói, bọn hắn không có hảo tâm như vậy, tham gia quan bảo đại hội, cần giao nạp một bút không ít phí tổn, ước chừng 500 vạn nguyên ngọc đâu. Hơn nữa coi như quan thấy Bồ Tát pho tượng, muốn đẩy ngược ra độ chi mảnh vụn tung tích, nhất định cũng vô cùng gian khổ. Nếu là dễ dàng mà nói, áo nghĩa giới đã sớm chính mình vụng trộm đi tìm bảo. Phó Vũ Vi vấn đạo, cha, vậy ngươi đi sao? 500 vạn nguyên ngọc ra trận phí, không phải một con số nhỏ.
Minh Khiếu Thiên cười nói, luân hồi chi chủ muốn đi, ta đương nhiên cũng muốn đi. Phó Vũ Vi nói, cha, vậy ngươi nhưng phải bảo vệ tốt luân hồi chi chủ a. Diệp Thần vừa mới kế thừa phá toái thiên môn, trái tim tổn thương nghiêm trọng, không nên động võ, nếu là có ngoài ý muốn gì phát sinh, hắn đem vô cùng phiền phức. Minh Khiếu Thiên nói, đây là tự nhiên, luân hồi chi chủ đã thông qua toái niết thí luyện, từ nay về sau, hắn chính là ta sụp đổ thần giáo tân giáo chủ. Giáo chủ tại thượng, xin nhận ta cúi đầu, nói xong liền muốn quỳ xuống. Diệp Thần vội vàng đỡ Minh Khiếu Thiên, nói, Minh giáo chủ chiết sát ta a, ta cứ như vậy chấp trưởng giáo chủ quyền hành, quá trẻ con, sau này hãy nói a. Minh Khiếu Thiên nói, cũng đúng, luân hồi chi chủ đăng vị, chúng ta phải làm tổ chức lớn đặc biệt xử lý, mở tiệc chiêu đãi quần anh, chiêu cáo thiên hạ, như thế mới có thể hiện ra uy nghi bá khí. Diệp Thần cười khổ nói, không vội, chờ ta tìm được độ chi mảnh vụn, cứu ra ta vũ tổ sư tôn, tiêu diệt cổ tinh phía sau cửa, bàn lại kế vị sự tình cũng không muộn, cường địch không diệt, nói xuông vô ích. Minh Khiếu Thiên nói, là, luân hồi chi chủ, thụ giáo, Ngô, nhưng ngươi là cao quý luân hồi chúa tể, lại là sụp đổ thiên chủ lão nhân ra ông ta truyền nhân, ta sao lại dám bao trùm ở bên trên ngươi. Bộ dạng này hộp kiếm, là ta sụp đổ thần giáo giáo chủ quyền hành tượng trưng, ngươi cầm trước, đến nỗi kế vị đại điển, sau này tổ chức cũng có thể. Hắn tế ra một bộ hộp kiếm, rất cung kính trình cho Diệp Thần. Đây là... Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía cái kia hộp kiếm chiều dài 4 thước, dùng ma thần thi cốt hỗn hợp có sa cổ thần mộc chế tạo, toàn thân tối tăm, phía trên điêu khắc không thiếu cổ lão phong ấn phủ văn, không biết bên trong phong ấn cái gì. Kiếm này trong hộp, liền chứa tâm ma phi kiếm. Minh Khiếu Thiên có chút ngưng trọng nói. Diệp Thần nói, tâm ma phi kiếm. Minh Khiếu Thiên nói, đúng vậy, tâm ma phi kiếm, là sụp đổ thiên chủ bệ hạ trước kia chế tạo một trong ngũ đại kỳ quan. Thuần túy là trụ thần tâm ma ngưng kết mà thành, này phi kiếm vừa ra, thiên lôi câu địa hỏa, có thể câu lên người tâm ma, phi thường khủng bố. Diệp Thần con mắt hơi sáng, nhớ tới trước kia địch thủ Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên cũng chấp trưởng tâm ma chi đạo, nhưng Đế Thích Thiên tâm ma đạo pháp, chắc chắn không thể cùng trụ thần so sánh. Sụp đổ chi chủ chế tạo tâm ma phi kiếm, liên lụy tới thiên ngoại trụ thần tâm ma tội nghiệt biến hóa, uy năng tất nhiên muốn so ngày xưa Đế Thích Thiên tâm ma chi kiếm. Cường hãn nghìn lần vạn lần. Minh Khiếu Thiên vô cùng cẩn thận nói, chỉ là, cái này tâm ma phi kiếm, khó mà trưởng khống, người một khi đụng vào, tâm ma của mình, có thể liền muốn phát tác, đau đớn dày vò mà chết. Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ sụp đổ thiên chủ lão nhân ra ông ta, cho tới bây giờ không có người có thể trưởng khống tâm ma phi kiếm, chạm thử sẽ chết, hung hiểm vô cùng. Bộ dạng này hộp kiếm, phong ấn không biết bao nhiêu kỷ nguyên, ta vẫn luôn không dám đánh mở. Lại không dám đụng vào tâm ma phi kiếm. Đối với ta sụp đổ thần giáo tới nói, cái này hộp kiếm, càng nhiều là một loại truyền thừa tín vật, luân hồi chi chủ, người kế thừa sau đó, nếu như không có niềm tin tuyệt đối, cũng muôn ngàn lần không thể mở ra hộp kiếm, bằng không tâm ma phi kiếm sát khí phản phệ, so với phá toái thiên môn còn muốn mãnh liệt gấp 100 lần, người vạn vạn không chịu nổi. Diệp Thần nói, hảo, ta biết rõ. Hắn lúc này nhận lấy hộp kiếm, suy nghĩ cái này tâm ma phi kiếm lợi hại như thế, nếu là về sau có thể nắm trong tay, hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Minh Khiếu Thiên gặp Diệp Thần chịu nhận lấy hộp kiếm, mang ý nghĩa Diệp Thần nguyện ý tiếp trưởng sụp đổ thần giáo quyền hành, trong lòng không khỏi đại hỉ, nói, luân hồi chi chủ, từ nay về sau, ngươi chính là ta sụp đổ thần giáo giáo chủ. Ân, ngươi muốn đi áo nghĩa giới, ta ngày mai có thể dẫn ngươi đi. Diệp Thần nói, tốt lắm vô cùng, mấy người đi đến áo nghĩa giới. Hắn liền có cơ hội tìm kiếm Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Hiện tại hắn trái tim, phong ấn phá toái thiên môn, phản vệ có chút nghiêm trọng, nếu là cái kia Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, thật có tầm bổ đạo tâm hiệu quả, vậy thì có thể đại đại hòa dịu nỗi thống khổ của hắn, thậm chí có thể để cho hắn hoàn toàn trưởng khống phá toái thiên môn cũng không nhất định. Thiên nữ ngươi đi không? Diệp Thần nghiêng đầu nhìn về phía thiên nữ, hỏi. Thiên nữ lắc lắc đầu nói, ta thì không đi được, mấy ngày nay toái niết thí luyện. Tâm cảnh ta ba động quá lớn, hô, ta cần nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Phó Vũ Vi nói khẽ, thiên nữ tiểu thư, vậy ta cùng ngươi. Thiên nữ khẽ gật đầu, lại hướng Diệp Thần nói, nếu có cái gì cần ta hỗ trợ, có thể kêu gọi tên của ta. Diệp Thần nói, hảo. Thương nghị cố định, Diệp Thần ngay tại trong sụp đổ thần giáo ở một đêm, đợi đến sáng sớm ngày hôm sau, liền cùng Minh Khiếu Thiên đi tới áo nghĩa giới, chuẩn bị tham gia quan bảo đại hội.
thủ tọa trưởng lão Hoàng Trầm Chu, mang theo mấy cái tinh nhuệ cường giả tùy hành. Diệp thần đi tham dự, không phải lấy luân hồi chi chủ thân phận, mà là làm sụp đổ hỏng thần giáo khách khanh thân phận. Cái này khách khanh hai chữ, là Diệp thần chính mình định, nếu để cho Minh Khiếu Thiên tới định mà nói, vậy sẽ phải trực tiếp đề cử hắn vì giáo chủ, hắn còn nghĩ nhiễm lớn như thế quyền hành. Sụp đổ chi chủ năm đó ngũ đại kỳ quan, băng phôi đế quốc đã phá diệt, từ không cần đàm luận, còn lại tứ đại kỳ quan, sụp đổ tháp, toái niết quan tài đồng, tâm ma phi kiếm, vô thượng phá toái đại thiên môn, Diệp thần trước mắt kế thừa hai đạo. Đến nỗi còn lại sụp đổ tháp cùng toái niết quan tài đồng, uy thế năng lượng quá mức kinh khủng, Diệp thần còn không cách nào trưởng khống, cho nên trước hết tiếp tục lưu lại sụp đổ thần giáo bên trong. Lần này áo nghĩa giới chốt mở, cử hành quan bảo đại hội, có thể nói là sụp đổ di tích cổ lớn nhất thịnh sự. Tại quá khứ trong 7 ngày, Diệp thần tại trong quan tài đồng thí luyện, mà ngoại giới lại là nhấc lên sóng to gió lớn, toàn bộ sụp đổ di tích cổ đều sôi trào, thậm chí cổ tinh môn thống lĩnh toàn bộ tinh nguyên hạo thổ, cũng là chấn động. Bởi vì, trận này quan bảo đại hội, việc quan hệ độ chi mảnh vụn, người người đều là tâm động. Quan bảo đại hội cử hành, ngoại trừ không pháp cốc cùng tinh hằng thiên người, nghe nói liền cổ tinh môn đều phái người tham gia, chính là vì quan sát cái kia địa tạng Bồ Tát pho tượng, xem có hay không cái này tạo hóa, có thể suy tính đến độ chi mảnh vụn thiên cơ rơi xuống. Khi Diệp thần cùng Minh Khiếu Thiên, Hoàng Trầm Chu bọn người, đi tới áo nghĩa giới thời điểm, liền thấy tiếng người huyên náo tràng diện, các phương thế lực ùn ùn kéo đến, tràng diện hết sức náo nhiệt. Lần này quan bảo đại hội, ra trận phí tổn là một thế lực, 500 vạn nguyên ngọc, nếu như nhân số quá nhiều, còn muốn ngoài định mức thêm tiền. Diệp thần bên này người không nhiều, cho nên tại Minh Khiếu Thiên giao nạp 500 vạn nguyên ngọc sau, chính là thuận lợi ra trận. Diệp thần vừa vào sân, liền thấy người quen biết cũ, là không pháp cốc cốc chủ Minh Không Thiên Tôn, còn có thiếu chủ cổ Đoạn Trần, ngoài ra còn có Thiên Bách Nhị Lão, bọn hắn đều tới. Song phương tương kiến, Minh Không Thiên Tôn cùng cổ Đoạn Trần, nhìn thấy Diệp thần đứng tại sụp đổ thần giáo bên này, hơn nữa ẩn ẩn làm thủ lĩnh, không khỏi giật nảy cả mình. Diệp thần chỉ đối xử lạnh nhạt lườm liếc bọn họ, cũng không nói nhiều, ánh mắt lại nhìn về phía đám người chung quanh, hắn liền thấy có không ít người mặc tinh thần pháp bảo võ giả, lần lượt đến. Những võ giả này, một đám, giữa lẫn nhau mang theo đề phòng vẻ khinh thường, trên người áo bào mặc dù đều có tinh thần hình dáng trang sức, nhưng đường vân lại không giống nhau, có chút là thiên tinh tô điểm, có chút là nhật nguyệt đồng huy, có chút là lưu tinh vẫn lạc, có chút là trăng non tảng sáng. Những người này là thế lực nào? Là tinh hằng thiên người. Diệp thần thấp giọng hướng Minh Khiếu Thiên hỏi. Sụp đổ tam giới, ngoại trừ áo nghĩa giới cùng không pháp cốc bên ngoài, còn lại một cái chính là tinh hằng thiên, Diệp thần ngờ tới những võ giả này, có thể chính là đến từ tinh hằng thiên. Minh Khiếu Thiên gật đầu nói, đúng vậy, tinh hằng thiên chỗ kia, cùng áo nghĩa giới cùng không pháp cốc đều khác biệt, bọn hắn cũng không phải là thống nhất thế giới, mà là các phái mọc lên như rừng. Ước chừng phân chia thành trên trăm cái tất cả lớn nhỏ môn phái gia tộc, làm theo ý mình, không ai phục ai. Bởi vì không có thống nhất thủ lĩnh, cho nên bọn hắn là năm bè bảy mảng, trước kia ngay cả thánh vật tảng sáng chi cung, đều bị không pháp cốc trước đây cốc chủ diệt không thiên đế cướp đi. Diệp thần nói, a. Minh Khiếu Thiên nói, trước kia vị kia diệt không thiên đế, cũng là vô địch vô cùng, có lòng muốn nhất thống tinh hằng thiên, muốn trở thành không pháp cốc cùng tinh hằng thiên hai thế giới chúa tể. Tinh hằng thiên các phái nói, nếu là diệt không thiên đế, có thể chiến thắng tinh hằng bách phái trưởng môn, bọn hắn liền phụng chi vi tôn. Về sau, diệt không thiên đế dựa vào vô thượng thần thông, còn thật sự đánh bại bách phái trưởng môn, nhưng tinh hằng thiên các phái lại đổi ý, không chịu tiếp nhận một ngoại nhân làm lãnh chúa. Vì trừng phạt bọn hắn, diệt không thiên đế cướp đi tảng sáng cung, từ lúc kia bắt đầu, tinh hằng thiên liền không gượng dậy nổi. Thì ra là thế, Diệp thần nghe Minh Khiếu Thiên nói tới lịch sử. Giờ mới hiểu được, thì ra tam đại thánh vật bên trong tảng sáng cung, là năm đó diệt không thiên đế, ngạnh sinh sinh dựa vào vô thượng vũ lực cướp đoạt trở về. Bây giờ áo nghĩa giới cử hành quan bảo đại hội, tinh hằng thiên người tới nhiều nhất, tinh hằng trăm trong phái, có thể lấy ra 500 vạn nguyên ngọc môn phái, mặc dù không nhiều, nhưng tuyệt đối không tính thiếu. Cái này áo nghĩa giới, cũng thực sự là kiếm được đầy bồn đầy bát. Minh Khiếu Thiên nói, thẳng đến gần nhất vạn năm thời gian. Tinh hằng thiên nguyên khí mới khôi phục một chút, bởi vì tinh hằng thiên ra một vị thánh nữ, gọi Lãnh Nguyệt Tịch, truyền thuyết là 72 trụ thần bên trong, tảng sáng chi chủ người đại diện, thậm chí có truyền ngôn nói, nàng chính là tảng sáng chi chủ chuyển thế.
Diệp Thần có chút giật mình nói, tảng sáng chi chủ chuyển thế sao? Tảng sáng chi chủ, 72 chủ thần một trong, chính là tảng sáng cung khi xưa chủ nhân. Phạn thiên thế giới tràn ngập hắc ám, tảng sáng chi chủ lý niệm, chính là lấy cung tiễn xuyên qua thế giới, muốn cho thế giới mang đến tảng sáng ánh dạng đông. Bất quá nàng cái gọi là xuyên qua thế giới, còn muốn bắn thủng thiên đạo, phong hiểm quá lớn, cho nên lọt vào thiên tổ phản đối, cuối cùng bị thiên tổ đánh bại. Nếu là vị này tảng sáng chi chủ, thật sự chuyển thế, vậy thật khó lường, trụ thần chuyển thế, là chuyện kinh thiên động địa. Tỷ như Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế, một cái là Thủy Long Vương hóa thân, một cái là Ma Quân La Hầu hóa thân, hai người kỳ thực cũng có thể xem như trụ thần chuyển thế. Nếu là thế giới này, vẫn tồn tại vị thứ ba trụ thần chuyển thế giả, kia thật là nghiêng trời lệch đất. Hẳn là chỉ là người đại diện a, Diệp Thần cẩn thận đạo. Minh Khiếu Thiên nói, chân tướng như thế nào, cũng không người nào biết, bây giờ sụp đổ di tích cổ bên trong, có tam đại thiên tài, một là Không Pháp Cốc cổ Đoạn Trần, hai là Áo Nghĩa Giới thiếu chủ Phương Huyền Đức, vị thứ ba chính là Tinh Hằng Thiên Thánh nữ Lãnh Nguyệt Tịch. Bây giờ vị kia Lãnh Nguyệt Tịch, xem như Tinh Hằng Thiên các phái trên danh nghĩa cộng chủ, các đại môn phái gia tộc đều tôn kính nàng, a, à, nàng tới. Minh Khiếu Thiên đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng, tiếp đó ánh mắt liền không thể rời đi. Diệp Thần dọc theo Minh Khiếu Thiên ánh mắt trông đi qua, liền thấy một thiếu nữ, người mặc màu xanh nhạt thanh lãnh y phục, như nguyệt cung tựa tiên tử, bước liên tục nhẹ nhàng, chậm chậm tới, nàng tướng mạo có thể xưng tuyệt sắc, để cho người ta liếc mắt một cái liền động tâm, môi hồng răng trắng, như ngọc như lộ, dung mạo không thêm. Chủ yếu nhất là cái kia cổ khí chất, như mới nguyệt phá hiểu, tươi mát trang nhã cùng không dính khói lửa trần gian bên trong, lại lộ ra một cỗ cao quý ý vị. Nữ tử này chính là Lãnh Nguyệt Tịch. Diệp Thần ánh mắt ngưng lại, liền thấy Lãnh Nguyệt Tịch đến sau, toàn trường đều an tĩnh lại, ánh mắt mọi người, đồng loạt hội tụ đến trên người nàng, không ít người sợ hãi thán phục nàng tuyệt sắc cùng khí chất. Lấy Diệp Thần ánh mắt, cũng không cách nào nhìn thấu Lãnh Nguyệt Tịch lai lịch thân phận, không biết nàng là đơn thuần trụ thần đại lý người, vẫn là chân chính trụ thần chuyển thế. Bất quá, hai cái thân phận này, vô luận là cái nào, đều đầy đủ kinh thế hãi tục. Minh Khiếu Thiên nói, đúng vậy, nàng chính là Tinh Hằng Thiên Thánh nữ Lãnh Nguyệt Tịch. Đi theo sau lưng nàng, là nàng người hộ đạo, nhưng người nào cũng không biết cái kia người hộ đạo thân phận, rất thần bí. Diệp Thần ngưng mắt xem xét, quả nhiên liền thấy tại Lãnh Nguyệt Tịch sau lưng, còn đi theo một cái hắc bào nhân. Hắc bào nhân tựa như một đạo huyễn ảnh, không có nửa điểm người sống khí tức, không biết là nam hay nữ, cho dù Diệp Thần đã thấy hắn, nhưng cảm giác vẫn là có loại cảm giác trống không. Phảng phất chỉ là nhìn thấy không khí, giống như hơi chút phân tâm liền sẽ không nhìn thấy. Diệp Thần âm thầm lưu tâm, cái này Lãnh Nguyệt Tịch, mặc kệ nàng thân phận gì, nhưng từ bề ngoài khí tức phán đoán, đây là một thiên tài cường giả. Nếu như nàng cũng nghĩ tranh đoạt độ chi mảnh vụn mà nói, cái kia Diệp Thần tuyệt không nhẹ nhõm. Cung nghênh Nguyệt Tịch thánh nữ đại giá. Áo Nghĩa Giới tiếp khách các trưởng lão, nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tịch đến sau, lập tức khom mình hành lễ vấn an, thái độ khiêm cung cực điểm. Sụp đổ di tích cổ tam đại thiên tài, liền lấy Lãnh Nguyệt Tịch thân phận tôn quý nhất, cũng thần bí nhất. Lãnh Nguyệt Tịch nhẹ nhàng gật đầu, sau lưng nàng hắc bào nhân, móc ra một cái túi chữ vật, nộp nguyên ngọc phí tổn sau, liền cùng nàng cùng một chỗ tiến vào trong Áo Nghĩa Giới. Ha ha ha, Lãnh Nguyệt Tịch, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. Ngay lúc này, Áo Nghĩa Giới bên trong sơn môn, truyền ra một đạo sơ lãng tiếng cười. Chỉ thấy một cái khôi ngô tráng kiện nam tử, người mặc đơn giản áo vải, gánh vác lấy một thanh to lớn trọng kiếm, lăng phong phá không mà tới, phịch một tiếng đạp lên mặt đất, chấn động đến mức thiên sơn vạn hác run run. Ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ tinh mang, trên dưới đánh giá Lãnh Nguyệt Tịch. Lãnh Nguyệt Tịch thần tình lạnh nhạt, nói, Phương thiếu chủ, chúc mừng xuất quan. Thì ra cái này gánh vác lấy trọng kiếm tráng kiện nam tử, chính là Áo Nghĩa Giới thiếu chủ Phương Huyền Đức. Lãnh Nguyệt Tịch. Ngàn năm trước, ta thua ở ngươi phá nguyệt thần tiễn phía dưới, kém chút bị ngươi một tiễn bắn chết. Cái này ngàn năm ta bế quan khổ tu, e rằng đầu kiếm thánh đại nhân truyền thụ vô thượng kiếm đạo Áo Nghĩa, hôm nay liền lại đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu. Phương Huyền Đức tiếng nói cao, tựa như là một cái võ sĩ đồng dạng, trong hai tròng mắt tràn đầy khát vọng chiến đấu ý niệm, hắn rút người ra phía sau lưng chịu trọng kiếm, cái kia trọng kiếm, chính là sụp đổ di tích của một trong tam đại thánh vật. Đã từng thiên ngoại trụ thần không đầu kiếm thánh binh khí, bất khuất thánh kiếm. Một kiếm nơi tay, Phương Huyền Đức khí thế,
lập tức trở nên cuồng dã dầm dĩ liệt rất nhiều, liền huy kiếm hướng Lãnh Nguyệt Tịch cuồng vỗ tới, xen lẫn thiên địa phong lôi chi uy, thanh thế rất là hùng vĩ. Diệp Thần, Minh Khiếu Thiên, Cổ Đoạn Trần, Minh Không Thiên Tôn bọn người, còn có tại chỗ rất nhiều đám võ giả, đều là lấy làm kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng, Phương Huyền Đức vừa thấy mặt, liền muốn động thủ, thật sự là một cái cuồng nhiệt võ si. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Phương Huyền Đức một kiếm bổ tới, đôi mắt đẹp quan sát sau lưng Hắc Bảo Nhân, đó là nàng người hộ đạo, nàng tựa hồ muốn gọi người hộ đạo ra tay ngăn cản, đừng để Phương Huyền Đức nổi điên. Nhưng, Hắc Bảo Nhân tựa hồ cũng nghĩ để cho Lãnh Nguyệt Tịch cùng Phương Huyền Đức luận bàn một phen, nhưng người lui lại, cũng không ngăn cản. Lãnh Nguyệt Tịch bất đắc dĩ, mắt thấy Phương Huyền Đức trọng kiếm bổ tới, lập tức cũng không dám chậm trễ, vận công chống cự, trong tay phóng ra một cỗ trong sáng như minh nguyệt một dạng quang huy, nàng vung tay nhỏ lên, cái kia cỗ minh nguyệt ánh sáng của bầu trời, liền tựa như giải lụa huy sái mà ra, đón đỡ ở Phương Huyền Đức kiếm. Thánh kiếm đạo, một kiếm đãng càn khôn. Phương Huyền Đức linh khí quán chú, trong tay bất khuất thánh kiếm lập tức nổ ra ngập trời thần thánh quang huy, kiếm khí đột nhiên bão táp, xoẹt một tiếng, đem Lãnh Nguyệt Tịch nguyệt quang thất luyện chảm phá, kiếm thế lại thẳng tiến không lùi chém vào hướng Lãnh Nguyệt Tịch hông thân, không có ý thương hương tiếc ngọc chút nào. Lãnh Nguyệt Tịch lấy làm kinh hãi, nghĩ thầm, gia hỏa này kiếm đạo tu vi, đích xác so ngàn năm trước lợi hại hơn nhiều. Nàng không dám đón đỡ, mũi chân chĩa xuống đất, yêu kiều thân thể phiêu nhiên lui lại, lại nhanh chóng sử dụng một cây cung, tựa như ngọc thạch điêu tạo, óng ánh trong suốt, lưu chuyển vô thượng đại đạo quang huy, lại là tảng sáng cung. Tảng sáng cung, không đúng, là hàng nhái. Diệp Thần nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tịch móc ra tảng sáng cung, lập tức lấy làm kinh hãi, còn tưởng rằng tảng sáng cung có hai thanh, nhưng nhìn kỹ lại, Lãnh Nguyệt Tịch trong tay tảng sáng cung, mặc kệ là năng lượng linh khí, vẫn là chất liệu khuynh hướng cảm xúc, tản ra uy lực ba động, đều kém xa tít tắp Minh Không Thiên Tôn trong tay cái thanh kia. Cái này hiển nhiên là một thanh hàng nhái, nghĩ đến là Tinh Hằng Thiên mất đi tảng sáng cung sau, Lãnh Nguyệt Tịch cũng không cách nào từ trong tay không pháp cốc đoạt lại, chỉ có thể tự phỏng chế một cái. Tuy là hàng nhái, nhưng nàng trong tay tảng sáng cung, cũng có thể xưng nhất lưu thần binh lợi khí, khom lưng bên trên khắc đầy rất nhiều phức tạp phù văn, chỉ thấy nàng mảnh khảnh hai tay dương cung như trăng tròn, linh khí ngưng kết, liền hóa thành một chi như mới nguyệt giống như thuần trắng mũi tên, vô tận sắc bén khí tức ác liệt, tại mũi tên trên thân hội tụ. Phá Nguyệt Thần Tiễn. Lãnh Nguyệt Tịch buông lỏng ngón tay, thuần bạch sắc mũi tên, liền dẫn bẻ gãy nghiền nát một dạng uy thế, hướng về Phương Huyền Đức đầu vào tới. Hảo tiễn thuật. Phương Huyền Đức một tiếng hét to, lập tức dựng thẳng lên thân kiếm đón đỡ, chỉ nghe đinh một tiếng, Lãnh Nguyệt Tịch phá Nguyệt Thần Tiễn, bắn tới hắn trên thân kiếm, đủ để xuyên qua tinh nguyệt, dung chuyển hoàn vũ một tiễn, lại không có thể dung chuyển hắn thân thể một chút. Tương phản, cái mũi tên này mũi tên, còn bị Phương Huyền Đức thân kiếm bắn ngược, ô ô nổ đùng, ngược lại bắn giết hướng Lãnh Nguyệt Tịch. Lãnh Nguyệt Tịch đôi mắt đẹp co rụt lại, rõ ràng không ngờ tới một màn này. Trong lúc vội vã đã không kịp ngăn cản, trong lúc cấp bách đành phải nghiêng người tránh né. Chi kia lăng lệ mũi tên, từ gò má nàng vừa lao qua, đem nàng trắng như tuyết gương mặt, đều hoạch xuất ra một đạo máu đỏ tươi tuyến, hết sức hung hiểm. Phanh! Mũi tên từ mặt nàng vừa lao đi qua, cuối cùng bắn tại một tòa núi lớn phía trên, đem trọn ngọn núi đều xuyên qua bạo toái. Diệp Thần, Minh Khiếu Thiên, Cổ Đoạn Trần bọn người, thấy vậy một màn. Thật không biết là Lãnh Nguyệt Tịch tiễn thuật lợi hại, vẫn là Phương Huyền Đức kiếm đạo uy mãnh. Lãnh Nguyệt Tịch khẽ gật đầu một cái, nói, Phương Huyền Đức, là người thắng. Nàng rõ ràng không muốn dây dưa tiếp, trực tiếp liền chịu thua. Phương Huyền Đức cười ha ha, nói, Lãnh Nguyệt Tịch, chúng ta còn không có phân thắng bại, tiếp tục đánh qua. Lãnh Nguyệt Tịch nói, không tới, người muốn đánh, liền cùng hắn đánh. Đột nhiên chỉ Diệp Thần. Diệp Thần lập tức kinh ngạc. Không ngờ tới Lãnh Nguyệt Tịch lại đột nhiên chỉ hướng chính mình. Luân hồi chi chủ. Phương Huyền Đức nhìn thấy Diệp Thần, lập tức liền nhận ra được, cười ha ha nói. Nghe nói ngươi là vũ tổ truyền nhân, võ đạo chắc hẳn rất lợi hại, vậy chúng ta tới luận bàn một chút. Diệp Thần khóe miệng giật một cái, có chút im lặng, Phương Huyền Đức cuồng nhiệt, nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn lắc lắc đầu nói, ta không tiện. Phương Huyền Đức trên dưới dò xét Diệp Thần một mắt, tựa hồ nhìn ra chút gì. Ừ một tiếng, nói, trái tim ngươi giống như xảy ra chút vấn đề, vốn lấy thực lực của ngươi, nghĩ đến không thành trở ngại, thôi, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi liền cùng Cổ Đoạn Trần cùng lên đi. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Cổ Đoạn Trần,
ra hiệu Diệp Thần cùng Cổ Đoạn Trần liên thủ, hắn lấy một chọi hai, sảng khoái một trận chiến. Cổ Đoạn Trần gặp Phương Huyền Đức kêu tới mình tên, ha ha cười cười, nói, Phương Huyền Đức, người nổi điên, cũng đừng kéo lên ta à, ta là tới tham gia quan bảo đại hội. Phương Huyền Đức nói, cái này quan bảo đại hội, không cần phải gấp gáp, chúng ta trước tiên đánh một trận lại nói. Hắn không nói lời gì, cũng không đợi Cổ Đoạn Trần đồng ý, lập tức liền rút kiếm hướng Cổ Đoạn Trần chém tới, mang theo một hồi hung mãnh kiếm phong. Ngươi thật muốn thèm đòn, vậy cũng đừng trách ta. Cổ Đoạn Trần gặp Phương Huyền Đức thật muốn động thủ, cũng không muốn tỏ ra yếu kém, lập tức rút ra bên hông bội kiếm. Trong mắt hắn, Phương Huyền Đức chính là một cái mãng phu, mặc dù kiếm đạo hung mãnh, nhưng chỉ cần chính mình làm cho điểm xảo kinh, liền có thể nhẹ nhõm chế phục đối phương. Hắn nhìn chằm chằm Phương Huyền Đức cái bóng, tay trái bóp cái bí quyết, trong nháy mắt, Phương Huyền Đức cánh tay phải cái bóng một hồi vặn vẹo, cũng dẫn đến cánh tay phải của hắn, huy kiếm động tác cũng đi theo vặn vẹo nghiêng, vốn là chém về phía Cổ Đoạn Trần mũi kiếm, hướng bên cạnh vô khí chạm đi. Động tác đột nhiên không bị khống chế thay đổi, làm cho Phương Huyền Đức một hồi kinh ngạc, trọng kiếm hung hăng đánh xuống tới mặt đất, truyền đến phản chấn để cho cánh tay hắn kém chút chật khớp. Cổ Đoạn Trần nhân cơ hội này, lập tức nhất kiếm đâm thẳng, đâm bị thương Phương Huyền Đức đầu vai, máu tươi chảy ròng. Cổ Đoạn Trần, người vẫn là âm hiểm như vậy a? Đùa nghịch trò hề này liền không có ý tứ. Phương Huyền Đức che lấy thụ thương bả vai, lui về phía sau mấy bước. Cổ Đoạn Trần cái bóng bí pháp, vô cùng xảo trá, có thể vặn vẹo bóng người tử, một khi bị hắn bóp méo, người động tác, thì sẽ theo xuất hiện sai lầm. Nếu là chuẩn bị đầy đủ, Cổ Đoạn Trần thậm chí có thể sử dụng cái bóng của mình, đi khống chế người khác cái bóng, từ đó đem địch nhân triệt để khống chế lại. Phương Huyền Đức rõ ràng mưu cầu danh lợi cứng trọi cứng chiến đấu, giống Cổ Đoạn Trần loại này dùng quỷ bí thuật pháp, hắn vô cùng không thích. Có thể giết người trò xiếc, chính là trò xiếc hay. Cổ Đoạn Trần thản nhiên nói, đen nhánh mắt trái dưới ánh mặt trời lóe lên ma hy, một mảnh xâm nghiêm. Tại trong sụp đổ di tích cổ, là cá nhân đều biết, hắn Cổ Đoạn Trần am hiểu cái bóng bí thuật, Phương Huyền Đức trách cứ, không hề có đạo lý. Hắc hắc, tốt a, bất quá cái bóng của ngươi bí pháp, cái này ngàn năm bế quan, ta đã nghĩ tới biện pháp phá giải. Phương Huyền Đức cười cười nói. Cổ Đoạn Trần cau mày nói, không có khả năng, cái bóng của ta bí pháp, truyền thừa từ bóng tối chi chủ, thế gian không người có thể giải. Phải không, vậy thì đi thử một chút a. Phương Huyền Đức cười to, lần nữa huy kiếm chém vào, thân kiếm thánh quang tràn ngập, kiếm thế như bài sơn đảo hải bao phủ hướng Cổ Đoạn Trần. Cổ Đoạn Trần lập lại chiêu cũ, tay trái bấm quyết, muốn lại vặn vẹo Phương Huyền Đức cái bóng, nhưng lần này, hắn lại phát hiện, Phương Huyền Đức cái bóng, tựa như có đồ vật gì tại thủ hộ đồng dạng, trầm ổn tao nhã, hắn căn bản là không có cách vặn vẹo. Cái gì? Cổ Đoạn Trần hoảng hốt, liền nghe được ùng ùng phong lôi khí lưu tiếng nổ, chỉ thấy tại sau lưng Phương Huyền Đức, thế mà bắn ra vô tận thê lương cổ lão thần quang, cuồn cuộn viễn cổ quang huy, ngưng tụ ra một đạo thân ảnh to lớn. Đạo thân ảnh kia, lại là một cái không đầu người, người mặc màu xanh biếc chiến giáp, trên chiến giáp nhuộm dần máu tươi, tràn ngập vô số chiến tranh vết tích, khôi ngô tráng kiện thân thể, tại vô số chiến tranh dấu vết đắp lên phía dưới, lộ ra vô biên tang thương, còn có một cỗ ý chí bất khuất, phảng phất chiến thiên đạp đất, không sợ vô địch. Cái này không đầu người, lại là trong truyền thuyết, 72 trụ thần bên trong không đầu kiếm thánh. Tại trong 72 trụ thần, không đầu kiếm thánh chấp trưởng chiến tranh pháp tắc, là chiến tranh chi thần, hắn tư tưởng hoàn mỹ thế giới, chính là quanh năm chiến tranh thế giới, phải dùng chiến cùng hỏa rèn luyện ra người mạnh nhất. Phản thiên thế giới nhiều như vậy đánh trận cùng sát lục, có một bộ phận rất lớn, chính là không đầu kiếm thánh mang tới. Hắn mang đến ban sơ chiến đấu ý niệm. Lý niệm của hắn, lọt vào khác tất cả trụ thần phản đối, thiên đạo ba pha thần, Phản Thiên, Shiva cùng Vishnu, đã từng liên thủ, đem đầu của hắn bổ xuống. Về sau, thiên tổ lại ra tay, cướp đi hắn bất khuất thánh kiếm, đem hắn đánh rớt đến trong hủy diệt chi hải. Nhưng, cho dù đã thân đọa hủy diệt chi hải, không đầu kiếm thánh chiến tranh ý niệm, cũng không có chút nào yếu bớt, giờ khắc này, thân ảnh của hắn, ý chí của hắn, tại trên thân Phương Huyền Đức hiển hóa ra ngoài. Rung động toàn trường. Chiến tranh chi thần, không đầu kiếm thánh. Cổ Đoạn Trần nhìn thấy không đầu kiếm thánh thân ảnh, kinh hãi tột đỉnh. Phương Huyền Đức lớn tiếng nói, chỉ cần lòng ta có hải đăng, cái bóng của ta, cũng sẽ không lại bị ngươi điều khiển. Giờ khắc này,
Phương Huyền Đức phảng phất là không đầu kiếm thánh hóa thân, uy mãnh bá đạo vô địch, kiếm thế khỏa cuốn vạn quân thiên uy, một kiếm hung hăng bổ vào trên thân Cổ Đoạn Trần, tại chỗ đem cái sau đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, Cổ Đoạn Trần bị đánh bay, thân như đạn pháo đánh xuống ở xa xa trên mặt đất, đập ra một cái hố sâu, tại chỗ bị trọng thương. Đánh gãy Trần, Minh Không Thiên Tôn kinh hãi, vội vàng đi tới cứu người. Diệp Thần, Minh Khiếu Thiên, Lãnh Nguyệt Tịch bọn người, nhìn thấy Phương Huyền Đức hung mãnh như thiên nhân một dạng bộ dáng, đều là âm thầm kinh ngạc. Lãnh Nguyệt Tịch nghĩ thầm, cái này ngàn năm bế quan, gia hỏa này tiến bộ quá lớn, lại còn có thể mượn dùng đến không đầu kiếm thánh sức mạnh. Ha ha ha, Phương Huyền Đức đánh bại Cổ Đoạn Trần, nhịn không được cười ha ha, hăng hái, mắt hổ cuối cùng lại rơi vào trên thân Diệp Thần, nói. Luân hồi chi chủ, giờ đến phiên ngươi, chúng ta tới luận bàn một chút. Trái tim ngươi có vấn đề, trạng thái không tốt, nhưng ta vừa mới chiến đấu, cũng tiêu hao đại lượng linh khí, chúng ta hòa nhau, tới đánh đi. Mới vừa cùng Lãnh Nguyệt Tịch, Cổ Đoạn Trần chiến đấu, để cho Phương Huyền Đức tiêu hao rất lớn, nhưng hắn chiến đấu ý niệm, vẫn là vô cùng mãnh liệt, nhưng không có nửa điểm yếu bớt, cũng không có nói buông tha Diệp Thần ý tứ, một kiếm hoành tảo thiên quân, liền cuồng đập tới tới. Diệp Thần sầm mặt lại, trái tim của hắn chịu ảnh hưởng của phá toái thiên môn, thực sự không nên động võ, liền hướng Minh Khiếu Thiên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Minh Khiếu Thiên vội vàng đứng dậy, thiên đế khí vận chuyển, tạo thành một tầng che chắn, ngăn cản được Phương Huyền Đức kiếm thế, nói, Phương thiếu chủ, luân hồi chi chủ hôm nay không nên động thủ, về sau có cơ hội so tài nữa cũng không muộn. Phương Huyền Đức nói, vậy phải đợi đến lúc nào? Minh Khiếu Thiên cân nhắc ngôn từ, đang muốn trả lời, lại nghe áo nghĩa giới lĩnh địa bên trong, truyền ra một đạo trầm ổn hữu lực âm thanh. Huyền Đức, không thể hồ nháo. Chỉ thấy một cái áo bào tím tóc tím lão giả, như mây khói giống như chậm rãi bay ra, hắn lại là một đạo linh hồn thể, cũng không có nhục thân tồn tại. Sư phụ! Phương Huyền Đức nhìn thấy cái này tử bào lão giả, lập tức liền kêu một tiếng. Diệp Thần con mắt híp lại, nghĩ thầm, người này lường trước chính là Tử Cực Thần Tôn. Hắn nghĩ tới áo nghĩa giới giới chủ Tử Cực Thần Tôn, trước kia từng cùng Vũ Tổ từng có lớn lao thù hận, thậm chí ngay cả Tử Cực Thần Tôn chính mình, chính là bị Vũ Tổ chém giết nhục thân, bây giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, cần dựa vào Phương Huyền Đức bất khuất thánh kiếm sống nhờ sinh tồn. Tử Cực Thần Tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. Minh Khiếu Thiên hướng về Tử Cực Thần Tôn chắp tay một cái, không mặn không nhạt khách sáo một câu. Tử Cực Thần Tôn ha ha cười cười, nói, Minh giáo chủ, đã lâu không gặp, người đã về hôn nhân luân hồi trận doanh. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Minh Khiếu Thiên nói, đây là ta sụp đổ thần giáo nội bộ sự tình, cũng không nhọc đến Tử Cực Thần Tôn quan tâm. Tử Cực Thần Tôn hai con ngươi ngưng lại, cười nói, ha ha, là lão phu đường đột. Luân hồi chi chủ, lão phu trước kia cùng Vũ Tổ từng có một chút hiểu lầm, còn xin ngươi bỏ qua cho. Ta áo nghĩa giới hôm nay, tổ chức quan bảo đại hội, chỉ cần đi vào tham gia, cũng là bằng hữu, đại gia không thể tổn thương hòa khí, chính là có cái gì luận bàn, cũng là muốn điểm đến là dừng. Hắn gặp Minh Không Thiên Tôn lúc này đỡ dậy trọng thương Cổ Đoạn Trần, liền bóp cái pháp quyết, từng sợi tử quang từ sâu trong hắn thần hồn lan tràn ra, bao phủ đến trên thân Cổ Đoạn Trần, hòa dịu trị liệu thương thế của hắn. Phương Huyền Đức hoảng hốt vội nói, sư phụ, không thể hao phí nguyên khí, chính bọn hắn có thể khôi phục. Tử Cực Thần Tôn cười nói, không sao, hôm nay quan bảo đại hội, các phương bằng hữu dâng lên đại lượng nguyên ngọc, khoản này tài nguyên, vừa vặn cho lão phu tái tạo nhục thân, đa tạ chư vị. Hắn hướng bốn phía khách mời chắp tay, sau đó thần hồn tia sáng nở rộ, ông ông tác hưởng, vừa mới đám người nộp nguyên ngọc, toàn bộ hóa thành thuần túy năng lượng, hướng về Tử Cực Thần Tôn trên thân dũng mãnh lao tới. Tại đại lượng nguyên ngọc tẩm bổ phía dưới, Tử Cực Thần Tôn trống rỗng thần hồn, thế mà bắt đầu sinh sôi chảy máu thịt, muốn dần dần khôi phục nhục thân. Nhìn thấy một màn này, Diệp Thần cùng mọi người đều là kinh ngạc. Diệp Thần nghĩ thầm, chỉ dựa vào nguyên ngọc, chắc chắn không thể để cho Tử Cực Thần Tôn loại này cấp bậc cao thủ khôi phục nhục thân, hắn chắc chắn còn dùng những thứ khác thiên tài địa bảo, chỉ có điều đại lượng nguyên ngọc cũng là ắt không thể thiếu. Ha ha, Tử Cực Thần Tôn, chúc mừng thân thể ngươi khôi phục. Ngay lúc này, một đạo vắng lặng âm thanh, hỗn hợp có một tiếng thê lương long hống, truyền đến đám người trong lỗ tai. Diệp Thần cùng đám người ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy phương xa có một cái nam tử, cưỡi rồng mà đến.
Nam tử kia, thân hình cao, tướng mạo tuấn tú bên trong mang theo một tia bất phàm ngạo khí, thân trên toàn bộ màu đỏ lấy, lộ ra một thân tựa như thiên địa tinh hoa tạo hóa hội tụ mà thành cơ bắp, hai bên bả vai đều có một cây cốt thứ nhô ra, sâm nghiêm lăng lệ, lại là cổ tinh môn ngũ đại trong thiên đế cốt thiên đế. Cốt thiên đế. Diệp thần nhìn thấy cốt thiên đế tới, cảm thấy một hồi chấn động. Bây giờ trong cổ tinh môn ngũ đại thiên đế, cũng chỉ còn lại có cốt thiên đế còn sống, nếu như tại ngoại giới, Diệp thần mượn dùng luân hồi nghĩa địa sức mạnh, lại dựa vào chính mình đủ loại võ đạo thần thông, hắn có lòng tin đối kháng cốt thiên đế. Nhưng bây giờ, đây là sụp đổ di tích cổ, một phần của tinh nguyên hạo thổ, xem như cổ tinh môn địa bàn, ở đây, cốt thiên đế chiếm cứ lấy tuyệt đối thiên thời địa mạch ưu thế, nếu như khai chiến mà nói, Diệp thần không có nắm chắc tất thắng. Hôm nay quan bảo đại hội, cốt thiên đế thế mà tự mình buông xuống. Hắn cưỡi một con rồng kia, cũng là tương đối quỷ dị kinh khủng, là một đầu thi hài cốt long, thân thể hoàn toàn chính là một bộ bộ xương to lớn tử, sau lưng mọc hư thối huyết nhục hội tụ mà thành hai cánh, cánh chim một phiến động, liền cuốn lên đầy trời ma khí cùng âm phong, gai mũi thi xú vị đập vào mặt. Thi hài cốt long trong hai con ngươi, cũng là thiêu đốt lên màu xanh lá cây quỷ hỏa, để cho người ta liếc mắt nhìn, liền cảm thấy sợ hãi trong lòng. Đây là bay trên trời thi long, cổ tinh môn một trong ngũ đại hộ sơn thần thú. Minh Khiếu Thiên âm thầm hướng Diệp thần giới thiệu nói, cái này ngũ đại thần thú, cũng là viễn cổ dị chủng, vì tránh né ma thần chiến tranh, chạy trốn tới tinh nguyên hạo thổ, về sau bị cổ tinh môn thu phục, bất quá bọn chúng chỉ có thể tại tinh nguyên hạo thổ hoạt động, không cách nào thích ứng ngoại giới pháp tắc. Diệp thần nói, ngũ đại thần thú, cổ tinh môn thần thú, ta nghe nói giống như chỉ có bốn đầu a. Lúc trước hắn nghe không pháp cốc người nói qua, tại sụp đổ di tích cổ bên ngoài, núp lấy bốn đầu cổ tinh môn thần thú, liền đợi đến vũ tổ đi ra, đem vũ tổ nuốt. Minh Khiếu Thiên nói, ân, luân hồi chi chủ, người nói rất đúng, hẳn là bốn đầu, bởi vì có một đầu thanh đồng cổ thiềm, đã mưu phản cổ tinh môn. Diệp thần nói, a. Minh Khiếu Thiên nói, khi xưa cổ tinh môn, kỳ thực là có ngũ đại thần thú, nhưng về sau có một đầu thanh đồng cổ thiềm, phản bội bọn hắn. Đầu phục vũ tổ, cho nên bây giờ lại chỉ có bốn đầu. Diệp thần hiểu được, nói, thì ra là thế. Minh Khiếu Thiên nói, bay trên trời này thi long, chính là bây giờ cổ tinh môn một trong tứ đại thần thú, là viễn cổ đại lượng ma thần chết đi sau đó, ma thần thi hài cùng oán khí tội nghiệt tích lũy đản sinh ra quái vật, từ một loại nào đó góc độ tới nói, con quái vật này thực lực, chỉ sợ so cốt thiên đế còn cường hãn hơn một chút. Diệp thần âm thầm chấn động. Trên dưới dò xét cái kia bay trên trời thi long, quả nhiên là cảm thấy cực kỳ khủng bố ma khí cùng oán niệm ba động, từ bay trên trời thi long cái kia cháy hừng hực quỷ hỏa song đồng đến xem, nó bộ thân thể này ẩn chứa năng lượng, chỉ sợ cũng là rất kinh khủng. May mắn cổ tinh môn tứ đại thần thú, không cách nào thích ứng ngoại giới pháp tắc, cho nên bọn chúng không thể thoát ly cổ tinh môn địa bàn sinh tồn, nếu không, bọn chúng nếu là chạy đến ngoại giới tàn phá bừa bãi, có trời mới biết sẽ tạo thành như thế nào tai nạn đáng sợ. Cốt thiên đế, cung nghênh đại giá a. Tử cực thần tôn nhìn thấy cốt thiên đế tới, vội vàng ha ha cười hành lễ. Cốt thiên đế mỉm cười, cưỡi bay trên trời thi long hạ xuống tới, hắn cùng bay trên trời thi long, đều 10 phần không thích ứng sụp đổ di tích cổ pháp tắc, tại trong sụp đổ di tích cổ hoạt động mà nói, phong hiểm cực lớn. Chỉ có lòng có tín ngưỡng, hoặc có cái gì cường đại chúc phúc người, mới có thể tại trong sụp đổ di tích cổ hoạt động. Tỷ như sụp đổ tam giới. Đều xem như thiên tổ con dân, đương nhiên không cần phải nói, sụp đổ thần giáo cũng tín ngưỡng sụp đổ chi chủ, mà Diệp thần càng là có đủ loại lớn chúc phúc tại người. Đến nỗi cổ tinh môn, nhưng liền không có cái gì dựa vào, tại sụp đổ di tích cổ hoạt động, chỉ dựa vào vũ lực là không được. Chính là bởi vì hoạt động gian khổ, cho nên cho dù cho tới hôm nay, cổ tinh môn cũng không cách nào quy mô phái người bắt lấy vũ tổ, chỉ có thể ở bên ngoài trông coi. Nhưng, hôm nay quan bảo đại hội, việc quan hệ độ chi mảnh vụn manh mối, vô cùng trọng yếu, cho nên cho dù mạo hiểm, cốt thiên đế vẫn là tới. Cốt thiên đế móc ra một cái chứa nguyên ngọc túi chữ vật, ném cho tử cực thần tôn. Tử cực thần tôn cười ha hả nhận lấy, mời, mời đến, mời đến. Cốt thiên đế tự mình dậm chân tiến vào áo nghĩa giới lĩnh địa bên trong, đem bay trên trời thi long ở lại bên ngoài. Đầu này bay trên trời thi long, ma khí, sát khí, âm khí, oán niệm. Cực kỳ khủng bố, nếu là đưa vào áo nghĩa giới mà nói, nhất định sẽ phá hư nơi này trật tự. Vào đến áo nghĩa giới bên trong, cốt thiên đế một chút ở giữa, liền thấy Diệp thần.
Luân hồi chi chủ, đã lâu không gặp. Cốt Thiên Đế nhìn thấy Diệp Thần sau, trong mắt lúc này lướt qua một vòng che lấp, âm thanh hơi có chút lạnh lùng đạo. Diệp Thần lạnh nhạt nói, ân, đã lâu không gặp. Tại hai người tiếng nói sau khi rơi xuống, toàn trường đều an tĩnh lại, thậm chí là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được, Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế biểu tình bình tĩnh sau lưng, ẩn chứa kinh khủng sát ý cùng phong mang. Ban Thiên Đế, Kính Thiên Đế, Xà Thiên Đế, đều chết ở Diệp Thần trong tay, như vậy hung hãn chiến tích, đủ để cho toàn trường tất cả mọi người chấn động theo. Xem như cổ tinh môn sau khi chọn lọc vị cuối cùng Thiên Đế, Cốt Thiên Đế tâm tình có thể tưởng tượng được. Ngươi trưởng thành, ra dữ liệu của ta, thế mà đem Ban Thiên Đế, Kính Thiên Đế, Xà Thiên Đế bọn hắn đưa hết cho làm thịt. Ha ha, nói thật, cho dù cho tới hôm nay, ta vẫn có chút không thể tin được, thật sự coi chính mình là trong mộng. Cốt Thiên Đế nhìn chằm chằm Diệp Thần ánh mắt, không chút nào che giấu chính mình kiêng kỵ cùng phong mang. Diệp Thần đạm nhiên cười nói, không phải ta một người công lao, chỉ dựa vào chính ta, có thể giết không chết các ngươi những thứ này đỉnh cấp Thiên Đế. Cốt Thiên Đế ha ha cười cười, nói, mặc kệ ngươi dùng ai sức mạnh, tóm lại, bọn họ đều là chết ở trong tay ngươi. Nếu như ở bên ngoài, ta có thể cũng đánh không lại ngươi. Nhưng ở ta cổ tinh môn trên địa bàn, ở mảnh này tinh nguyên hạo thổ bên trong, ta ngược lại thật ra có chút lòng tin đem ngươi chấn áp. Nói đi, Cốt Thiên Đế bỗng nhiên nắm chặt quyền, hồn thân cốt cách răng rắc bạo hưởng, trong tay đã xuất hiện một cây cốt mâu. Hu hu! Hắn vừa mới cưỡi tới bay trên trời thi long, cũng là đạp nước huyết nhục hai cánh, ngửa mặt lên trời oa oa, nổ lên ra cực kỳ khủng bố ma khí ba động. Thấy thế, toàn trường người đều là kinh hãi, nhao nhao lui lại. Tử Cực Thần Tôn vội vàng đứng ra, ngăn ở Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế ở giữa, nói, hai vị, xin cho lão phu một bộ mặt, hôm nay cũng không cần đánh, có cái gì ân oán mà nói, có thể đợi về sau lại đi xử lý. Hắn chỉ sợ Diệp Thần cùng Cốt Thiên Đế quyết chiến. Chiến đấu ba động, sẽ đem hắn toàn bộ áo nghĩa giới đều phá hủy đi. Cốt Thiên Đế ánh mắt lấp lóe, cuối cùng cười ha ha, đem cốt mâu thu hồi thể nội, lại phất phất tay để cho bay trên trời thi long lui ra, nói, luân hồi chi chủ, ta chỉ là chỉ đùa một chút, đừng quá để ý, hôm nay xác thực không phải quyết chiến thời điểm. Diệp Thần cũng cười nói, không có việc gì, người chừng nào thì muốn đánh, ta tùy thời phụng bồi. Tại cổ tinh môn trên địa bàn, Diệp Thần đích xác khó mà chiến thắng Cốt Thiên Đế, nhưng hắn cũng không phải nhu nhược lùi bước người, thật muốn liều mạng, hắn tin tưởng mình vẫn có chút cơ hội. Tử Cực Thần Tôn gặp hai người dừng tay thôi đấu, âm thầm thở dài một hơi, nói, yến hội cũng đã chuẩn bị tốt, đại gia đi vào đi. Diệp Thần cùng mọi người liền tại Tử Cực Thần Tôn dẫn dắt phía dưới, hướng áo nghĩa giới sơn môn quảng trường đi đến. Phương Huyền Đức ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua Diệp Thần, tràn đầy hưng phấn cuồng nhiệt thần sắc. Hận không thể lập tức cùng Diệp Thần giao thủ luận bàn, đáng tiếc bây giờ còn chưa có cơ hội. Lãnh Nguyệt Tịch cũng là rất là tò mò nhìn qua Diệp Thần, tại trước mặt Cốt Thiên Đế, Diệp Thần thế mà cũng biểu hiện mạnh mẽ như vậy, ngược lại để nàng có chút ngoài ý muốn, cảm thấy thầm nghĩ, xem ra truyền ngôn không phải là giả, luân hồi chi chủ quả thật là dũng mãnh phi thường vô địch. Minh Khiếu Thiên cũng đã lau một vệt mồ hôi, nói, luân hồi chi chủ, người bây giờ, không nên động võ a. Hắn chỉ sợ Diệp Thần vận dụng vũ lực, sẽ kéo theo trái tim, nếu là trái tim vỡ vụn, hậu quả kia thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Không sao, ta sẽ chú ý phân tắc, Diệp Thần bình tĩnh nói, người khác đều dẫm lên trên đầu hắn, hắn tự nhiên không có khả năng lùi bước. Mà không pháp cốc bên này, cổ đoạn Trần có chút oán độc nhìn qua Diệp Thần, hắn không nghĩ tới Diệp Thần lại dám đối mặt Cốt Thiên Đế. Phải biết, hôm nay Cốt Thiên Đế cũng không phải độc thân đến đây. Còn mang theo một đầu bay trên trời thi long, một người một rồng liên hợp, sụp đổ di tích cổ bên trong không có người nào có thể ngang hàng, nhưng Diệp Thần lại không có một điểm sợ hãi bộ dáng. Tiểu tử này giết chết Ban Thiên Đế, giết chết Kính Thiên Đế, giết chết Xà Thiên Đế, hắn thật có trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cổ đoạn Trần có chút nghi ngờ nói, hắn cùng Diệp Thần giao thủ qua, Diệp Thần thực lực đích thật là cường hãn, nhưng tuyệt đối không có thái quá đến tình cảnh đánh giết đỉnh cấp Thiên Đế. Minh Không Thiên Tôn trầm giọng nói, chính hắn đều nói, đây không phải là công lao của một mình hắn, hẳn là mượn thiên tổ sức mạnh, hoặc hắn luân hồi trong trận doanh cái gì cường giả sức mạnh, chính hắn cũng không có lợi hại như vậy. Đánh gãy Trần, ngươi ngàn vạn lần không thể cam chịu, thiên phú của ngươi, tuyệt không so luân hồi chi chủ yếu hơn một chút, ngươi có thể kế thừa bóng tối chi chủ quyền hành,
tương lai cũng có thể kế thừa thiên tổ quyền hành. Cổ Đoạn Trần trong lòng an tâm một chút, nói, ân, sư tôn, ta biết, cái này luân hồi chi chủ, nói cho cùng chính là một cái mua danh chuộc tiếng chi đồ a. Hắn rõ ràng không có đánh giết thiên đế năng lực, thế nhưng chút hung hãn chiến tích, toàn bộ đều bố trí đến trên đầu hắn. Tham thiên chi công, nói khoác không biết ngượng. Nếu là ta có thể kế thừa một viên khác bóng tối ma nhãn, ta chắc chắn có thể nghiền ép hắn. Diệp Thần mơ hồ nghe được Cổ Đoạn Trần cùng Minh Không Thiên Tôn ngôn ngữ, trong lòng âm thầm bật cười, cũng không đáp lại. Áo nghĩa giới, sơn môn quảng trường, sớm đã là răng đèn kết hoa, cốt lết buổi tiệc. Tử Cực Thần Tôn Thiết Hiến, một cái là chúc mừng Phương Huyền Đức tu vi đột phá xuất quan, thứ hai là khoản đãi khách khách, vì quan bảo đại hội làm chuẩn bị. Cái này yến hội, đám người cũng không có gì tâm tư ăn uống, cho nên, tại đơn giản ăn uống điểm sau, liền có người kêu lên. Tử Cực Thần Tôn, quan bảo đại hội chừng nào thì bắt đầu. Chúng ta khi nào đi quan sát cái kia Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Tử Cực Thần Tôn nói, ai, chư vị không cần vội vàng sao động, cái kia Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, vô cùng ảo diệu, pho tượng bản thân liền có ngập trời đại đạo phù văn hiển hóa, lĩnh hội những cái kia đại đạo phù văn, đối với ngộ đạo nhiều tăng thêm a. Ta chỗ này có chút chân thị dược thủy, sau khi uống, nhưng thật hơn cắt quan sát phù văn, đã như thế, cho dù chư vị không có bắt được độ chi mảnh vụn manh mối, cũng không đến nỗi một chuyến tay không. Đang khi nói chuyện, Tử Cực Thần Tôn lấy ra mấy bình dược thủy, khẽ cười nói, chỉ cần 10 vạn nguyên ngọc một bình. Nghe được Tử Cực Thần Tôn lời này, giữa sân không ít người đều là xôn xao, giờ mới hiểu được, hắn thiết yến khoản đãi khách khách, còn nghĩ lại chào hàng dược thủy, thu liễm nguyên ngọc, làm nhục thân khôi phục chi dụng. Ta mua. Cốt Thiên Đế rất là nể mặt, trực tiếp liền móc ra 10 vạn nguyên ngọc, từ Tử Cực Thần Tôn trong tay mua xuống dược thủy. Nhìn thấy Cốt Thiên Đế dẫn đầu, giữa sân cũng không ít khách mời xuất tiền mua sắm, chỉ vì tốt hơn quan sát Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Địa Tạng Bồ Tát pho tượng bản thân, tuy nói mang theo độ chi mảnh vụn thiên cơ manh mối, nhưng vô cùng khó khăn bắt giữ, đám người vốn là cũng chỉ nghĩ đến thử thời vận, đều làm không công mà về chuẩn bị, thuần túy là tới mở chút tầm mắt thôi, nếu như có thể lĩnh hội đến cái gì đại đạo phù văn, cái kia ngược lại là thu hoạch ngoài ý liệu. Diệp Thần tự nghĩ ngộ tính siêu phàm, không cần dựa vào cái gì dược thủy trợ lực, liền không có mua sắm. Một canh giờ sau, yến hội cuối cùng kết thúc, quan bảo đại hội cuối cùng bắt đầu, cái kia Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, tại trong vũ hải bên trong ương võ giới ở trên đảo. Tử Cực Thần Tôn liền dẫn đám người, đi thẳng tới vũ hải bên cạnh. Áo nghĩa giới trước mắt cương thổ, so với không pháp cốc muốn lớn hơn nhiều, không pháp cốc chỉ còn lại một vùng thung lũng, nhưng áo nghĩa giới còn bảo lưu lấy tiểu thế giới quy mô, cương vực cùng một tòa thành thị lớn tương đương. Vũ Hải tại áo nghĩa giới bắc cảnh, trước kia chỉ là một mảnh đầm nước nhỏ, về sau Vũ Tổ đến, tại nơi này ở qua, nơi đây phải thiên địa tạo hóa chúc phúc, liền từ đầm nước nhỏ hóa thành một mảnh hải dương, tuy là nội hải, nhưng cũng có chút mênh mông. Diệp Thần, Minh Khiếu Thiên, Cổ Đoạn Trần, Phương Huyền Đức, Lãnh Nguyệt Tịch, Tử Cực Thần Tôn, Cốt Thiên Đế, Minh Không Thiên Tôn các loại nhân vật, bây giờ liền cũng đứng tại Vũ Hải bên cạnh. Diệp Thần ngóng nhìn Vũ Hải, chỉ thấy sóng phiên lãng tuôn ra. Hải triều cuồn cuộn, vũ hải bên trên phương thiên không, ẩn ẩn mang theo phong bạo, sấm sét vang dội, mưa to không ngừng chút xuống, thời tiết nhìn tương đương ác liệt. Đáng sợ hơn là, có từng đợt hung thú thanh âm gầm thét, không ngừng từ vũ hải bên trong truyền ra, mưa bão dưới nước, lại ẩn ẩn có thể nhìn thấy từng đầu khổng lồ dữ tợn thân ảnh, tại trong vũ hải bên trong chìm nổi chập trùng, như ẩn núp ác ma, tùy thời chuẩn bị thôn vệ nhân mạng. Mảnh này vũ hải, hoàn cảnh thế mà ác liệt như vậy. Diệp Thần nhíu nhíu mày, Vũ Hải hoàn cảnh ác liệt, vượt qua tưởng tượng của hắn, xuyên thấu qua vô tận phong bão mưa to, hắn mơ hồ có thể nhìn đến trong Vũ Hải bên trong ương, đích thật là có một hòn đảo, phía trên hình như có kim quang chớp động, giống như thật sự đứng sừng sững lấy một tòa pho tượng. Chỉ có điều, Vũ Hải phong bão tàn phá bừa bãi, mưa to lôi điện gào thét, muốn vượt qua Vũ Hải, đến trung ương hòn đảo, rõ ràng cũng không phải cái gì chuyện dễ. Mà mọi người ở đây... Nhìn thấy Vũ Hải phong bạo tàn phá bừa bãi, hung thú ẩn núp ác liệt cảnh tượng, biểu lộ cũng biến thành có chút ngưng trọng lên. Có người hỏi, Tử Cực Thần Tôn, cái này Vũ Hải hoàn cảnh, như thế nào ác liệt như vậy? Còn có đại lượng hung thú ẩn núp. Đám người là tới tham gia quan bảo đại hội, cũng không muốn đem tính mệnh bỏ ở nơi này. Tử Cực Thần Tôn nói, mảnh này Vũ Hải, là năm đó Vũ Tổ ở qua chỗ, trước kia, Vũ Tổ bị cổ tinh môn truy sát, hắn mang theo thanh đồng cổ thiềm.
cái kia thanh đồng cổ thiềm lại xuất lĩnh bách thú, bọn hắn cùng một chỗ chạy trốn tới sụp đổ di tích cổ, tại trong ta áo nghĩa giới trú tạm. Các ngươi nhìn thấy trong biển ẩn núp hung thú, toàn bộ là trước kia vũ tổ mang tới, đám hung thú này còn dễ nói, nhưng ngủ đông tại vũ hải chỗ sâu nhất thanh đồng cổ thiềm, kia thật là ngập trời dữ tợn, cực kỳ kinh khủng, chính là lão phu thời điểm tột cùng nhất đợi, cũng không cách nào cùng với đối nghịch. Đang nói đến thanh đồng cổ thiềm thời điểm, Tử Cực Thần Tôn mặt mũi tràn đầy vẻ kiêng dè. Thanh đồng cổ thiềm. Đám người nghe được thanh đồng cổ thiềm, đều là một hồi chấn động, vũ tổ cùng cổ tinh môn ân oán giữa truyền thuyết, bọn hắn cũng hơi có nghe thấy. Thanh đồng cổ thiềm, truyền thuyết là đã từng cổ tinh dòng dõi năm đầu thần thú A. Cổ tinh môn hộ sơn thần thú, vô cùng cường hãn, xem cái kia bay trên trời thi long liền biết, thì ra lại còn có một đầu thần thú ngủ đông ở đây, vậy chúng ta còn thế nào vượt biển lên đảo? Vạn nhất kinh động thanh đồng cổ thiềm, chẳng phải là tự tìm cái chết. Không ít người rối loạn lên, vô cùng lo nghĩ, bọn hắn đều là nộp cực kỳ đắt giá phí tổn, mới tiến vào áo nghĩa giới, chỉ vì thấy Bồ Tát pho tượng kỳ quan, nếu là cái gì đều không nhìn thấy, cái kia thua thiệt lớn. Tử Cực Thần Tôn nói, bất quá, chư vị mời yên tâm, trước kia thanh đồng cổ thiềm, ngưu phản cổ tinh môn, đi nương nhờ vũ tổ thời điểm, bị cốt thiên đế một mâu xuyên qua con mắt. Trọng thương cho tới hôm nay đều không có khỏi hẳn, ngày nào đó đêm chịu đủ dày vò đau đớn, chỉ cần không phải tận lực đi quấy nhiễu nó sẽ không tàn phá bừa bãi đả thương người. Nghe vậy, ánh mắt của mọi người lại đồng loạt hướng Cốt Thiên Đế nhìn lại. Cốt Thiên Đế thản nhiên nói, ta có một đạo vĩ đại kỳ quan, gọi Thí Thần Chi Mâu, nếu chịu ta Thí Thần Chi Mâu gây thương tích, vết thương liền sẽ một mực đổ máu cho đến chết đi, không cách nào khỏi hẳn, ta cho là cái kia thanh đồng cổ thiềm đã chết. Hóa ra vẫn còn sống. Tử Cực Thần Tôn nói, Cốt Thiên Đế nghĩ trảm thảo trừ căn sao. Cốt Thiên Đế nói, không được, ta hôm nay chỉ là tới tham gia quan bảo đại hội, không muốn gây thêm rắc rối, bất quá cái này vũ hải hoàn cảnh ác liệt như vậy, vượt biển lên đảo chỉ sợ phải tốn chút tâm tư, không biết Tử Cực Thần Tôn có gì diệu pháp. Tử Cực Thần Tôn cười hướng Phương Huyền Đức nói, Huyền Đức, đem ngươi bất khuất thánh kiếm lấy ra. Phương Huyền Đức nói, là... Hắn liền rút ra sau lưng bất khuất thánh kiếm, đưa cho Tử Cực Thần Tôn. Tử Cực Thần Tôn bóp cái pháp quyết, đem bất khuất thánh kiếm vứt xuống trong biển, cái kia bất khuất thánh kiếm liền hoa lạc một chút bành trướng biến lớn, đã biến thành một cái lớn bè trúc bộ dáng, có thánh quang tràn ngập, vờn quanh thủ hộ. Muốn vượt biển lên đảo, cái kia thì nhìn chư vị bản lãnh, lão phu là ngự kiếm mà đi, chư vị nếu muốn ngồi chung, 10 vạn nguyên ngọc một vị. Tử Cực Thần Tôn khẽ cười nói, đang khi nói chuyện đã nhảy đến bất khuất trên thánh kiếm. Bất khuất thánh kiếm kèm theo thánh quang thủ hộ, mặc cho vũ hải bên trong sóng gió tàn phá bừa bãi, mưa như chút nước, cũng không cách nào đột phá bất khuất thánh kiếm phòng hộ. Phương Huyền Đức cùng áo nghĩa giới một chút cao tầng các trưởng lão, cũng nhảy đến trên thân kiếm đi. Phương Huyền Đức cười nói, nghĩ dễ dàng, liền ngoan ngoãn giao tiền A. Đám người ra mặt một quất, xem ra Tử Cực Thần Tôn hôm nay. Thực sự là tốn hết tâm tư kiếm tiền. Nhưng thấy đến vũ hải phong bạo tàn phá bừa bãi, hung thú chìm nổi ác liệt cảnh tượng, đám người cũng không muốn mạo hiểm, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành giao tiền thừa kiếm. Phương Huyền Đức cái này bất khuất thánh kiếm, lúc này thật giống như một cái cực lớn bè trúc, cho dù dung nạp toàn trường tất cả mọi người, cũng là dư xài. Diệp Thần cũng không muốn phá đám, liền cũng giao tiền đạp vào thánh kiếm. Bất khuất thánh kiếm thần quang vần quanh, phong bạo bất xâm. 10 phần an ổn xuyên qua trọng trọng sóng to gió lớn, hướng về vũ hải bên trong ương võ giới đảo chạy tới, trong biển hung thú nhìn thấy cái kia thánh kiếm tia sáng, tựa hồ cũng là vô cùng kiêng kỵ, không dám quá mức tới gần. Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, tựa hồ liền tại đây phiến vũ hải bên trong. Diệp Thần sừng sững ở trên thân kiếm, thần thức thả ra ngoài, mơ hồ bắt được thiên cơ, hắn mong muốn Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, giống như liền tại đây phiến hải dương bên trong, hơn nữa tựa hồ ngay tại đáy biển chỗ sâu. Chỉ là, trong biển rộng phong bạo tàn phá bừa bãi, Tỉnh Vũ Ngọc Lộ vị trí, hắn chỉ là mơ hồ có sở cảm ứng, không cách nào tinh chuẩn bắt giữ. Hơn nữa, ở đây vạn chúng nhìn chừng chừng, hắn cũng không khả năng trực tiếp nhảy đến trong biển tầm bảo. Tử Cực Thần Tôn, người nói người cùng ta Vũ Tổ Sư Tôn, trước kia có chút hiểu lầm, không biết là hiểu lầm gì đó, lại muốn sinh tử khách quan. Diệp Thần chậm rãi hướng Tử Cực Thần Tôn hỏi, trong lòng suy nghĩ lấy tầm bảo chi pháp. Nghe được Diệp Thần lời này, người chung quanh đều dựng lỗ tai lên, ánh mắt đồng loạt nhìn sang, vũ tổ sự tình, bọn hắn cũng rất có hứng thú biết.
Tử Cực Thần Tôn nhìn thấy ánh mắt của mọi người, đều tập trú trên người mình, hắn hít một tiếng, tựa hồ có cực lớn ủy khuất, nói. Luân hồi chi chủ, trước kia người Vũ Tổ Sư Tôn, bản thân chịu sụp đổ ăn mòn, lại bị cổ tinh môn truy sát, ta áo nghĩa giới hảo tâm thu lưu hắn, nhưng không ngờ, hắn thế mà sáng lập võ thần cung, muốn đào đi ta áo nghĩa giới vô số cường giả, ta cùng với hắn tranh luận không dưới, song phương ngôn ngữ xung đột, cuối cùng động thủ, người Vũ Tổ Sư Tôn thần công vô địch, đem ta nhục thân chém chết, ta cũng là oan khuất rất ha. Nghe được Tử Cực Thần Tôn lời này, Diệp Thần chấn động trong lòng. Nói như vậy, là Tử Cực Thần Tôn hảo tâm thu lưu Vũ Tổ, lại bị Vũ Tổ bị cắn ngược lại một cái. Đây là nông phu cùng xà cố sự a. Diệp Thần tuyệt không tin tưởng, chính mình Vũ Tổ Sư Tôn, lại là loại này người vong ân phụ nghĩa. Tử Cực Thần Tôn, ở trong đó, có phải là có hiểu lầm gì đó hay không? Dựa theo ta đối với Sư Tôn ta hiểu rõ, Sư Tôn ta hẳn không phải là loại người này. Diệp Thần cau mày nói. Tử Cực Thần Tôn nhìn thật sâu một mắt Diệp Thần, thở dài, đúng vậy a, ta phỏng đoán, là hắn sụp đổ tâm ma phát tác, vì vậy trở nên hung tàn như vậy, náo động lên thiên đại hiểu lầm, ta cần phải nghĩ biện pháp giải quyết tâm ma của hắn, mà không phải trực tiếp động thủ. Trước kia trận chiến kia, ta với người Vũ Tổ Sư Tôn, song phương lưỡng bại câu thương, ta nhục thân phá diệt, hắn tạo võ thần cung, bị ta nhất cử đánh rớt đáy biển, võ thần cung nơ tròn dân, tử thương vô số. Tâm ma phát tác sao? Diệp Thần nhíu mày càng sâu, vẫn còn có chút không tin, nếu quả thật như Tử Cực Thần Tôn lời nói, cái kia ngày xưa thù hận, tự nhiên là một hồi thiên đại hiểu lầm cùng oan nghiệt, nhưng Diệp Thần luôn cảm giác không có đơn giản như vậy. Một bên Cốt Thiên Đế lạnh lùng nói, Tử Cực Thần Tôn, chuyện đã qua, ngươi không cần lưu tâm, nhưng ta cổ tinh môn cùng Vũ Tổ ân oán, ngươi vẫn là không nên nhúng tay cho thỏa đáng. Tử Cực Thần Tôn hoảng hốt vội nói, chính là, trước kia là lão phu gặp Vũ Tổ thụ thương, lại thân nhiễm sụp đổ, nhất thời động lòng trắc ẩn, lúc này mới trải qua nhân quả, bây giờ nghĩ đến cũng là hối hận vô cùng, lão phu nhân vi ngôn nhẹ, đích xác không nên tùy tiện nhúng tay. Cốt Thiên Đế nói, đúng vậy a, chỉ lo thân mình như vậy đủ rồi, ha ha. Ánh mắt của hắn lại nhìn phía Vũ Hải, ánh mắt phảng phất so vùng biển này còn muốn thâm thúy, Vũ Tổ là thiên chiêu võ thần, là có thiên hữu người, trước kia hắn cư trú ở này, chắc là nhận được thiên đạo vô tận chúc phúc, mảnh này Vũ Hải bên trong lại tẩm bổ ra không thiếu thiên địa thần vật. Bấm ngón tay tính toán, ân, lại có Tỉnh Vũ Ngọc Lộ loại này linh vật, đối đạo tâm tẩm bổ tựa hồ có cực lớn thần hiệu a. Hắn ngưng thị Vũ Hải, suy tính vùng biển này phúc phận nhân quả, một chút ở giữa, liền nhìn thấy đáy biển chỗ sâu ẩn tàng thiên địa thần vật, chính là Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Diệp Thần thấy Xương Thiên Đế thế mà suy tính ra Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, lập tức trong lòng đại chấn. Tử Cực Thần Tôn hoảng hốt vội nói, mảnh này Vũ Hải, đích xác có không ít thiên tài địa bảo, đặc biệt là trong đó Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, là nhất đẳng thần vật, nhưng vật này từ Thanh Đồng Cổ Thiềm trấn thủ, Thanh Đồng Cổ Thiềm trước kia bị Cốt Thiên Đế ngươi thí thần chi mâu gây thương tích, có thể sống đến hôm nay, chính là bởi vì có Tỉnh Vũ Ngọc Lộ tầm bổ. Ngươi muốn đoạt lấy Tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, sợ rằng phải trước tiên tru sát Thanh Đồng Cổ Thiềm a. Lão phu cũng không đề nghị. Nếu là Cốt Thiên Đế cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm đánh nhau, chiến đấu ba động, chỉ sợ cũng phải phá hư áo nghĩa giới trật tự. Phải không? Cốt Thiên Đế nghe được cướp đoạt Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, thế mà phiền toái như vậy, lập tức lông mày cau chặt. Diệp Thần nghe được Tử Cực Thần Tôn lời nói, cảm thấy run lên, suy nghĩ, thì ra Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, lại là Thanh Đồng Cổ Thiềm trấn thủ sao? Vậy ta muốn đoạt lấy, sợ là cũng không dễ dàng a. Không biết ta tuần thú bát tự quyết, đối với cái này Thanh Đồng Cổ Thiềm có hữu dụng hay không? Thanh Đồng Cổ Thiềm là năm đó con thứ năm thần thú, cường công đối địch 10 phần không sáng suốt, có thể thuần phục tốt nhất. Ngay tại Diệp Thần bàn tưởng nhớ thời điểm, đáy biển chỗ sâu, bỗng nhiên truyền đến kinh thiên sóng biển, giữa thiên địa phong bạo cuồng nhiên tàn phá, một đạo vang vọng gào thét chợt tại thiên hải ở giữa vang vọng. Cốt Thiên Đế, sao ngươi lại tới đây ở đây? Ngươi là muốn tới săn giết bản tọa a? Tại trong Vũ Hải bên trong, ngươi cũng không giết được bản tọa. Chỉ thấy một đầu cực lớn con cóc thần thú, từ trong biển rộng nhảy vọt dựng lên, toàn thân làn da lộ ra màu vàng xanh nhạt, thần quang nổ tung, thân hình như là một ngọn núi nguy nga, ngậm một điếu thuốc đấu, bên hông mang theo một thanh trường đao, tại nhảy lên mặt biển sau, chân trước như nhân thủ giống như linh hoạt, lập tức liền đem trường đao rút ra, chanh một tiếng, kinh diễm sắc bén đao quang xông thẳng tới chân trời, sát phạt bừng bừng. Cùng đầu này cực lớn con cóc thần thú so sánh,
người liền tựa như con kiến hôi nhỏ bé. Diệp Thần lập tức ngạt thở, có chút kinh ngạc nhìn xem trước mắt con cóc thần thú. Không hề nghi ngờ, đầu này thần thú, chính là trong truyền thuyết Thanh Đồng Cổ Thiềm. Thanh Đồng Cổ Thiềm một cái mắt trái, đã mù mất, còn đang không ngừng bài tiết ra tơ máu, hiển nhiên là bị Cốt Thiên Đế Thí Thần chi mâu thương qua, vết thương chỉ có thể một mực đổ máu, vĩnh viễn không cách nào khỏi hẳn, cho đến chết đi. Nhìn thấy trong truyền thuyết thần thú Thanh Đồng Cổ Thiềm, cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình, tất cả mọi người tại chỗ đều sợ ngây người, từ Thanh Đồng Cổ Thiềm trên thân truyền đến cực lớn cảm giác áp bách, thậm chí để cho không thiếu tu vi yếu tiểu nhân võ giả, trực tiếp dọa đến tê liệt, chưa từng khuất trên thánh kiếm trượt xuống, rơi xuống đến trong biển, bị vây quanh tại bốn phía hung thú nuốt lấy. Tại Thanh Đồng Cổ Thiềm sau khi xuất hiện, Vũ Hải bên trong rất nhiều hung thú, cũng là như ong vỡ tổ một dạng tràn tới. Vây quanh đem bất khuất trên thánh kiếm Diệp Thần, Cốt Thiên Đế, Tử Cực Thần Tôn bọn người vây quanh, tràng diện một mảnh túc sát xâm nghiêm. Cốt Thiên Đế nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm xuất hiện, cười a a cười, nói, phản đồ, người còn dám hiện thân. Thanh Đồng Cổ Thiềm ngậm tẩu thuốc, nói, bản tọa vì cái gì không dám. Cái gì phản đồ, chỉ là bỏ gian tà theo chính nghĩa thôi, các ngươi cổ tinh môn, không đáng bản tọa hiệu chung. Tại trong sụp đổ di tích cổ. Hơn nữa còn là trong ở mảnh này Vũ Hải bên trong, thực lực của ngươi lớn bị hạn chế a. Bản tọa hôm nay nhưng phải báo thù. Nói đi, Thanh Đồng Cổ Thiềm huy động trường đao trong tay, đao quang lăng lệ vạn phần hướng Cốt Thiên Đế chém xuống đi. Cốt Thiên Đế sầm mặt lại, thực lực của hắn, đích xác nhận lấy không thiếu hạn chế, mắt thấy đến Thanh Đồng Cổ Thiềm nhất đao bổ tới, thanh thế như thiên phạt lôi lâm, hắn cũng không dám chậm trễ, trong tay hóa ra một cây cốt mâu, nâng mâu nghênh kích, keng một tiếng. Ngăn trở Thanh Đồng Cổ Thiềm nhất đao chém vào. Siêu siêu siêu. Cốt Thiên Đế lùi lại mấy bước, lại hóa ra mấy cây sắc bén cốt thứ, thế như tên nỏ giống như hướng Thanh Đồng Cổ Thiềm bắn tới. Thanh Đồng Cổ Thiềm thân hình như khổng lồ, nhưng thân pháp mười phần linh hoạt, động tác nhanh chóng, vung đao từng cái rời ra. Một người một thiềm vừa mới giao phong, chiến đấu khí thức ba động, kinh động toàn trường, trên thánh kiếm lại có người chịu đến chiến đấu ba động xung kích, rớt xuống hải đi. Cốt Thiên Đế quát lên, tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, không muốn chết liền cùng tiến lên. Nói xong tung người bay lên, cầm trong tay cốt mâu hướng Thanh Đồng Cổ Thiềm đánh tới. Nhưng Minh Không Thiên Tôn, Tử Cực Thần Tôn, Lãnh Nguyệt Tịch sau lưng người hộ đạo nhóm cường giả, cũng không có tùy tiện động thủ, chỉ che chở bên cạnh mình người. Bọn hắn đều vô cùng thanh tỉnh, không muốn dễ dàng trải qua đến cổ tinh môn vũ tổ phân tranh bên trong. Thanh Đồng Cổ Thiềm mặc dù hung mãnh, nhưng bọn hắn muốn tự vệ mà nói, vẫn là dư xài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cho nên, Cốt Thiên Đế nói muốn đám người cùng tiến lên, nhưng ứng giả giải rác. Thanh Đồng Cổ Thiềm ha ha cười lạnh, vùng đao cùng Cốt Thiên Đế đối với chặt, lại chỉ huy đại lượng hung thú, vọt tới bất khuất trên thánh kiếm đi, công kích thẩm tệ, tràng diện lập tức hỗn loạn tưng bừng. Minh Khiếu Thiên vội vàng đem Diệp Thần bảo hộ ở sau lưng, huy kiếm chém giết hung thú. Lại hướng Diệp Thần xin chỉ thị. Luân hồi chi chủ, chúng ta phải làm như thế nào? Muốn giúp Cốt Thiên Đế sao? Diệp Thần nhìn thấy toàn trường hỗn loạn tương bừng, trong lòng khẽ động, âm thầm hướng Minh Khiếu Thiên truyền âm nói, tiền bối, bây giờ tràng diện hỗn loạn, chính là ta thừa cơ cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ thời điểm. Ngươi không cần phải để ý đến ta, tùy cơ ứng biến, chúng ta chia ra hành động. Diệp Thần có chủ ý, bây giờ tràng diện loạn như vậy. Chính là cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ thời cơ. Một đầu hung thú giết đến tới trước mặt, Diệp Thần giả bộ không địch lại, a kêu một tiếng, liền bị hung thú đánh rơi trong biển, thân thể thâm trầm tiếp. Minh Khiếu Thiên muốn cứu viện, nhưng vẫn là nghe theo Diệp Thần kế hoạch, cuối cùng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn suy nghĩ, Thanh Đồng Cổ Thiềm ngay ở chỗ này, tỉnh Vũ Ngọc Lộ không người trông coi, đích thật là cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ thời cơ. Tràng diện hỗn loạn phía dưới, cơ hồ không có người chú ý tới Diệp Thần rơi hải, nhưng vẫn là có một người thấy được. Đó chính là Tinh Hằng Thiên Thánh Nữ, Lãnh Nguyệt Tịch. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Diệp Thần rơi hải, lập tức đôi mi thanh tú nhăn lại, cảm thấy nghi hoặc, nghĩ thầm, luân hồi chi chủ coi như trái tim mang bệnh, trạng thái không tốt, cái kia cũng không đến nỗi ngay cả phổ thông hung thú đều ngăn cản không nổi, huống chi Minh Khiếu Thiên còn tại bên cạnh hắn. Hắn là cố ý rơi vào trong biển, hắn muốn làm gì? Tò mò, Lãnh Nguyệt Tịch hướng áo bào đen người hộ đạo nói, xấu nô, luân hồi chi chủ đi trong biển, ta đi cứu hắn, kết một thiện duyên cũng tốt. Nói đi,
Lãnh Nguyệt Tịch thân thể tựa như cá heo giống như, tung người một cái liền nhảy xuống biển đi. Cái kia áo bào đen người hộ đạo ánh mắt thâm thúy, như có điều suy nghĩ, nhưng cũng không ngăn cản. Lúc này Diệp Thần đã lẻn vào trong vũ hải bên trong, người tiến vào nước biển sau đó, hắn thì càng rõ ràng bắt được hải lưu bên trong thiên cơ biến hóa, rõ ràng hơn cảm giác được tỉnh Vũ Ngọc lộ chỗ. Ở chỗ này, Diệp Thần ánh mắt mở ra, nhìn chăm chú đáy biển tĩnh mịch chỗ, mơ hồ bắt được tỉnh Vũ Ngọc lộ chỗ, tiếp tục sâu lặn xuống. Thanh đồng cổ thiềm cùng vũ hải bên trong rất nhiều hung thú, đều ở phía trên cùng cốt thiên đế, tử cực thần tôn mấy người kịch chiến, cho nên Diệp Thần người ở trong biển, không có đụng tới mảy may nguy hiểm cùng ngăn cản, dọc theo đường đi 10 phần thuận lợi. Trong lòng của hắn mừng thầm, dọc theo tỉnh Vũ Ngọc lộ thiên cơ khí thức, tiềm rơi xuống đáy biển chỗ sâu sau, liền thấy dưới đáy biển khắp nơi sinh trưởng phát sáng trong suốt san hô, tại một lùm bụi san hô huỳnh quang chiếu rọi xuống, hắn liền thấy ở mảnh này bên trong đáy biển, lại có một mảnh thật lớn cung điện phế tích, một tấm bảng, phía trên in Vũ Thần Cung ba chữ, ngay tại bên cạnh hắn cách đó không xa, cắm ngược ở trong đáy biển cát mịn. Đây là Vũ Thần Cung di chỉ. Diệp Thần cảm thấy thầm nghĩ, vừa mới từ cực thần tôn nói qua, trước kia Vũ Tổ cư ngụ ở nơi này, từng sáng lập thế lực, kiến tạo một cái Vũ Thần Cung. Bất quá cái kia Vũ Thần Cung, cũng tại trước kia hai người sau đại chiến, chìm vào biển. Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, ngay tại Vũ Thần Cung chỗ sâu. Diệp Thần lúc này đã tinh tường cảm giác được tỉnh Vũ Ngọc Lộ chỗ, lập tức nhanh chân đi hướng sâu trong cung điện phế tích, ở đây không có hung thú trông coi, chỉ có một ít hải mã, bầy cá, bạch tuộc, tôm cua các loại tầm thường trong biển sinh vật. Rất nhanh, Diệp Thần ngay tại Vũ Thần Cung chỗ sâu phế tích khu vực, thấy được từng mảnh hoa viên, tu bổ chỉnh tề, hiển nhiên là có người tỉ mỉ vun trồng qua, trong hoa viên trồng trọt đóa hoa, lộ ra màu u lam, theo sóng biển lưu chuyển chậm rãi chập chờn, trong nhụy hoa có màu xanh da trời hoa lộ nở rộ huỳnh quang, từng sợi tinh thuần linh khí xông vào mũi. Là nơi này, cái này chút hoa, gọi hải lộ hoa, cái gọi là tỉnh Vũ Ngọc lộ, chính là hải lộ hoa hoa lộ. Diệp Thần nhìn xem trong hoa viên từng đóa nở rộ hải lộ hoa, thiên cơ hiểu rõ, liền biết những thứ này hải lộ, đúng là mình muốn thu thập tỉnh Vũ Ngọc lộ. Chỉ cần thu thập được đầy đủ hoa lộ, hắn liền có thể thay Diệt Không Thiên Đế mở ra phong ấn, cũng có thể hóa giải tim mình đau đớn. Diệp Thần gặp bốn bề vắng lặng, liền hướng hải lộ hoa hoa viên nhanh chân đi đi, muốn thu thập hoa lộ. Đôm đốp, nhưng, hắn còn không có tới gần hoa viên. Dưới chân liền đã dẫm vào một cỗ cấm pháp, hư không có lôi điện bật lên đi ra. Có cấm chế. Diệp Thần sắc mặt lập tức trầm xuống, vội vàng lui về sau, tránh né cấm chế sấm sét chém giết. Ta sớm hẳn là đoán được, tỉnh Vũ Ngọc lộ như thế thần vật, nhất định có cấm chế thủ hộ a. Diệp Thần biết mình thất sách, ánh mắt nhìn về phía mặt đất, liền thấy hoa viên phụ cận trên mặt đất, âm thầm khắc họa lấy không thiếu cấm chế trận văn, từ trận văn phán đoán, cái này thủ hộ cấm chế. Lực sát thương chỉ sợ không thấp, hắn muốn ngạnh sấm mà nói, nhất định phải trả giá một chút. Từ đâu tới tiểu tặc, muốn trộm hái tiên lộ. Ngay tại Diệp Thần suy nghĩ đối sách thời điểm, chợt một đạo hét to âm thanh, từ sâu trong phế tích truyền đến, nương theo mà đến, là một cỗ cường hoành kinh khủng tới cực điểm sát khí. Còn có cao thủ. Diệp Thần chấn động, chỉ thấy một cái khôi ngộ uy mãnh nam tử trung niên, râu quai nón, toàn thân tràn ngập mùi rượu, ánh mắt như điện. Nổi giận như sấm, từ sâu trong phế tích nhanh chân đi ra. Vũ Tổ Sư Tôn. Diệp Thần nhìn thấy cái này nam tử trung niên, lập tức choáng váng, nam tử này lại là Vũ Tổ. Không đúng, không phải Vũ Tổ Sư Tôn. Nhưng tiếp theo sát, Diệp Thần lại phát hiện, cái này dung mạo cùng Vũ Tổ giống nhau như đúc nam tử, ánh mắt tương đương vẩn đục, tràn ngập ngang ngược hung hãn khí tức. Người này cùng Vũ Tổ thuần hậu hoàn toàn khác biệt, hơn nữa hắn thân thể khôi ngô bên trên. Lượn lờ từng sợi như sương mù xiềng xích một dạng hắc khí, cơ thể làn da cũng có rất nhiều sụp đổ dạn nứt vết tích, nhìn kỹ, có thể nhìn đến hắn bên trong huyết nhục xương cốt. Là Vũ Tổ sụp đổ tâm ma. Diệp Thần một chút suy tính, liền cảm giác được cực kỳ khủng bố chân tướng, cái bề ngoài này cùng người giống nhau như đúc Vũ Tổ, kỳ thực là Vũ Tổ sụp đổ tâm ma. Trước kia, Vũ Tổ chịu đến sụp đổ ăn mòn, hắn kỳ thực thẳng đến cuối cùng, đều không thể hóa giải sụp đổ. Nhưng hắn lấy vô thượng võ đạo thủ đoạn, ngạnh sinh sinh đem chính mình sụp đổ tâm ma, chặt đứt xuống. Bị Vũ Tổ chém xuống sụp đổ tâm ma, liền tạo thành một cái khác Vũ Tổ, có thể nói là Vũ Tổ tà ác một mặt. Bây giờ Diệp Thần nhìn thấy, chính là Vũ Tổ sụp đổ tâm ma. Diệp Thần không nghĩ tới, mảnh này hoa viên,
lại có sụp đổ vũ tổ trấn thủ lấy, khó trách Thanh Đồng Cổ Thiềm dám dốc toàn bộ lực lượng đi công kích Cốt Thiên Đế, cũng không sợ người trộm nhà, nguyên lai là có chỗ dựa dẫm. Chỉ là cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời phế vật, cũng vọng tưởng trộm hái tiên lộ, thực sự là không biết sống chết. Hắc hắc, vừa vặn cho ta dầm nát tiễn đưa rượu. Sụp đổ vũ tổ dò xét Diệp Thần một mắt, rõ ràng không biết Diệp Thần, chỉ coi là bình thường cửu đỉnh cảnh võ giả, nhe răng cười một tiếng, liền rút ra bên hông bội đao, soạt một cái vung đao hướng Diệp Thần chém tới. Nhật Nguyệt Bảo Luân, Nhật Nguyệt Thần Quang, đi. Diệp Thần chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng sụp đổ đao khí gào thét mà đến, lập tức cũng không dám chậm trễ, tế ra Nhật Nguyệt Bảo Luân, lại thi triển ra Nhân Hoàng Lục Quyết bên trong Nhật Nguyệt Thần Quang diệu pháp, lập tức một cỗ lớn trật tự, đại uy nghiêm rực rỡ khí tức, liền tỏa ra. Trật tự sức mạnh, có thể khắc chế sụp đổ. Tại Diệp Thần Nhật Nguyệt Bảo Luân cùng Nhật Nguyệt Thần Quang uy áp bên dưới, sụp đổ vũ tổ đao khí uy thế lập tức yếu bớt, nhưng thân đao vốn là bổ sung thêm hung mãnh sức mạnh, cũng không phải cái gì thần thông thuật pháp có thể ngăn cản, cỗ lực lượng này là nguyên thủy nhất, bá đạo nhất võ đạo chi lực. Diệp Thần con ngươi lập tức co rụt lại, liền biết thực lực của mình cùng cái này sụp đổ vũ tổ chênh lệch quá xa, coi như hắn có thể hóa giải mất đối phương sụp đổ xung kích, thế nhưng cỗ thuần túy võ đạo chi lực như thế nguyên thủy dã man bá đạo, hắn vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần chỉ có thể thân thể vèo một cái, hóa thành một cỗ thuần trắng ánh sáng của bầu trời, nhanh chóng vô luân né tránh sụp đổ vũ tổ một đao, đã là mồ hôi đầm đìa, hơi có chút chật vật. A, người tiểu tặc này còn có chút bản sự, lại có thể né tránh ta một đao, nhưng bất quá phí công dẫy dụa, vẫn là muốn chết thì có ích lợi gì? Sụp đổ vũ tổ con mắt hơi híp đánh giá Diệp Thần, rõ ràng đối với Diệp Thần thực lực có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng dừng ở đây rồi. Hắn đem Diệp Thần khí thế hoàn toàn khóa chặt lại, miễn cho Diệp Thần chạy trốn, lại hoành không nhất đao chém vào đi qua. Diệp Thần khí thế bị tập trung, liền có loại cảm giác da đầu tê dại, trực giác trên trời dưới đất, không chỗ có thể trốn. Bất quá hắn gặp nguy không loạn, rất nhanh chấn định lại, đè xuống tim đau đớn, thậm chí trực tiếp đem trái tim chỗ sâu phá toái thiên môn, triệu hoán mà ra. Vô thượng phá toái đại thiên môn, cho ta trấn áp. Diệp Thần quát to một tiếng, màu vàng thiên môn hiển hóa ra kỳ quan hư ảnh, mênh mông vĩ ngạn vô biên uy áp khuếch tán ra, cỗ uy áp này, là sụp đổ uy áp, nhưng không phải nhằm vào nhân thể sụp đổ, mà là nhằm vào binh khí pháp bảo, nhằm vào khí vật sụp đổ. Răng rắc, sụp đổ vũ tổ đao trong tay, lọt vào phá toái thiên môn uy áp xung kích, lập tức liền băng liệt vỡ vụn, hóa thành từng khối mảnh vụn rớt xuống đất, chỉ còn lại trơ trụi chuôi đao, còn giữ tại trong tay của hắn, tất cả đao thế đều không còn sót lại chút gì. Cái gì? Sụp đổ vũ tổ thân đao phá toái, ánh mắt tức giận nhìn xem Diệp Thần trên đỉnh đầu kim sắc thiên môn, ánh mắt trở nên vô cùng hung lệ. Tiểu tử ngươi, còn có loại thủ đoạn này, một đao cho ngươi thống khoái ngươi không cần, không nên ép ta dùng nắm đấm đánh chết ngươi a. Thân đao sau khi vỡ vụn, sụp đổ vũ tổ trực tiếp đem trơ trụi chuôi đao vứt bỏ, sử dụng nắm đấm của mình, một chiêu thốn kình khai thiên, nắm đấm đơn giản là như thế gian hung mãnh nhất như đạn pháo, phá vỡ trọng trọng sóng biển, mang theo ngập trời uy thế hướng Diệp Thần đánh tới. Nắm đấm này còn chưa tới, Diệp Thần đã cảm giác được thế lực khủng bố, phô thiên cái địa gào thét mà đến, muốn đem hắn sống sờ sờ đánh nổ. Cái này sụp đổ vũ tổ, cũng kế thừa vũ tổ võ đạo sức mạnh, đấm ra một quyền, đó là biển cả lật úp, thiên băng địa liệt. Diệp Thần ánh mắt co vào, cảm giác sâu sắc áp lực, liền chuẩn bị mượn dùng luân hồi đại năng sức mạnh, nhưng lúc này, chỉ nghe vèo một tiếng, một chi lăng lệ mũi tên, vạch nước mà đến, đinh một tiếng, tinh chuẩn bắn tại sụp đổ vũ tổ trên nắm tay. Mũi tên cùng nắm đấm va chạm, phát ra âm thanh, như sắt thép va chạm. Cái mũi tên này mũi tên, lực đạo hung mãnh, lại 10 phần sắc bén lăng lệ, nhưng càng không có cách nào phá vỡ sụp đổ vũ tổ ra lông. Nhưng, đột ngột bắn tới mũi tên, cũng làm cho sụp đổ vũ tổ sức mạnh bị ngăn trở, hắn lui về phía sau mấy bước, điều chỉnh hô hấp, ngưng mắt nhìn về phía dưới biển sâu bay tới một thân ảnh, còn có cái nữ tặc. Đó là một cái tương đương mỹ mạo, khí chất giống như rõ ràng xương u nhã điềm tĩnh nữ tử, tay mang theo một cái trong suốt như ngọc thạch chế tạo trường cung, chính là tinh hằng thiên thánh nữ Lãnh Nguyệt Tịch. Lãnh Nguyệt Tịch, là ngươi. Diệp Thần nhìn thấy Lãnh Nguyệt Tịch đến, thậm chí còn giúp mình, lập tức liền có chút ngoài ý muốn. Đi mau. Lãnh Nguyệt Tịch thu hồi tảng sáng cung, có chút khẩn cấp hướng Diệp Thần thúc giục nói, quay người nhanh chóng rời đi. Diệp Thần sầm mặt lại,
nhìn một chút cái kia sụp đổ vũ tổ, trong lòng biết tiếp tục đánh xuống, mình coi như mượn dùng luân hồi đại năng sức mạnh, chỉ sợ cũng chiếm không được tiện nghi gì, đành phải bất đắc dĩ rời đi. Hắc hắc, coi như các ngươi thức thời, nếu ngươi không đi, lão tử liền đem các ngươi dầm nát. Sụp đổ vũ tổ cười một tiếng, không có đuổi theo, chức trách của hắn tựa hồ chỉ là trông coi tỉnh Vũ Ngọc Lộ, chỉ cần người khác không dẫm lên trên địa bàn của hắn, hắn liền lười nhác truy sát. Mà vừa mới ở đây chiến đấu phát sinh, lại làm cho phải trên mặt biển Thanh Đồng Cổ Thiềm, cảm giác được biến động. Ân, có người nghĩ thừa dịp bản tọa không tại, trộm hái tiên lộ. Là, luân hồi chi chủ tiểu tử này. Thanh Đồng Cổ Thiềm thần sắc khẽ biến, lập tức liền bắt được Diệp Thần khí thức. Tuy biết tỉnh Vũ Ngọc Lộ có sụp đổ vũ tổ thủ hộ, nhưng trộm hái giả là Diệp Thần, thân phận không thể coi thường, nó cũng sợ sinh ra ngoài ý muốn gì. Cốt Thiên Đế, hôm nay tính ngươi cẩu vận, không đánh, về sau bản tọa lại tìm ngươi tính sổ sách. Thanh Đồng Cổ Thiềm hừ một tiếng, thu đao vào vỏ, thân thể cao lớn phù phù một chút lẻn về trong biển, mang theo rất nhiều hung thú toàn bộ rút lui. Cốt Thiên Đế gặp chiến đấu rằng co bên trong, đối phương nói đi là đi. Hắn lại mảy may không ngăn cản nổi, nghĩ thầm, địa phương quỷ quái này, đối với thực lực của ta hạn chế vẫn là quá lớn. Nếu như ở bên ngoài, hắn có lòng tin chiến thắng Thanh Đồng Cổ Thiềm. Nhưng ở đây mà nói, hắn thực lực lớn bị hạn chế, mà Thanh Đồng Cổ Thiềm lại chiếm giữ địa lợi, hắn tự nhiên không địch lại. Mà Tử Cực Thần Tôn, Minh Không Thiên Tôn, Cổ Đoạn Trần chờ cùng tại chỗ đám võ giả, nhìn thấy Thanh Đồng Cổ Thiềm thối lui, đều là có chút may mắn, đầu này thần thú quá kinh khủng. Nếu là tiếp tục đánh xuống mà nói, đám người sợ rằng sẽ xuất hiện cực lớn tử thương. Chỉ có Phương Huyền Đức là một bộ hưng phấn cuồng nhiệt bộ dáng, nói, này liền chạy sao? Ta còn không có đã nghiền a. Hắn tay không tấc sắt, bên chân chất đống bị hắn xé nát hung thú xác, cả mắt đều là cuồng nhiệt khát máu chiến đấu ý niệm, hắn còn nghĩ cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm giao thủ, đáng tiếc Tử Cực Thần Tôn áp chế hắn, không để hắn nhúng tay, miễn cho nhiễm nhân quả. Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Cốt Thiên Đế chiến đấu, trên thực tế chính là đại biểu cho vũ tổ cùng cổ tinh môn phân tranh, vũng nước đục này cũng không tốt lội. Nếu như không phải Tử Cực Thần Tôn áp chế mà nói, Phương Huyền Đức khẳng định muốn làm một vố lớn. Mọi người tại đây nhìn thấy Phương Huyền Đức như thế cuồng nhiệt bộ dáng, đều là có chút im lặng, cũng chỉ có hắn cái này chiến đấu võ si, mới khát vọng cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm loại này cấp bậc đáng sợ thần thú giao thủ, những người khác tránh không kịp. Tử Cực Thần Tôn lấy lại bình tĩnh, nói, tốt. Cái kia đại hung thối lui liền tốt, chúng ta nhanh lên đảo, miễn cho sinh biến. Lập tức, Tử Cực Thần Tôn liền tiếp tục thúc giục Bất Khuất Thánh Kiếm, phá vỡ trọng trọng sóng biển phong bạo, cấp tốc lái về phía Vũ Hải bên trong ương võ giới đảo. Kiểm kê người chúng, không thấy Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch, Tử Cực Thần Tôn lập tức kinh nghi bất định, nói, luân hồi chi chủ cùng Nguyệt Tịch Thánh Nữ đâu? Minh Khiếu Thiên giả bộ kinh ngạc nói, đúng vậy a, luân hồi chi chủ đâu? Lãnh Nguyệt Tịch cái kia gọi xấu nâu người hộ đạo nói, luân hồi chi chủ không dưới tâm trượt chân rơi hải, nhà ta Nguyệt Tịch đã đi cứu người, chư vị không cần phải lo lắng. Thanh âm hắn thô dày bên trong mang theo điểm tinh tế tỉ mỉ, nghe không ra là nam hay là nữ, âm thanh lại có chút máy móc khôi lỗi băng lãnh ý vị, thậm chí không cách nào phân biệt hắn là người sống vẫn là cái gì cơ quan nhân ngẫu, thân phận tương đương thần bí. Trượt chân rơi hải sao? Tử Cực Thần Tôn lông mày nhíu một cái. Luôn cảm giác sự tình có chút không đơn giản. Cốt Thiên Đế thản nhiên nói, đừng quản tiểu tử kia, lên đảo lại nói, lấy tiểu tử kia khí vận, coi như tao ngộ biến cố gì, cũng tuyệt đối không đến mức vẫn lạc, ta ngược lại thật ra trong muốn nhìn hắn chết ở Vũ Hải bên trong, đáng tiếc không có khả năng. Cốt Thiên Đế cũng không che giấu chính mình căm hận, hắn hận không thể Diệp Thần chết, bất quá hắn vô cùng rõ ràng, lấy luân hồi đại khí vận, Diệp Thần như thế nào có thể dễ dàng vẫn lạc. Tử Cực Thần Tôn nghĩ thầm cũng là, liền hướng Minh Khiếu Thiên nói, Minh giáo chủ, vậy chúng ta trước hết lên đảo, không đợi luân hồi chi chủ. Minh Khiếu Thiên nói, có thể. Hắn biết Diệp Thần trong bóng tối tìm kiếm tỉnh Vũ Ngọc Lộ, Tử Cực Thần Tôn cùng Cốt Thiên Đế không đi tìm kiếm Diệp Thần dấu vết, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Chỉ là, nghĩ đến cái kia Thanh Đồng Cổ Thiềm, đã trở lại biển cả, trong lòng của hắn vừa âm thầm lo nghĩ, chỉ sợ Diệp Thần phát sinh ngoài ý muốn gì. Đành phải cầu nguyện đúng như Cốt Thiên Đế lời nói, Diệp Thần có đại khí vận, có thể gặp dữ hóa lành. Lập tức, một đoàn người trước hết xuyên qua Vũ Hải, đăng lâm trong biển võ giới đảo, chỉ thấy võ giới trên đảo, quả nhiên là có một tôn màu vàng Bồ Tát pho tượng bên trên có đại đạo phù văn hiển hóa. Đám người không có chờ đợi Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch,
bắt đầu trước quan sát pho tượng, lĩnh hội đại đạo phù văn, muốn bắt giữ độ chi mảnh vụn thiên cơ khí tức. Mà lúc này Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch, còn tại Vũ Hải chi thực chất, hai người ra Võ Thần cung phế tích. Nguyệt Tịch cô nương, đa tạ. Diệp Thần hướng về Lãnh Nguyệt Tịch nói lời cảm tạ, vừa mới may mắn có Lãnh Nguyệt Tịch ra tay, nếu không, hắn chỉ muốn thoát khỏi cái kia sụp đổ vũ tổ dây dưa, chỉ sợ còn phải tiêu phí một phen công phu. Lãnh Nguyệt Tịch hình như có thâm ý nhìn xem Diệp Thần, nói, luân hồi chi chủ, người quả nhiên là cố ý rơi vào trong biển, là muốn thừa dịp hỗn loạn, cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ A. Diệp Thần gặp Lãnh Nguyệt Tịch đã nhìn thấu, không khỏi cười khổ một tiếng, nói, tất nhiên Nguyệt Tịch cô nương đã nhìn ra, vậy ta cũng không che giấu, đúng là như thế. Hắn sờ lên trái tim của mình chỗ, ta cần tỉnh Vũ Ngọc Lộ, trị liệu trái tim sở thụ tổn thương. Còn muốn thay Diệt Không Thiên Đế mở ra phong ấn. Bất quá cái này một tiết, hắn tự nhiên thì sẽ không tiết lộ, bằng không thì sẽ dính đến thiên cơ, đối với toàn bộ kế hoạch sinh ra ảnh hưởng. Lãnh Nguyệt Tịch nói, thì ra là thế, bất quá, cái kia tỉnh Vũ Ngọc Lộ khán thủ giả, tựa hồ có chút cường hãn, dung mạo thế mà cùng Vũ Tổ giống nhau như đúc, thực lực chắc hẳn cũng không kém bao nhiêu. Diệp Thần nói, là ta Vũ Tổ sư tôn sụp đổ tâm ma, thực lực đích xác cường hãn, ta khó mà ngang hàng. Lãnh Nguyệt Tịch như có điều suy nghĩ, nói, lại thêm ta đây. Diệp Thần sững sờ, nói, Nguyệt Tịch cô nương ý là. Lãnh Nguyệt Tịch nói, ta có thể cùng ngươi hợp tác, đối phó cái kia sụp đổ vũ tổ, giúp ngươi cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Diệp Thần có chút không tin, nói, chúng ta mới vừa quen, ngươi liền nguyện ý giúp ta. Lãnh Nguyệt Tịch cười nói, dĩ nhiên không phải vô điều kiện giúp, ta cũng nghĩ ngươi giúp ta giải quyết một nan đề. Diệp Thần nói, a. Lãnh Nguyệt Tịch đưa tay ra, cái kia tinh tế trắng noãn trong lòng bàn tay, dần dần hiện ra từng sợi thuần trắng hào quang, cuối cùng hóa thành một khỏa ánh sáng óng ánh cầu, quang cầu bên trong, có ngàn vạn phù văn lấp lóe nhảy lên, có chút lộng lẫy. Nhìn kỹ lại mà nói, liền có thể nhìn thấy tại quang cầu nội bộ trong trung tâm, còn có một cái như đồ đằng một dạng nữ thần, nhắm mắt lại, tư thái điềm tĩnh, hai tay khép lại làm cầu nguyện hình dáng. Đây là cái gì? Diệp Thần nhìn xem khối quang cầu này. Có chút kỳ dị hỏi. Lãnh Nguyệt Tịch nói, là ta sáng tạo trụ thần pháp, gọi ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, nhưng chính ta không cách nào lĩnh ngộ, luân hồi chi chủ, ta nghe ngươi thiên phú siêu phàm, ngộ tính nghịch thiên, ta muốn cho ngươi tới lĩnh ngộ môn công pháp này, tiếp đó lại đem tinh yếu diệu pháp giảng giải cho ta nghe. Diệp Thần cả kinh nói, ngươi sáng tạo trụ thần pháp. Hắn gặp quả cầu ánh sáng kia bên trong, ngàn vạn hiển hóa phù văn, vô cùng ảo diệu. Vượt xa không không lúc nào chống không thần thông thuật pháp, đó chính là trụ thần pháp, chỉ có 72 trụ chính là thần cấp cường đại tồn tại, mới có tư cách sáng tạo ra mạnh mẽ như vậy công pháp. Diệp Thần không thể tin được, Lãnh Nguyệt Tịch lại có thể sáng tạo ra công pháp như vậy, chợt, hắn lại chợt tỉnh ngộ, nói, ta hiểu rồi, người quả nhiên là thiên ngoại trụ thần, tảng sáng chi chủ chuyển thế. Lãnh Nguyệt Tịch mỉm cười, lại có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói, ta đích xác xem như tảng sáng chi chủ nữ thần hóa thân, nhưng đó là tối nhu nhược, hèn mọn nhất, bất lực nhất hóa thân. Diệp Thần nói, có ý tứ gì? Lãnh Nguyệt Tịch thở dài, trước kia kiếp trước của ta, cũng chính là tảng sáng chi chủ, nàng vì một lòng cầu đạo, đem chính mình đạo tâm bên trong, tất cả nhu nhược, hèn mọn, cô độc, sợ hãi các loại nhỏ yếu cảm xúc, toàn bộ chặt đứt, ta chính là nàng yếu độc hóa thân. Nàng chân chính cường hãn hóa thân, tại tinh không bị ngạn. Đây không phải là ta có thể ngưỡng vọng tồn tại. Diệp Thần nói, thì ra ngươi chỉ là yếu niệm hóa thân sao? Thân là tinh hằng thiên thánh nữ, Lãnh Nguyệt Tịch thân phận tương đương thần bí, có người nói nàng là tảng sáng chi chủ người đại diện, có người nói chính là tảng sáng chi chủ bản thân. Cho đến giờ phút này, Diệp Thần mới biết được, thì ra chân tướng sự tình, thế mà ly kỳ như thế. Lãnh Nguyệt Tịch, là tảng sáng chi chủ yếu niệm hóa thân. Thân phận của nàng, khí vận. Nội tình, tự nhiên không cách nào cùng Nguyên Thiên Đế cùng Hồn Thiên Đế hai vị này vĩ đại trụ thần hóa thân so sánh, đó là hủ thảo huỳnh quang cùng bầu trời hạo nguyệt khác nhau. Lãnh Nguyệt Tịch nói, đúng vậy a, ta chỉ là một cái không đáng kể yếu niệm hóa thân, nhưng nhỏ yếu ta, cũng muốn chứng đạo siêu thoát. Bàn tay nàng hơi hơi nắm lũng, lòng bàn tay quang cầu phù văn không ngừng lập lòe. Ai, đáng tiếc tảng sáng cung đã thất lạc, nếu không, ta chấp trưởng tảng sáng cung. Đủ để ngưng kết đầy đủ thâm hậu đạo cơ, lại đi lĩnh hội ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, vậy thì đơn giản nhiều. Còn có một tầng đáng tiếc,
chính là bây giờ tảng sáng cung không tại trên tay của ta, bằng vào ta ngộ tính cùng căn cơ, lại không cách nào lĩnh ngộ môn bí pháp này. Luân hồi chi chủ, người thiên phú siêu phàm, ta bây giờ chỉ muốn mời ngươi ra tay, thay ta phá giải ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết huyền bí. Đại đạo khởi nguyên, là thái sơ chi quang, liên quan tới thái sơ, 72 trụ thần đều có lĩnh ngộ của mình, tỉ như thiên tổ quan sát thái sơ, sáng tạo ra ánh sáng của bầu trời luân hồi chém kiếm đạo. Mà tảng sáng chi chủ, quan sát quá mới thành lập ở dưới bí pháp, chính là môn này ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết. Diệp thần gặp lãnh nguyệt tịch trong tay quang cầu, phù văn biến ảo phức tạp, không khỏi nhíu nhíu mày, nói, cái này cột cửa thần pháp, rộng rãi thâm ảo, liền xem như bằng vào ta ngộ tính, muốn lĩnh ngộ mà nói, chỉ sợ cũng phải mấy ngày. Lãnh nguyệt tịch kinh hỉ nói, mấy ngày là đủ rồi sao? Nàng thế nhưng là ước chừng tìm hiểu vạn năm, đều không thể nhập môn, chỉ là bắt được một chút nông cạn việc nhỏ không đáng kể, tỉ như nàng nắm giữ phá nguyệt thần tiễn thuật, kỳ thực chính là trong từ ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết lĩnh ngộ được. Đây chỉ là vô cùng không quan trọng tiễn thuật, cũng đủ để cho nàng tại trong sụp đổ di tích cổ, dương oai lập tên, trở thành tam đại thiên tài nổi bật nhất tồn tại. Có thể tưởng tượng được, chân chính ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, nội tình thâm hậu bao nhiêu. Mà thâm hậu như vậy lợi hại trụ thần pháp, Diệp thần lại nói mấy ngày liền có thể lĩnh ngộ, quả thực là không thể tưởng tượng. Mấy ngày đã tính toán lâu. Diệp thần thản nhiên nói, lấy hắn nghịch thiên ngộ tính, công pháp giống vậy nhìn một chút liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ, phức tạp điểm nghiên cứu một buổi tối như vậy đủ rồi, có thể để cho hắn tiêu phí mấy ngày, mới có thể lĩnh ngộ công pháp, cũng chỉ có trụ thần pháp loại này cấp bậc tồn tại. Tốt lắm, người trước tiên lĩnh hội môn công pháp này, chờ ngươi lĩnh ngộ, chúng ta có tu luyện thành, lại đi cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Lãnh Nguyệt Tịch liền nghĩ đem trong tay quang cầu, giao cho Diệp thần, dự định trước tiên lĩnh ngộ công pháp lại nói, dạng này trước tiên có thể tăng cao thực lực, lại đi cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ, tự nhiên là đơn giản nhiều. Diệp thần lại lắc lắc đầu nói, bây giờ thời gian có chút vội vàng a, quan bảo đại hội đã bắt đầu, chúng ta không quay lại đi mà nói, sợ rằng phải bỏ lỡ. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt biển phương hướng, liền có thể cảm giác được, Tử Cực Thần Tôn, Cốt Thiên Đế, Minh Không Thiên Tôn bọn người, đã lên đảo, ngay tại quan sát cái kia Địa Tạng Bồ Tát pho tượng. Cái kia Bồ Tát pho tượng, liên quan đến độ chi mảnh vụn thiên cơ manh mối, Diệp thần không muốn bỏ qua, càng không muốn bị người đoạt mất. Kế hoạch của hắn, là nghĩ cấp tốc cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ sau, lại lên đảo tham gia quan bảo đại hội, nếu là dây dưa mấy ngày, có trời mới biết sẽ sinh ra biến cố gì. Lãnh Nguyệt Tịch nói, dạng này a, vậy chúng ta đi về trước, tham gia quan bảo đại hội, quay đầu lại nghĩ biện pháp cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ, người không nên gấp lấy đòi đi. Diệp thần nói, nếu là hiện tại đi mà nói, cấp độ kia thanh đồng cổ thiềm trở về, thanh đồng cổ thiềm cùng sụp đổ vũ tổ cùng chấn thủ tỉnh Vũ Ngọc Lộ, tuyệt không phải chúng ta có thể đối kháng. Nếu là chỉ có một đầu thanh đồng cổ thiềm, có lẽ chỉ có một đầu sụp đổ vũ tổ mà nói, Diệp thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch hợp tác, dựa vào đủ loại át chủ bài, còn có khả năng giải quyết. Nhưng thanh đồng cổ thiềm cùng sụp đổ vũ tổ cộng lại, liền tuyệt đối không phải hai người có thể đối phó. Cho nên, cướp đoạt tỉnh Vũ Ngọc Lộ sự tình, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, bằng không đợi thanh đồng cổ thiềm trở về, sự tình sẽ trở nên vô cùng khó giải quyết. Lãnh Nguyệt Tịch ngẩn ngơ, nói, đúng a, vậy làm sao bây giờ? Diệp thần nhíu mày suy nghĩ lấy đối sách, chợt vào lúc này, trong biển rộng sóng lớn cuồn cuộn, một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ từ phía trên truyền đến. Hai người các ngươi tiểu tặc, muốn trộm hái bản tọa tiên lộ. Chỉ thấy một đầu khổng lồ thân ảnh như núi, xuất hiện ở Diệp thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch phía trên, chính là thanh đồng cổ thiềm. Thanh đồng cổ thiềm bên cạnh, còn vây quanh mấy chục con hung thú, bỏ ra một tảng lớn bóng đen, khí thế bưu hãn cực điểm. Soát, thanh đồng cổ thiềm dưới cơn thịnh nộ, rút ra bên hông bội đao, trường đao chém ra sóng biển, lăng lệ vô cùng chém giết hướng Diệp thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch. Diệp thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch lấy làm kinh hãi, vội vàng lách mình tránh né. Diệp thần kêu lên, thanh đồng cổ thiềm, ta là vũ tổ đệ tử, ngươi tất nhiên cũng đầu phục vũ tổ, vậy chúng ta là bằng hữu, có chuyện thật tốt nói. Thanh đồng cổ thiềm cười lạnh một tiếng, nói, ai cùng ngươi là bằng hữu, luân hồi chi chủ, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa tiểu tặc, ăn bản tọa một đao. Nó lần nữa vung đao điên cuồng chém, thanh thế bá đạo, muốn đưa Diệp thần vào chỗ chết. Diệp thần vội vàng tránh né lấy, thanh đồng cổ thiềm đao khí, đem từng cây đáy biển san hô trụ chặt đứt, tràng diện một mảnh hỗn độn.
ta như thế nào vong ân phụ nghĩa? Diệp Thần cực kỳ không hiểu, hỏi. Thanh Đồng Cổ Thiểm âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Tổ đối với người ân gặp có thừa, trước kia Vũ Tổ chịu Cổ Tinh Môn truy sát, người như thế nào không cứu người? Diệp Thần nói, ta như thế nào cứu? Khi đó, ta còn chưa ra đời a. Thanh Đồng Cổ Thiểm nói, người có luân hồi sách, có thể nghịch chuyển thời không, trở lại quá khứ, sửa chữa thế giới tuyến, phàm là người có chút hảo tâm, nên trở lại quá khứ, cứu Vũ Tổ thoát khốn, đừng để hắn thụ nhiều năm như vậy khổ sở. Diệp Thần nói, thôi động luân hồi sách, cần hao phí thiên đại giới, nơi nào có dễ dàng như vậy. Hắn cố nén lửa giận, Thanh Đồng Cổ Thiểm, ta nhìn ngươi là hiểu lầm. Thanh Đồng Cổ Thiểm cười hắc hắc, nói, ngươi cũng là mượn cớ, ngươi có thể thay đổi Nhậm Phi Phàm kết cục chắc chắn phải chết, làm sao lại không cứu được Vũ Tổ. Trước đây Nhậm Phi Phàm chứng đạo siêu phẩm thiên đế, vốn là tình huống tuyệt vọng, là Diệp Thần ngạnh sinh sinh dùng luân hồi sách, sửa đổi thế giới tuyến, cải biến vận mệnh kết quả, mới khiến cho Nhậm Phi Phàm chứng đạo thành công, trùng sinh đăng đỉnh. Diệp Thần lắc đầu nói, không có nhiều tài nguyên như vậy, huống hồ Vũ Tổ trước kia bị đuổi giết, thời gian quá xa xưa, phải cải biến vận mệnh của hắn, so thay đổi Nhậm tiền bối vận mệnh càng gian nan. Ta bây giờ tới cứu Vũ Tổ, cũng giống như vậy. Thanh Đồng Cổ Thiểm quát to, bây giờ đã chậm, Vũ Tổ thụ nhiều như vậy đau đớn, tích nghiệt sâu nặng như vậy, ngươi coi như cứu được hắn, hắn đời này, cũng không khả năng chứng đạo đã vượt ra. Bất quá, vẫn có biện pháp, bản tọa chỉ cần giết ngươi, dùng ngươi huyết khởi động luân hồi sách, vẫn có thể trở lại quá khứ, thay đổi hết thảy đó a. Dưới cơn thịnh nộ, Thanh Đồng Cổ Thiểm trường đao trong tay ông tác hưởng, phong mang đại tác. Võ Thần Trấn Hải Đao. Nó vận dụng toàn lực, lưỡi đao giết phá ngàn trượng lãng, muốn đem Diệp Thần nhất cử chém giết. Diệp Thần biết nó là Vũ Tổ dưới quyền thần thú, không muốn cùng nó vạch mặt, mắt thấy nó nổi giận vung đao chém tới, cũng không đánh trả, chỉ là né tránh. Lãnh Nguyệt Tịch mắt thấy Thanh Đồng Cổ Thiểm hung mãnh như vậy, vội vàng lấy ra cái kia bắt trước tảng sáng cung, bay lượn đến bên cạnh Diệp Thần, nói, chúng ta cùng nhau liên thủ bên trên. Diệp Thần nói, không thể. Nó là ta Vũ Tổ sư tôn thần thú, chỉ là đối với ta có chút hiểu lầm, không thể tự giết lẫn nhau, vẫn là đi đi. Diệp Thần không muốn chiến đấu, chỉ muốn tạm thời tránh đi Thanh Đồng Cổ Thiểm phong mang, về sau lại suy nghĩ đối sách giải quyết, lập tức hắn thi triển cửu thần chặng đường huyền thủy huyễn linh quyết, thân như nước biển hòa làm một thể, sử cái thủy độn thuật pháp, liền mang theo Lãnh Nguyệt Tịch, lao nhanh chạy ra ngoài. Cho bản tọa dừng lại. Thanh Đồng Cổ Thiểm hét to. Đột nhiên phun ra nuốt vào sóng biển, ngưng kết ở trong miệng, ầm một cái phun ra, liền phun ra một đạo hung mãnh cột nước, hướng Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch bắn thẳng qua. Diệp Thần đang muốn đón đỡ, đột nhiên có một cái lão giả thần bí, đâm nghiêng bên trong sông ra, hai ngón tay cùng nhau, như kiếm chém xuống. Võ Thần Kinh Huyền Chỉ. Lão giả thần bí chỉ pháp kinh người, có Vũ Tổ đạo pháp đại khí phách, một tiếng xào sạc, một ngón tay liền chặt đứt Thanh Đồng Cổ Thiểm bắn tới cột nước. Thần sắc nghiêm nghị hướng về Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch nói. Đi bên này, kính vãng phía bắc bạo lướt mà đi. Diệp Thần trong lòng hơi động, đột ngột xuất hiện lão giả thần bí, tựa hồ tinh thông Vũ Tổ đạo pháp, chẳng lẽ là ngày xưa Võ Thần cung người. Hắn cùng Lãnh Nguyệt Tịch, liền vội vàng đi theo cái kia lão giả thần bí, nhanh chóng rời đi. Khương Vô Nhai, người muốn che chở luân hồi chi chủ tiểu tặc này. Thanh Đồng Cổ Thiểm tức giận gào thét, muốn đuổi theo. Thế nhưng lão giả thần bí trở tay lại là một ngón tay, lăng lệ chỉ mang như lợi kiếm vậy xuyên qua sóng biển, thẳng hướng ánh mắt nó vào tới. Chanh! Thanh Đồng Cổ Thiểm vội vàng cử đao đón đỡ, như thế chỉ hoãn một chút, lão giả đã mang theo Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch đã đi xa, thân ảnh biến mất dưới đáy biển u ám bên trong. Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch tương vọng một mắt, lại không biết cái này thần bí lão giả, là thân phận gì. Lão giả mang theo hai người, một đường bay lượn. Cuối cùng lại đi tới một chỗ đáy biển bộ lạc phía trước. Cái bộ lạc này, gian phòng dùng san hô vỏ sò khảm nạm, lộng lẫy, rong biển cùng cây rong tán tại bộ lạc chung quanh, có thật nhiều sáng lên hải trùng nổi lơ lửng, lóe lên như tinh thần, bộ lạc bên trong tựa hồ có không ít người cư trú, nhưng lão giả tại bộ lạc cửa vào phía trước dừng lại, cũng không có dễ dàng mang Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch đi vào. A, à, đây là... Diệp Thần không nghĩ tới tại Vũ Hải bên trong đáy biển. Còn có một cái bộ lạc tồn tại, hắn mơ hồ đoán được cái gì, hướng lão giả kia hỏi thăm, là Vũ Thần cung ngày xưa môn đồ. Lão giả ánh mắt có chút tang thương cùng thâm thúy đánh giá Diệp Thần, nghe được Diệp Thần hỏi thăm sau, mới thoáng lấy lại tinh thần, nói, đúng vậy,
luân hồi chi chủ, ta gọi Khương Vô Nhai, là ngày xưa Vũ Thần Cung người canh giữ, ở đây cư trú trước kia Vũ Thần Cung môn đồ, chúng ta cũng là Vũ Tổ con dân. Trái tim ngươi có tổn thương, ta chỗ này có một chút Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, có thể cho ngươi an dưỡng đạo tâm, ngươi trước tiên chữa khỏi thương thế lại nói. Lão giả Khương Vô Nhai giọng ôn hòa, lại có chút lãnh đạm bộ dáng, mặc dù xuất thủ cứu Diệp Thần, nhưng thái độ hoàn toàn không nhiệt tình, thậm chí có thể nói là có chút lạnh nhạt. Hắn móc ra một cái bình nhỏ, nhẹ nhàng mở ra nắp bình, gảy mấy giọt lam u linh lộ đi ra. Những thứ này linh lộ, linh khí dồi dào, mang theo thiên đạo chúc phúc, chính là Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Diệp Thần chấn động, không nghĩ tới trong tay Khương Vô Nhai cũng có Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, hắn vội vàng đem cái kia mấy giọt ngọc lộ tiếp lấy, sau đó dung nhập thể nội. Tỉnh Vũ Ngọc Lộ nhập thể, Diệp Thần lập tức liền cảm thấy một cỗ thanh lương mát mẻ linh lực tại thể nội tan ra, một chút xíu ôn nhuận linh khí không ngừng hướng về trái tim của hắn hội tụ mà đi. Trái tim của hắn chịu phá toái thiên môn ăn mòn, vốn là có không ít vỡ tan tổn thương, nhưng bây giờ tại Tỉnh Vũ Ngọc Lộ tầm bổ phía dưới, cái kia vỡ tan trái tim lại là cấp tốc khép lại. Diệp Thần nhắm mắt lại, yên lặng luyện hóa Tỉnh Vũ Ngọc Lộ linh lực, đem tất cả linh lực toàn bộ dùng để tầm bổ trái tim. Sau một lát, hắn liền cảm thấy tim tổn thương vậy mà hoàn toàn khôi phục, cũng không còn một điểm đau đớn. Cái kia phá toái thiên môn cũng là tiến một bước cùng trái tim của hắn chặt chẽ dung hợp. Tiền bối, người thế mà cũng có Tỉnh Vũ Ngọc Lộ. Cái này Tỉnh Vũ Ngọc Lộ đối đạo tâm tầm bổ quả nhiên là có hiệu quả a. Diệp Thần mở to mắt, vô cùng mừng rỡ nhìn xem Khương Vô Nhai, lại hoạt động một chút gân cốt, chỉ cảm thấy toàn thân thông thái, cũng không còn một tia đau đớn cản trở. Cuối cùng ánh mắt của hắn liền rơi vào Khương Vô Nhai trong tay cái bình bên trên. Trong cái bình kia, chính trang đầy Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, vừa mới Diệp Thần lấy được, chỉ là mấy giọt hạt xương, liền để tim thương thế khép lại, nếu có thể nhận được cả bình Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, hắn muốn giải cứu Diệt Không Thiên Đế, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, cảm thấy được Diệp Thần có chút quá mức ánh mắt nóng bỏng, Khương Vô Nhai lại hết sức cảnh giác đem cái bình thu vào, nói, cái này Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, với ta mà nói, cũng là 10 phần vật chân quý, luân hồi chi chủ, ta cũng không thể lại cho ngươi. Ách, Diệp Thần lập tức nghẹn lời, Khương Vô Nhai lạnh nhạt cùng hờ hững, có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lãnh Nguyệt Tịch thấy thế, ánh mắt hơi hơi chớp động, vừa cười vừa nói, lão tiền bối, ngươi cứ mở miệng, cần bao nhiêu tiền, mới bằng lòng đem Tỉnh Vũ Ngọc Lộ bán cho chúng ta. Nàng biết Diệp Thần muốn Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, cho nên tận tâm muốn hỗ trợ, chỉ cần có thể cùng Diệp Thần giao hảo, nàng về sau sẽ có chỗ tốt cực lớn, đây là bao nhiêu tiền đều không thể cân nhắc. Diệp Thần sự tình, chính là nàng sự tình. Khương Vô Nhai lại liên tục lắc đầu nói, không bán, không bán. Bao nhiêu tiền cũng không bán, các ngươi muốn Tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, có thể tự mình đi Vũ Thần Cung di chỉ thu thập. Nghe được Khương Vô Nhai lời nói, Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch đều trầm mặc, bọn hắn ngược lại là muốn hái Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, nhưng Vũ Thần Cung di chỉ hoa viên bên kia, có sụp đổ Vũ Tổ cùng Thanh Đồng Cổ Thiềm trấn thủ, bọn hắn muốn ngắt lấy, lại nói dễ dàng sao? Lãnh Nguyệt Tịch nói, lão tiền bối tất nhiên đã cứu chúng ta, bây giờ vì cái gì lại như thế lạnh nhạt, một bộ tránh xa người ngàn dặm bộ dáng. Khương Vô Nhai chỉ Diệp Thần, nói, ta cứu người, là bởi vì tiểu tử này, là Vũ Tổ truyền nhân, ta xem tại Vũ Tổ đại nhân mặt mũi, tự nhiên không thể để cho tiểu tử này xảy ra chuyện. Chợt, Khương Vô Nhai lại có chút hận thiết bất thành cương khẽ cắn môi, chỉ là, ta không nghĩ tới, đường đường luân hồi chi chủ, tu vi thế mà chỉ là cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời, mặc dù thiên phú đích xác siêu phàm, về sau trưởng thành tất phải nghịch thiên, nhưng địch nhân cũng sẽ không cho hắn trưởng thành cơ hội. Người chút tu vi ấy, làm sao có thể cùng cổ tinh môn tranh đấu? Người dám tới đây vọng tưởng cứu Vũ Tổ, đây không phải là muốn chết sao? Ta nhìn các ngươi tự vệ đều khó khăn. Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch khẽ giật mình, giờ mới hiểu được, thì ra Khương Vô Nhai thái độ lạnh nhạt như vậy, là bởi vì Diệp Thần tu vi quá yếu, hắn không để vào mắt, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hiểu được sau Lãnh Nguyệt Tịch, mỉm cười, nói, lão tiền bối, luân hồi chi chủ thực lực, cũng không thể nhìn bề ngoài a. Cổ tinh môn bên trong ban thiên đế, kính thiên đế, xà thiên đế đều chết trong tay hắn nữa nha, ngươi làm sao còn dám khinh thị hắn. Khương Vô Nhai nói, đây không phải là công lao của một mình hắn, mượn rất nhiều ngoại lực, không thể chắc chắn, tại cổ tinh môn trên địa bàn, nếu như không có làm bằng sắt ngạnh thực lực, căn bản không có khả năng cùng cốt thiên đế cùng hiên viên vương chống lại.
Diệp Thần gặp Thanh Đồng Cổ Thiềm đối với hắn hiểu lầm rất nhiều, Khương Vô Nhai đối với hắn cũng 10 phần lạnh nhạt, không khỏi mất hết cả hứng, nói, tất nhiên tiền bối đối với ta khinh thường như thế, ta cũng không bị từ chối mà mắc cỡ quấy rầy đi xuống, cáo từ. Vốn là Diệp Thần còn nghĩ tiến trong bộ lạc xem, hướng Khương Vô Nhai hỏi thăm ngày xưa Vũ Thần Cung sự tình, nhưng đối phương thái độ lạnh nhạt, hắn cũng không muốn tự làm mất mặt, liền muốn quay người rời đi. Uy, chậm đã. Khương Vô Nhai gặp Diệp Thần muốn đi, nhưng lại đột nhiên gọi lại hắn. Diệp Thần quay người trở lại, nói, tiền bối còn có gì phân phó. Khương Vô Nhai nói, người muốn tỉnh Vũ Ngọc Lộ, ta đương nhiên không có khả năng cho không cho ngươi, nhưng chúng ta có thể làm giao dịch. Diệp Thần nghe giọng điệu của hắn buông lỏng, trong lòng lập tức khẽ động, nói, tiền bối muốn làm sao giao dịch. Khương Vô Nhai nghiêm nghị nói, giúp ta giết một người. Diệp Thần nói, ai? Khương Vô Nhai nói, áo nghĩa giới giới chủ, Tử Cực Thần Tôn. Luân hồi chi chủ, muốn người đi giết Cốt Thiên Đế cùng Hiên Viên Vương, đó là tuyệt đối không thể nào, nhưng ta muốn lấy người thực lực, muốn giết Tử Cực Thần Tôn cũng không khó. Diệp Thần nói, tiền bối muốn giết Tử Cực Thần Tôn. Khương Vô Nhai nói, chính là, cái kia vong ân phụ nghĩa hỗn đản, nếu không gọi hắn hồn phi phách tán, khó khăn tiết mối hận trong lòng ta. Diệp Thần trong lòng hơi động, nói, Tử Cực Thần Tôn như thế nào vong ân phụ nghĩa? Khương Vô Nhai cười hắc hắc, trong mắt tràn đầy âm lệ cừu hận chi ý, nói, trước kia, Vũ Tổ Đại Nhân giúp bọn hắn lấy được thiên ngoại trụ thần, không đầu kiếm thánh quyền hành, bọn hắn không những không cảm kích, còn nghĩ mưu hại Vũ Tổ Đại Nhân, muốn đem hắn đã giết tế kiếm. May mắn Vũ Tổ Đại Nhân thần công cái thế, đem cái kia Tử Cực Thần Tôn phản sát, nhưng tiếc là trước kia Vũ Tổ Đại Nhân, vừa mới chém tới tâm ma không lâu, tự thân cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, không thể triệt để đem Tử Cực Thần Tôn diệt sát, chỉ là chém dụng nhục thể của hắn. Mà ta Vũ Thần Cung, cũng tại trong chiến đấu liên lụy hủy diệt, nếu là Vũ Tổ Đại Nhân trạng thái đỉnh phong, tuyệt đối sẽ không chật vật như thế, chỉ sợ một cây đầu ngón út, liền có thể đem Tử Cực Thần Tôn nghiền chết. Luân hồi chi chủ, ta chỉ muốn ngươi hỗ trợ báo thù, đem Tử Cực Thần Tôn triệt để giết. Cái này vong ân phụ nghĩa hỗn đản, hắn nhất định phải vì mình cử động trả giá đắt. Diệp Thần có chút kỳ dị, nói, Phương Huyền Đức là không đầu kiếm thánh người đại diện, cái này trụ thần đại lý người quyền hành, là Vũ Tổ hỗ trợ lấy được. Khương Vô Nhai nói, chính là, áo nghĩa giới mặc dù chấp trưởng bất khuất thánh kiếm, nhưng cái khó lấy cùng không đầu kiếm thánh câu thông, tất cả bởi vì không đầu kiếm thánh là chiến tranh chi thần, toàn thân tràn ngập sát lục bạo ngược khói lửa không khí chiến loạn. Người bình thường dám câu thông, trong nháy mắt liền bị vô tận sát lục khói lửa bao phủ. Trước kia, Vũ Tổ chịu Cổ Tinh Môn truy sát, độc thân không địch lại, chạy trốn tới sụp đổ di tích cổ, vốn lấy tính tình của hắn, cũng không muốn ăn uống không ăn nhờ ở đậu, hắn liền cùng áo nghĩa hiệp ước biên giới định, từ hắn đứng ra, câu thông không đầu kiếm thánh, tranh thủ trụ thần đại lý người quyền hành, mà áo nghĩa giới, liền cho hắn hoạch một khối địa bàn, để dùng cho hắn kiến tạo thế lực của mình. Cuối cùng, Vũ Tổ lấy bất khuất thánh kiếm vì cơ, thành công câu thông không đầu kiếm thánh, đồng thời giúp áo nghĩa giới tranh thủ được trụ thần đại lý người quyền hành, áo nghĩa giới thiếu chủ Phương Huyền Đức trong vòng một đêm nghịch thiên cải mệnh, trở thành sụp đổ di tích cổ tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, ha ha, nếu không phải Vũ Tổ đại nhân hỗ trợ, hắn có cơ hội này. Diệp Thần nói, cái kia Vũ Tổ sư tôn, thực sự là cư cao quá vĩ đại a, là áo nghĩa giới đại ân nhân. Khương Vô Nhai nói, ha ha, thế nhưng là Tử Cực Thần Tôn cái này lão tạp mao, nhưng không có chút nào nhớ thương Vũ Tổ ân tình, thậm chí muốn giết Vũ Tổ tế kiếm đâu. Trước kia, Tử Cực Thần Tôn chia cho Vũ Tổ địa bàn, là một khối 10 phần cằn cỗi đất hoang, chỉ có một cái đầm nước nhỏ, là Vũ Tổ đại nhân cùng thiên đạo câu thông, để cho thiên đạo hạ xuống phúc phận, mới khiến cho đất hoang biến thành thánh địa, đầm nước nhỏ hóa thành hôm nay Vũ Hải. Hắn thành lập Vũ Thần Cung, lấy thiên đạo truyền âm, quảng bá chư thiên, tuyển nhận môn đồ. Hắn biết, muốn đối kháng Cổ Tinh Môn mà nói, chỉ dựa vào tự mình một người là không được, nhất định phải thiết lập thế lực của mình. Năm đó ta, cùng vô số sùng bái Vũ Tổ tín đồ, bất chấp nguy hiểm, tràn vào sụp đổ di tích cổ, chỉ vì bái nhập Vũ Thần Cung môn hạ. Tử Cực Thần Tôn cái kia lão tạp mao, gặp Vũ Thần Cung ngày càng hưng thịnh, thậm chí lãnh địa mình bên trong, cũng không ít cường giả đi nhờ vào Vũ Tổ, liền tâm sinh tật hận, khi đó hắn liền nghĩ mưu hại Vũ Tổ. Diệp Thần nghe đến đó, sợ hãi biết rõ, thì ra Tử Cực Thần Tôn nói tới, dưới quyền mình cường giả bị Vũ Tổ móc góc tường, đây thật ra là bởi vì Vũ Tổ quang huy quá mức lóa mắt, người khác chủ động tới dựa vào, cũng không phải là Vũ Tổ có ý định phải phá hư.
Khương Vô Nhai nói tiếp, hơn nữa, trước kia Vũ Tổ câu thông không đầu kiếm thánh, kỳ thực không đầu kiếm thánh ban sơ, là muốn tìm Vũ Tổ làm đại lý người, chỉ là Vũ Tổ không có đáp ứng. Tử Cực Thần Tôn trong lòng cũng có khúc mắc, sợ Vũ Tổ một ngày kia, sẽ đem trụ thần quyền chui cướp đi, hắn muốn giết Vũ Tổ, chỉ là Vũ Tổ thực lực cường đại, hắn cũng không có cơ hội. Nhưng cuối cùng có một ngày, hắn đợi đến cơ hội. Một ngày kia, Vũ Tổ đại nhân cuối cùng phát hiện, thể nội sụp đổ không cách nào hóa giải, chỉ có thể cắt chém, hắn liền đem sụp đổ cùng tâm ma toàn bộ cắt chém ra ngoài, cái kia sụp đổ cùng tâm ma, đã cùng hắn huyết nhục hòa làm một thể, cắt chém như vậy, hắn ngay cả mình huyết nhục tinh hoa, đều cắt chém đi một bộ phận lớn. Cái kia bị cắt đứt sụp đổ tâm ma cùng huyết nhục, cuối cùng diễn biến thành hôm nay Vũ Ma, người tại Võ Thần Cung trong di chỉ đã thấy qua. Diệp Thần nói, thì ra đầu kia sụp đổ Vũ Tổ, liền kêu Vũ Ma. Khương Vô Nhai gật đầu nói, đúng vậy, Vũ Ma là Vũ Tổ gian ác hung ác một mặt, trước kia Vũ Tổ cắt chém ra Vũ Ma sau, chính mình cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề, Tử Cực Thần Tôn lập tức thừa cơ ra tay, muốn đánh giết Vũ Tổ. Nhưng, Vũ Tổ đại nhân thần công vô địch, coi như tổn thương nguyên khí nặng nề, cũng không phải Tử Cực Thần Tôn có thể khiêu khích, cuối cùng gia hỏa này bị chém dụng nhục thân. Bất quá trận chiến kia, Vũ Tổ đại nhân tổn thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng, Võ Thần Cung vẫn lạc, hắn cũng chỉ có thể rời đi áo nghĩa giới, hắn bị Tử Cực Thần Tôn mưu hại qua một lần, từ nay về sau, liền sẽ không tin sụp đổ trong cổ tích thế lực, liền độc thân tại sụp đổ di tích cổ trung lưu lãng, mãi cho đến hôm nay. Diệp Thần yên tĩnh nghe xong Khương Vô Nhai lời nói, chỉ cảm thấy thiên cơ phù hợp, hết thảy không sai, đây chính là chân tướng năm đó. Khương Vô Nhai lần nữa lấy ra Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, nói, luân hồi chi chủ, người muốn mình này Tỉnh Vũ Ngọc Lộ mà nói, liền lấy Tử Cực Thần Tôn đầu người để đổi. Diệp Thần cảm thấy do dự, ở đây dù sao cũng là áo nghĩa giới, là Tử Cực Thần Tôn địa bàn, hắn ở đây muốn giết Tử Cực Thần Tôn mà nói, chỉ sợ không phải chuyện dễ dàng gì. Lãnh Nguyệt Tịch cũng cảm thấy sự tình có chút khó giải quyết, nói, Tử Cực Thần Tôn không dễ giết a. Khương Vô Nhai nói, các ngươi là nghĩ đối mặt Tử Cực Thần Tôn, vẫn là muốn đi đối phó Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Vũ Ma. Diệp Thần nghĩ đến Thanh Đồng Cổ Thiềm cùng Vũ Ma cường đại, không khỏi trong lòng run lên, Tử Cực Thần Tôn mặc dù khó đối phó, thế nhưng hai cái tồn tại cường đại, càng không tốt đối phó. Cân nhắc lợi hại, suy nghĩ liên tục, Diệp Thần trong lòng có chủ ý, nắm quyền một cái, hướng Khương Vô Nhai nói, hảo, tiền bối, ta liền đi giết Tử Cực Thần Tôn. Nếu có thể diệt sát Tử Cực Thần Tôn, không chỉ có thể được đến Khương Vô Nhai trong tay Tỉnh Vũ Ngọc Lộ, còn có thể thay Vũ Tổ báo thù. Khương Vô Nhai nghe được Diệp Thần đáp ứng, híp mắt gật đầu cười, nói, rất tốt, cuối cùng ngươi còn có chút quyết đoán, cái kia võ giới trên đảo, có một tôn Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, phía trên có Ma Ngục Mệnh Tinh Đại Đạo Phù Văn hiển hóa, người đi trước lĩnh hội đường lớn kia Phù Văn, có thể đề thăng thực lực bản thân, lại đi đánh giết Tử Cực Thần Tôn, vậy thì đơn giản nhiều. Diệp Thần nói, hảo, đa tạ tiền bối đề điểm. Khương Vô Nhai nói, ân, ta lại truyền cho ngươi một môn võ kỹ, là ta Võ Thần Cung tuyệt học, gọi Long Hổ Phong Hỏa Kiếm, là năm đó Vũ Tổ đại nhân, cùng chiến tranh chi thần không đầu kiếm thánh câu thông sau, quan sát thiên ngoại trụ thần pháp tắc, sáng tạo ra vô thượng kiếm pháp, có Long Hổ gào thét, phong hỏa bá đạo chi uy, ngươi xem một chút ngươi có thể lĩnh ngộ mấy thành. Nói xong, Khương Vô Nhai sử dụng một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng. Quang cầu bên trên có Long Hổ điềm lành hiển hóa, lại có phong hỏa chiến phạt đại khí tượng tràn ngập. Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy cái này quang cầu, phảng phất liền nghe được rồng ngâm hổ gầm, thiên quân vạn mã thanh âm chém giết, tâm hồn chấn động. Diệp Thần bàn tay chạm đến quang cầu, một tia kim sắc lưu quang chui vào trong cơ thể hắn, chỉ một thoáng, đầu hắn oanh một tiếng, tràn vào đại lượng tin tức lưu, rồng cuốn hổ trồm, trăm vạn hùng binh xông pha chiến đấu, đủ loại chiến trường sát lục. Long hổ gào thét, kiếm khí loạn vũ hình ảnh, không ngừng trong đầu lướt qua. Tại đầu một hồi hơi chướng sau, Diệp Thần chính là thuận lợi lĩnh ngộ môn này Long Hổ Phong Hỏa Kiếm đủ loại diệu pháp, hắn hơi kinh ngạc, chỉ cảm thấy môn này kiếm pháp hung mãnh dị thường cường đại, ẩn chứa vô thượng võ đạo ý sát phạt, nói. Đây là ta Vũ Tổ sư tôn sáng tạo võ kỹ sao? Thế mà như thế cường hãn, hắn trước đó như thế nào không truyền thụ cho ta? Long Hổ Phong Hỏa Kiếm cường đại. So với Diệp Thần học qua Vũ Tổ Pháp, Thốn Kình Băng Thiên, Titan Tinh Đấu Quyền, Vẫn Đế Diệt Thần chỉ các loại, đều phải lợi hại. Khương Vô Nhai nói, người trước đó tu vi còn chưa tới nhà, còn không có tư cách tiếp xúc loại này đỉnh cấp võ học,
môn này Long Hổ Phong Hỏa Kiếm, thế nhưng là mang theo một tia trụ thần pháp tắc đó a. Nếu như không có đầy đủ thâm hậu nội tình, tùy tiện tu luyện, chỉ có tẩu hỏa nhập ma hạ tràng. Phú Tổ đại nhân tuyệt học, còn rất nhiều, người về sau liền biết, môn này Long Hổ Phong Hỏa Kiếm, người đã lĩnh ngộ. Long Hổ Phong Hỏa Kiếm, là Vũ Tổ cùng Không Đầu Kiếm Thánh câu thông sau, sáng tạo ra tuyệt học, bản thân liền mang theo Không Đầu Kiếm Thánh cái này chiến tranh chi thần pháp tắc giết chóc, cho nên cường hãn dị thường. Diệp Thần nói, đại khái đều lĩnh ngộ thấu triệt. Khương Vô Nhai sững sờ, có chút không tin nói, ngươi nói cái gì, cái này một cái chớp mắt liền lĩnh ngộ thấu triệt. Hắn sớm biết Diệp Thần thiên phú cường hãn, nhưng vẫn là không thể tin được, ngộ tính thế mà lại nghịch thiên đến nước này, vừa mới trong nháy mắt, lại liền lĩnh ngộ Long Hổ Phong Hỏa Kiếm. Diệp Thần nói, ân. Khương Vô Nhai nói, vậy ngươi liền thi triển một kiếm này, chém ta một kiếm, không phải ta không tin ngươi, ta chỉ là muốn mở mang tầm mắt. Diệp Thần nói, hảo. Cái này hảo chữ rơi xuống, Diệp Thần liền đột nhiên rút ra hàng ma kiếm, kiếm ý trong nháy mắt hội tụ ngưng luyện, trên thân kiếm nổ ra ngập trời kim quang, trong kim quang có thiên long gào thét, mãnh hổ gào thét, một kiếm chém ra, như có trăm vạn chiến hồn, tại phong hỏa trong chiến trường tàn phá bừa bãi kêu rên, mũi kiếm lẫm liệt như chảm thần, thu phong thu vũ lạnh giết người. Một kiếm này ra, Diệp Thần liền phảng phất hóa thân trở thành một tôn chiến thần sát thần, không sợ vô địch, cuồng bạo tàn phá bừa bãi. Long tương hổ bộ, uy mãnh cực điểm. Khương Vô Nhai đồng tử kịch liệt co vào, đối mặt Diệp Thần một kiếm này, hắn phảng phất đối mặt với trên chiến trường thiên quân vạn mã, trăm vạn hùng binh hướng hắn chém giết tới, long hổ chém giết, chôn vùi hết thảy. Trong lúc cấp bách, Khương Vô Nhai rút ra một kiếm đón đỡ, chanh một tiếng, trong tay hắn kiếm tại chỗ liền bị Diệp Thần đánh bay, cả người lọt vào Long Hổ Phong Hỏa Kiếm cuồng bạo kiếm khí bao phủ, thổi phù một tiếng, máu tươi cuồng phún. Thân thể chợt giống như cỏ khô héo bay ra ngoài, vô cùng chật vật ngã xuống đất. Tiền bối. Diệp Thần nhìn thấy Khương Vô Nhai ngã xuống đất, thậm chí ngay cả hắn một kiếm đều không tiếp nổi, cũng là có chút kinh ngạc, vội vàng đi tới đem Khương Vô Nhai đỡ lên. Khụ khụ. Khương Vô Nhai trọng thương, nhưng hai con ngươi tràn đầy kích động tinh mang, nói, luân hồi chi chủ, nghĩ không ra, ngộ tính của ngươi, thế mà thật sự nghịch thiên như thế. Ha ha, ngươi có thực lực như thế. Muốn làm thì tử cực thần tôn cái kia lão rác rưởi, nghĩ đến là không có vấn đề gì. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Diệp Thần thế mà thật sự đem Long Hổ Phong Hỏa Kiếm, hoàn toàn lĩnh ngộ thấu triệt, hắn vừa mới không có quá lớn phòng bị, cho nên một cái sơ sẩy, liền bị Diệp Thần trọng thương. Bất quá, cho dù thâm thụ trọng thương, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng mãnh liệt như vậy, Khương Vô Nhai cũng là hết sức kích động cùng hài lòng. Lấy Diệp Thần thực lực mãnh liệt như vậy, muốn giết tử cực thần tôn, nghĩ đến cũng không phải chuyện rất khó khăn. Lãnh Nguyệt Tịch nhìn thấy Diệp Thần thật sự ngộ tính nghịch thiên, trong chớp mắt, liền lĩnh ngộ Long Hổ Phong Hỏa Kiếm, cảm thấy cũng là mừng thầm, nói, luân hồi chi chủ, ta môn này ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết, ngươi cũng có thể lĩnh ngộ a. Nàng tế ra ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết công pháp quang cầu, chỉ muốn để cho Diệp Thần lập tức lĩnh ngộ, sau đó lại đem bên trong tinh túy áo nghĩa, giảng giải cho nàng nghe. Nếu không, chỉ dựa vào chính nàng, căn bản không cách nào học được môn thần công này. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, chậm một chút lại nói, bây giờ quan bảo đại hội đã bắt đầu, chúng ta phải nhanh đi về. Hắn sợ dây dưa quá lâu, sẽ sinh ra biến cố gì? Lãnh Nguyệt Tịch có chút bất đắc dĩ nói, tốt a. Diệp Thần hướng Khương Vô Nhai nói, tiền bối, ngươi thụ thương không nhẹ, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta cáo từ. Khương Vô Nhai cười nói, đi thôi. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Dừng một chút, hắn lại có chút ngưng trọng nói, mặt khác, ngươi phải cẩn thận thanh đồng cổ thiềm. Diệp Thần nói, a. Khương Vô Nhai nói, đầu kia đại hung, rất có thể sẽ lần nữa làm loạn, kể từ nó một con mắt, bị cốt thiên đế thí thần chi mâu đâm mù sau, nó tính khí trở nên vô cùng táo bạo, thậm chí có chút không thể nói lý, nó đối với ngươi thái độ rất là căm hận. Trong lòng Diệp Thần run lên, đích xác, thanh đồng cổ thiềm tính khí. Quả thực là không thể nói lý, thế mà cảm thấy trước kia Vũ Tổ chịu khổ chịu nạn, Diệp Thần cũng có tội lỗi lớn, là hắn không chịu dùng luân hồi sách, thay đổi quá khứ, mới đưa đến Vũ Tổ hôm nay gặp nạn. Cái này thật sự là không thể nói lý sự tình, chân chính kẻ cầm đầu là Cổ Tinh Môn mới đúng. Nếu như nói Khương Vô Nhai đối với Diệp Thần thái độ, là thiên hướng lạnh nhạt mà nói, cái kia thanh đồng cổ thiềm thái độ, hoàn toàn chính là căm hận. Hiện tại các ngươi một đám người, cử hành cái gì quan bảo đại hội,
các ngươi ngưng thần quan sát cái kia Bồ Tát pho tượng thời điểm, Thanh Đồng Cổ Thiềm rất có thể sẽ thừa cơ đánh lén, ngươi nhiều lắm lưu một cái tâm nhãn, phòng bị nó đột nhiên làm loạn. Khương Vô Nhai dần dần dặn dò. Diệp Thần nói, hảo, tiền bối, ta đã biết. Lập tức, Diệp Thần liền từ biệt rời đi, mang theo Lãnh Nguyệt Tịch cùng đi. Ngươi cũng muốn độ chi mảnh vụn sao? Diệp Thần vừa cùng Lãnh Nguyệt Tịch hướng võ giới đảo phương hướng lao đi, một bên hỏi. Lãnh Nguyệt Tịch khẽ mỉm cười nói, ma ngục mệnh tinh mảnh vụn, năng lượng có thể xưng nghịch thiên, ai không muốn muốn. Bất quá ngươi nếu mà muốn, ta sẽ không cùng ngươi cướp. Diệp Thần cười nói, Nguyệt Tịch cô nương khéo hiểu lòng người như thế, kia thật là đa tạ. Lãnh Nguyệt Tịch cười nói, ta chỉ mong ngươi giúp ta giải khai ánh sáng của bầu trời tảng sáng quyết huyền bí. Diệp Thần nói, ân, trước giải quyết đi chuyện trước mắt lại nói. Việc cấp bách, là giải quyết đi Tử Cực Thần Tôn. Hai người trong lúc nói chuyện, rất nhanh liền xuyên qua trọng trọng sóng biển, đi tới võ giới đảo phụ cận. Hoa Lạp, Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch, liền từ trong biển xuất hiện, chỉ thấy võ giới trên đảo, kim quang cùng ma khí tràn ngập, trung tâm đảo đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga pho tượng, toàn thân lộ ra màu vàng sẫm, là một tôn Bồ Tát tượng thần. Bên ngoài hiện tỳ khưu hình thái, tay trái cầm bảo châu, tay phải chấp thích trượng, đứng ở ngàn diệp thanh bên trên hoa sen, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân quấn quanh hắc sắc ma khí, nhưng không cách nào ăn mòn hắn bản nguyên một chút. Đây là trong truyền thuyết, Địa Tạng Bồ Tát hình tượng, Địa Tạng Bồ Tát là địa ngục người canh giữ, là ma ngục mệnh tinh bên trong, độ chi mảnh vụn đồ đằng tính linh, đại biểu cho độ chi mảnh vụn vĩ đại vô thượng siêu độ pháp tắc, có thể độ hóa hết thảy yêu ma quỷ quái, vĩ lực vô biên. Diệp Thần liền thấy, cái kia Địa Tạng Bồ Tát pho tượng phía trên, quả nhiên là âm thầm khắc rất nhiều phù văn, mỗi một đạo phù văn, đều mang theo vô cùng huyền diệu pháp tắc khí tức, đó là ma ngục mệnh tinh pháp tắc, siêu độ kim quang, ma đạo sát khí, hòa làm một thể, vô cùng ảo diệu. Nếu có thể lĩnh hội những pháp tắc này phù văn mà nói, đối với tu vi nhất định là rất có ích lợi. Bây giờ, tại võ giới trên đảo, đã đầy ắp người. Tử Cực Thần Tôn, Cốt Thiên Đế, Minh Khiếu Thiên, Cổ Đoạn Trần, Minh Không Thiên Tôn, Phương Huyền Đức các loại, còn có rất nhiều đến từ Tinh Hằng Thiên đám võ giả, đều quay chung quanh tại Địa Tạng Bồ Tát pho tượng bốn phía, ngồi xếp bằng, ngưng thần quan sát lấy. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió biển thổi phật âm thanh, tất cả mọi người đều là nhìn không chớp mắt, tập trung tinh thần quan sát lấy pho tượng, một cái là lĩnh hội pho tượng bên trên đại đạo phù văn, thứ hai là nếm thử bắt giữ pho tượng sau lưng thiên cơ manh mối, muốn nhìn trộm độ chi mảnh vụn tung tích. Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch cũng leo lên hòn đảo đi, hai người lên đảo, làm cho toàn trường không ít người liếc nhìn, nhưng chợt, ánh mắt mọi người, lại lần nữa phóng tới pho tượng phía trên. Tòa này Địa Tạng Bồ Tát pho tượng, phù văn thâm ảo, làm cho người say mê, cho nên Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch cho dù trở về, cũng không có gây nên cái gì ba động. Diệp Thần cùng Lãnh Nguyệt Tịch nhìn nhau, nhìn thấy Tử Cực Thần Tôn đang chuyên tâm tìm hiểu pho tượng phù văn, nếu như hai người lúc này, đột nhiên ra tay công kích. Rất có thể một kích thành công, đem hắn giết chết. Nhưng, Cốt Thiên Đế liền xếp bằng ở Tử Cực Thần Tôn bên cạnh, nếu như Diệp Thần công kích, tất nhiên sẽ kinh động Cốt Thiên Đế. Còn có, Phương Huyền Đức cũng ngồi ở Tử Cực Thần Tôn bên cạnh, cái thanh kia bất khuất thánh kiếm liền dựng thẳng cắm trên mặt đất, thân kiếm phong mang tương đương lăng lệ. Muốn động thủ sao? Lãnh Nguyệt Tịch âm thầm hướng Diệp Thần truyền âm dò hỏi. Đầu tiên chờ chút đã lại nói, không thể lỗ mãng. Diệp Thần cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, dự định yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ cơ hội. Hắn tìm một chỗ trống, cũng ngồi xếp bằng xuống, quan sát pho tượng. Lãnh Nguyệt Tịch thấy thế, liền ngồi ở bên cạnh Diệp Thần, cùng hắn cùng một chỗ quan sát pho tượng. Nhưng, hai người đều vô cùng cơ cảnh, giữ lại cái tâm nhãn, để phòng bất trắc. Chỉ có điều, một hồi sau, Lãnh Nguyệt Tịch tâm thần, liền hoàn toàn bị pho tượng bên trên phù văn hấp dẫn. Những phù văn kia, rộng rãi thâm ảo, mang theo một cỗ tử vong cùng siêu thoát vô thượng huyền bí. Tử vong thật là đau đớn sao, có khả năng hay không là một loại giải thoát. Người chết sau là triệt để hư vô, vẫn có một cái thế giới khác. Sinh mệnh vì sao lại sợ hãi cái chết, là ai tại trong sinh mệnh huyết mạch, in dấu lên sợ chết sợ hãi. Những phù văn này, liền ẩn chứa dạng này thâm ảo đạo lý, dính đến pháp tắc sinh tử vô thượng ảo diệu biến hóa, những pháp tắc này. Lại toàn bộ đến từ ngày xưa trụ thần, Diêm Ma Tử Thần. Hắn là 72 trụ thần bên trong, một cái duy nhất chân chính chết đi người, thi thể của hắn, bị thiên tổ chế tạo trở thành ma ngục mệnh tinh,
cho nên ma ngục mệnh tinh phía trên, liền mang theo Diêm Ma Tử Thần ý chí cùng pháp tắc, có đủ loại liên quan tới sinh tử suy xét. Những pháp tắc này là cực kỳ thâm ảo, cho nên Lãnh Nguyệt Tịch tại quan sát sau đó, tinh thần của nàng, rất nhanh liền cùng người chung quanh một dạng, cũng hoàn toàn say mê đi vào, bị cỗ này vô biên mênh mông pháp tắc sinh tử chấn động. Chỉ có Diệp Thần, còn duy trì thanh tỉnh đạo tâm, không có quá mức say mê. Bất quá, lĩnh hội những thứ này pháp tắc sinh tử, cũng là để cho Diệp Thần nhiều sở ngộ, hắn tu vi cảnh giới, tại thời khắc này càng là đột phá, ông một tiếng, trên người có kim quang vọt lên, tu vi liền trực tiếp tấn thăng đến cửu đỉnh cảnh 5 tầng trời cao giai. Thế mà để cho ta đột phá, pho tượng kia bên trên đại đạo phù văn, quả nhiên uyên áo tinh thâm. Diệp Thần hơi có chút ngoài ý muốn, lại là một hồi mừng rỡ, từ nơi sâu xa, trong cơ thể hắn ma ngục mệnh tinh, phảng phất đều bị xúc động, giống như muốn sáng lên. Bất quá, muốn chân chính nhóm lửa ma ngục mệnh tinh, là vô cùng chuyện khó khăn, chỉ dựa vào lĩnh hội pho tượng bên trên phù văn, tự nhiên không có khả năng chân chính để cho Diệp Thần thắp sáng mệnh tinh, chỉ là có chút xúc động thôi. Những thứ này xúc động, để cho bây giờ Diệp Thần đối với ma ngục mệnh tinh lý giải, lại sâu sắc một chút. Ong ong ong, ngoại trừ Diệp Thần, toàn trường rất nhiều võ giả, trên thân cũng xuất hiện đột phá tia sáng, lĩnh hội pho tượng bên trên phù văn, để cho không ít người thu được rất nhiều chỗ tốt. Thực tủy chi vị đám võ giả, càng là hưng phấn cùng say mê tiếp tục tham ngộ phù văn, ngay cả cốt thiên đế, tử cực thần tôn bọn người, cũng là tiến nhập trạng thái một cỗ quên mình. Kỳ thực bọn hắn loại cao thủ này, tâm thần nếu như hoàn toàn say mê trầm luân, là phi thường nguy hiểm, một khi phát sinh ngoài ý muốn gì, rất có thể liền sẽ gặp bất trắc. Nhưng, pho tượng kia bên trên phù văn, thực sự quá huyền diệu thâm thúy, cho dù là cốt thiên đế, tử cực thần tôn loại này cấp bậc cao thủ, ngay từ đầu sau khi lĩnh ngộ, liền không cách nào bước ra, tâm thần hoàn toàn say mê. Diệp Thần cũng tại xâm nhập quan sát cảm ngộ, đồng thời nếm thử bắt giữ thiên cơ manh mối, nhìn trộm độ chi mảnh vụn vị trí. Nhưng tiếc là, thiên cơ phiêu miểu, mông lung, hắn cũng khó có thể xác định độ chi mảnh vụn chỗ. Không cần tìm, cái này độ chi mảnh vụn, ta biết ở nơi nào, chậm một chút ta lại nói cho ngươi. Ngay lúc này, một đạo thấp kém âm thanh, đột nhiên tại Diệp Thần trong lòng vang lên. Lại là như tường vi âm thanh. Cái này sao có thể? Diệp Thần trong nháy mắt cảm thấy Diệp Tường Vi xuất hiện, sẽ thay đổi chuyến này bình tĩnh. Tường Vi cô nương, là ngươi. Ngươi đã đến sụp đổ di tích cổ, ngươi ở nơi nào? Ngươi âm thanh như thế nào suy yếu như vậy, bị thương? Có cần hay không ta tới giúp ngươi? Diệp Thần nghe được như Tường Vi âm thanh, lập tức vô cùng bất ngờ, bắt giữ âm thanh đầu nguồn, nếu Tường Vi tựa hồ cũng tại trong sụp đổ di tích cổ. Nếu Tường Vi nói, Nhậm Phi Phàm một lần nữa trấn thủ luân hồi tinh giới, liền không cần ta, hắn bảo ta tới giúp ngươi, chỉ là tên kia, cũng không có nói với ta tinh tường. Sụp đổ di tích cổ thế mà nguy hiểm như vậy a. Ta đụng tới một đầu sụp đổ thể, một phen khổ chiến sau đó, mặc dù đem phá hủy, nhưng ta cũng bị trọng thương, bây giờ là không động được, chỉ có thể cùng ngươi truyền âm liên lạc. Sụp đổ trong cổ tích có thập đại sụp đổ thể, mỗi một đầu cũng là vô cùng tồn tại cường hãn, nếu Tường Vi có thể phá hủy một đầu, có thể xưng bưu hãn, bất quá thực lực của nàng, rõ ràng không có khả năng cùng Nhậm Phi Phàm so sánh. Nhậm Phi Phàm phá hủy sụp đổ thể, là dễ dàng, nhưng nàng lại bị trọng thương. Diệp Thần nói, ngươi thương thế không sao chứ? Nếu Tường Vi nói, tạm thời còn chưa chết, chỉ là, độ chi mảnh vụn cùng hỗn nguyên kim hộp nhân quả liên lạc, ta sắp không áp chế được nữa, mảnh vụn chẳng mấy chốc sẽ đào được, các ngươi quan bảo đại hội sau khi kết thúc, lập tức tới ngay đón ta. Ta thụ thương không thể động đậy, khục, ngươi phải thay ta trị liệu, tiếp đó, ta liền dẫn ngươi đi tìm độ chi mảnh vụn. Bất quá, ta nhất thiết phải lại cảnh cáo ngươi một tiếng, độ chi mảnh vụn ma khí xâm nghiêm, thiên đế chạm đến đều muốn bị ma khí ăn mòn thành một bãi thi thủy, ngươi tu vi còn chưa đủ, nếu là cưỡng ép tiếp xúc độ chi mảnh vụn mà nói, rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Thần nói, hảo, ta đã biết, mấy người chuyện chỗ này, ta liền đi đón ngươi. Nếu Tường Vi nói, ân, ngươi cẩn thận một chút, tại sao ta cảm giác ngươi bên kia, sát khí ngập trời, tựa hồ có kinh thiên biến cố sắp tới. Ngươi cũng đừng chết a. Nếu là đụng tới cái gì không giải quyết được phiền phức, liền kêu gọi Nhậm Phi Phàm buông xuống a, hắn không phải cho ngươi một mảnh trắng vũ. Diệp Thần nói, không có việc gì, cho dù có nguy hiểm gì, ta cũng có thể ứng phó, tạm thời còn không cần phiền phức Nhậm tiền bối. Nếu Tường Vi nói, tùy ngươi a, tóm lại đừng chết, ngươi chết,
ta có thể cũng không sống nổi. Nàng âm thanh càng suy yếu, rõ ràng thương thế 10 phần nghiêm trọng, nếu như không chiếm được cứu chữa mà nói, nàng rất có thể sẽ chết đi. Diệp Thần khẽ gật đầu, tập trung tinh thần chú ý bốn phía, hắn cũng cảm thấy, võ giới đảo hải vực phụ cận bên trong, tựa hồ có cái gì đáng sợ nguy hiểm đang tràn ngập, từng mảnh vòng xoáy mạch nước ngầm không ngừng xoay tròn lấy. Lúc này, Cốt Thiên Đế, Minh Không Thiên Tôn, Tử Cực Thần Tôn nhóm cường giả, cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng bọn hắn tâm thần, hoàn toàn chìm đắm trong cái kia Bồ Tát pho tượng phù văn áo nghĩa, biết rõ ngoại giới gặp nguy hiểm, nhưng vẫn là không thể tự thoát ra được. Diệp Thần thấy cảnh tượng này, âm thầm lấy làm kỳ, ma ngục mệnh tinh quả nhiên là kinh khủng, coi như chỉ là một khối mảnh vụn linh khí ngưng tụ ra pho tượng, đều có nhiếp đoạt lòng người hiệu quả. Ầm ầm, chợt, xung quanh đảo hải vực, sóng lớn mãnh liệt tàn phá bừa bãi, hóa thành ngập trời biển động, cuồn cuộn sóng biển mãnh liệt hướng ở trên đảo gào thét mà đến. Hoa lạp, tại như vậy mãnh liệt biển động trùng kích vào, ngồi quanh ở Bồ Tát pho tượng bốn phía đám võ giả, lập tức bị xông đến siêu siêu vẹo vẹo, tiếng kêu sợ hãi liên tục, còn có người bị cuốn ngược nước biển kéo xuống trong biển. Giống, một đầu nguy nga như núi cực lớn con cóc, từ đáy biển chỗ sâu tung đằng mà ra, thân như thanh đồng, linh hoạt chân trước xách theo một cây đao, oanh một tiếng, liền nhảy tới võ giới trên đảo, thân thể cao lớn cùng uy nghiêm, đem toàn bộ võ giới đảo, đều chấn động đến kịch liệt lay động, đại địa rạn nứt. Xin lỗi, Luân Hồi Chi Chủ, Cốt Thiên Đế, thừa dịp các ngươi ngộ đạo say mê cơ hội, bản tọa đột thi đánh lén, thực sự là thắng mà không võ, thắng mà không võ a. Đầu này cực lớn như núi, da như thanh đồng con cóc, thực sự là thanh đồng cổ thiềm, trong miệng mặc dù đang nói xin lỗi, nhưng trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý, thảnh thơi tự tại ngậm tẩu thuốc. Đột nhiên xuất hiện xung kích, làm cho Cốt Thiên Đế sắc mặt tái đi, khí tức một hồi trệ tắc nghẽn, rên khẽ một tiếng, lúc này mới cuối cùng từ ngộ đạo trầm luân trong trạng thái đi ra ngoài. Cái này ma ngục mệnh tinh, coi là thật tà môn, lại có thể nhiếp đoạt tâm thần của ta, bất quá, chỉ là một chút phù văn, liền có như thế huyền diệu pháp tắc sinh tử áo nghĩa, nếu là hoàn chỉnh ma ngục mệnh tinh, thật không biết là bực nào vĩ đại. Cốt Thiên Đế nội tâm ý niệm lấp lóe, mặc dù bởi vì ngộ đạo, chịu đến thanh đồng cổ thiềm xung kích, nhưng hắn cũng không hối hận. Bởi vì, tại mới vừa rồi ngộ đạo bên trong, hắn cũng là thu hoạch không ít, chỉ tiếc độ chi mảnh vụn thiên cơ mờ mịt, hắn cũng không thể bắt được cụ thể manh mối. Thanh đồng cổ thiềm, người cái này nhiệt xúc, còn dám tới mạo phạm ta. Cốt Thiên Đế âm thanh mang theo khinh thường băng lãnh, vừa mới lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử hắn, khí tức trở nên vô cùng hòa hợp, cùng toàn bộ sụp đổ di tích cổ địa mạch, phảng phất đều hòa làm một thể. Trước đây hắn, còn muốn chịu đến đủ loại hạn chế, nhưng bây giờ, cỗ này hạn chế, đã giải trừ không ít. Đây là lĩnh hội địa tạng Bồ Tát pho tượng bên trên phù văn, mang đến cho hắn chỗ tốt cùng biến hóa. Ân, cảm thấy được Cốt Thiên Đế biến hóa. Thanh đồng cổ thiềm biểu lộ cũng là trở nên có chút cứng ngắc cùng kinh ngạc. Ngươi cái tên này, xem ra thật đúng là cho ngươi ngộ đạo thành công a. Bất quá, Vũ Hải là bản tọa địa bàn, còn luận không đến ngươi nhóm phách lối. Thanh đồng cổ thiềm hét dài một tiếng, nhất thời, Vũ Hải như có ngàn vạn quả đạn pháo cùng nhau nổ tung, phanh phanh nổ tung lên trăm ngàn đạo vòi rồng cột nước, đếm không hết dữ tợn hung thú, lập tức từ trong nước biển nhảy ra, nhào tới võ giới ở trên đảo. Lần này thanh đồng cổ thiềm lại là đem toàn bộ Vũ Hải hung thú, toàn bộ triệu hoán tới. Tiểu Thi Long, đến đây đi. Thanh đồng cổ thiềm lại là một tiếng kêu gọi gầm rú, liền nghe phương xa hô hô thổi lên kinh thiên âm phong, một đầu khổng lồ cốt long, sau lưng mọc lên huyết nhục hai cánh, che khuất bầu trời, toàn thân sát khí ngập trời, liền cuốn sạch lấy kinh khủng ma sát cùng âm khí gào thét mà đến. Lại là cổ tinh môn một trong tứ đại hộ sơn thần thú, bay trên trời Thi Long. Phía trước Cốt Thiên Đế, cưỡi bay trên trời Thi Long buông xuống, khí thế cỡ nào bàng bạc, nhưng giờ khắc này, hắn đầu này bay trên trời Thi Long, cư nhiên bị thanh đồng cổ thiềm triệu hoán đến. Bay trên trời Thi Long khí thế, so với thanh đồng cổ thiềm còn muốn hung mãnh lợi hại hơn nhiều, bởi vì thanh đồng cổ thiềm, nó một con mắt, sớm bị Cốt Thiên Đế thí thần chi mâu xuyên qua, nhục thân có không trọn vẹn, đại đạo không được đầy đủ. Nhưng, bay trên trời Thi Long đạo, lại là hoàn chỉnh, nó thi đạo khí thế. Mà đạo khí thế, có thể xưng nghịch thiên, vừa bay vào trong Vũ Hải bên trong, bàng bạc sát khí tràn ra, nguyên bản màu xanh ra trời Vũ Hải, thế mà hóa thành hắc ám màu sắc, tựa như gặp vô biên ma khí ô nhiễm. Phanh! Khi bay trên trời Thi Long thân thể cao lớn, hạ xuống võ giới ở trên đảo,
võ giới trên đảo hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt liền khô héo rơi mất, thi long trong hai con ngươi, sát ý xâm nghiêm hỏa diễm không ngừng nhảy lên, hết thảy sinh linh đều im lặng diệt, tất cả mọi người đều cảm nhận được một cỗ tử vong áp bách. Thi long, ngươi muốn làm phản. Cốt thiên đế cực kỳ chấn động, vô cùng kinh ngạc nhìn xem bay trên trời thi long. Hắn thực sự khó mà tiếp thu, chính mình tin cậy đồng bạn sẽ đối với tự mình ra tay. Bay trên trời thi long ngửa mặt lên trời trường ngâm gào thét, đáp lại cốt thiên đế, chỉ có theo nó trong miệng phun ra hắc ám nóng bỏng long tức. Long tức hừng hực vô song, tựa như có thể hòa tan hết thảy, cốt thiên đế vội vàng tránh đi, động tác hơi có chút chật vật, hắn vừa mới đứng yên chỗ, lọt vào thi long long tức phun ra, trực tiếp liền bị axit ăn mòn ra một cái bất quy tắc cái hố. Có thể thấy được một kích này, đối phương không có chút nào lưu thủ, thậm chí mang theo sát ý cường đại. Thanh đồng cổ thiềm thấy cảnh này, khóe miệng phác họa ra một đạo cười lạnh, nói, không phải làm phản, chỉ là nghe theo bản tọa hiệu lệnh thôi, trước đó ngũ đại thần thú, ngoại trừ xấu viên vương, liền lấy bản tọa lớn nhất. Ở bên ngoài bản tọa khó mà nói, nhưng ở đây, tiểu thi long liền phải nghe bản tọa. Bay trên trời thi long lại là một tiếng trường ngâm, cùng vang lấy thanh đồng cổ thiềm. Cốt thiên đế kinh sợ một hồi, hắn biết bay trên trời thi long lợi hại, bây giờ thế mà phản chiến, cái kia phiền phức vô cùng. Minh không thiên tôn, tử cực thần tôn, minh khiếu thiên nhóm cường giả, mắt thấy một màn trước mắt, cũng là vô cùng kinh tâm. Bay trên trời thi long thập phần cường đại, bọn hắn bất kể là ai, đều không thể đơn độc đối phó, trừ phi liên thủ. Thanh đồng cổ thiềm cũng biết, nó cùng bay trên trời thi long mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có cách nào đối phó được toàn trường tất cả mọi người liên thủ, liền nhìn quanh mọi người nói. Hôm nay bản tọa chỉ giết cốt thiên đế cùng luân hồi chi chủ, các ngươi chỉ cần không nhúng tay vào, bản tọa sẽ không làm khó các ngươi. Bằng không, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Minh không thiên tôn cùng tử cực thần tôn nghe xong, lập tức mang theo bản bộ người lui lại, không muốn trải qua phân tranh. Mặc dù bọn hắn không có khả năng chết bởi trên tay đối phương, nhưng bao nhiêu sẽ chịu chút thương. Xấu nô, chúng ta giúp luân hồi chi chủ, tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện. Lãnh Nguyệt Tịch rút ra bên hông tế kiếm, tiến lên trước một bước, liền nghĩ cùng nàng người hộ đạo cùng một chỗ, trợ lực Diệp Thần. Cái kia được xưng xấu nô người hộ đạo thần sắc ngưng trọng, vội nói, tiểu thư, không thể, lão nô không cho phép ngươi mạo hiểm. Cục thế trước mắt, chúng ta không xuất thủ, mới là tốt nhất. Nói xong, hắn cưỡng ép lôi kéo Lãnh Nguyệt Tịch lui lại. Một đạo cấm chế phủ văn đánh ra, Lãnh Nguyệt Tịch toàn thân khí thế đều bị phong cấm, thậm chí ngay cả miệng đều bị phong bế, không thể nói chuyện cũng không thể chuyển động. Ngô! Lãnh Nguyệt Tịch cực kỳ phẫn nộ, muốn giãy giụa, nhưng xấu nô gắt gao khống chế nàng, coi như mạo phạm, cũng không muốn nàng mạo hiểm. Có đỡ đánh, sao có thể không gọi ta đâu? Lúc này, Phương Huyền Đức nhanh chân đi ra, tựa như là dã thú khát máu giống như liếm liếm bờ môi của mình, ánh mắt từ thanh đồng cổ thiềm. Bay trên trời thi long, cốt thiên đế, Diệp Thần mấy người trên thân từng cái đảo qua. Đầu óc hắn đơn giản, chỉ có chiến đấu cùng đánh trận dục vọng, đám người ân oán giữa, hắn không cách nào phân rõ, chỉ muốn tìm đối thủ, sảng khoái một trận chiến. Tử cực thần tôn sầm mặt lại, quát lên, Huyền Đức, mau trở lại. Nhưng, Phương Huyền Đức cũng không có cái gì thoát thân chuyện bên ngoài ý tứ, ngược lại là rút ra chính mình bất khuất thánh kiếm, nắm trong tay thật chặt, ánh mắt liếc nhìn Diệp Thần. Cốt thiên đế bọn người, nói, các người muốn đánh nhau mà nói, tính ta một người. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 580.